Kiếp người thật ngắn ngủi, mấy chục năm đi qua, thoáng chốc chỉ là cát bụi. Con người sống với nhau lại thường xuyên tranh giành, gánh đua, đấu đá trong tình danh lợi, mà ngày ngày đêm đêm hao tâm tổn trí. Cuối cùng liệu có mang theo được những gì? Người xưa thường nói, có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn ba bữa một ngày. Có căn nhà lớn 10 tầng cũng chỉ ngủ ở một gian. Báu vật trăm xe ngựa, trong lòng vẫn có buồn phiền. Quan to lộc hậu cũng chỉ là đi làm hàng ngày. Nhìn qua phú quý cũng chỉ là thoáng qua như mây khói. Vậy sống trên đời vì sao phải cứ tranh giành? Vậy thì con người cả đời tranh giành nhau rốt cuộc vì điều gì? Kính thưa quý Phật tử và quý thính giả thân mến, trong thế giới ồn ào này, người ta lừa gạt, oán trách nhau, đố kỵ nhau đều là kết quả của sự tranh giành. Công khai tranh giành, âm thầm tranh giành. Tranh giành lợi ích lớn, tranh giành lợi ích nhỏ. Hôm qua tranh giành, hôm nay cũng tranh giành. Rốt cuộc suy cho cùng, tranh giành cũng chỉ để thỏa tâm lý ích kỷ mà thôi. Khi tấm lòng rộng mở một chút, sẽ không còn chỗ cho sự tranh giành tồn tại. Xem nhẹ được và mất một chút, tranh giành sẽ tan biến đi. Mục tiêu giảm bớt đi một chút, tranh giành sẽ không trỗi dậy. Xem nhẹ tâm danh lợi đi một chút, tranh giành sẽ không còn. Trong cuộc sống, có thể có vô số lý do để không tranh giành. Nhưng chính vì dục vọng đã khiến cho mỗi người trở thành một chú sư tử đói nằm trong bụi cỏ, kìm nén không được. Một khi tranh giành được quyền và tiền trong tay, thì hạnh phúc sẽ mất đi. Tranh giành được thanh danh thì niềm vui cũng sẽ không tồn tại. Những thứ không thuộc về bản thân mà tranh giành được thì sẽ khiến tâm bất an. Nói một cách khác là những thứ con người vắt óc ra để nghĩ cách tranh giành được không phải là hạnh phúc, niềm vui và an tâm, mà chỉ là phiền não, thống khổ, thù hận và mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Vậy không tranh giành chẳng lẽ là điều không tốt? Cho dù chỉ giảm tranh giành xuống một chút, coi nhẹ những thứ mà mình cho là quan trọng đi một chút, mọi người sẽ phát hiện ra rằng nhân tâm của mình thoáng chốc đã trở nên rộng rãi, thế giới thoáng chốc sẽ trở nên to lớn hơn. Cũng bởi vì không quá tranh giành, khuôn mặt người ta sẽ tươi cười nhiều hơn, nắm tay nhau nhiều hơn, nhường nhịn nhau nhiều hơn, chân thành nhiều hơn, nhiệt tình nhiều hơn và bạn bè sẽ nhiều hơn, tình cảm nồng đậm hơn, tâm nguyện sâu sắc hơn và tình yêu thương sẽ lớn hơn, thật hơn. Để giảm bớt tranh giành, hãy quan niệm rằng người nhiều tiền hay ít tiền đủ ăn là được rồi. Người xấu hay đẹp vừa mắt là được rồi. Người già hay người trẻ khỏe mạnh là được rồi. Gia đình giàu có hay là nghèo túng hòa thuận là được rồi. Chồng về sớm hay về muộn có gì là được rồi. Người vợ phàn nàn nhiều hay ít lo việc nhà là được rồi. Con cái dù làm tiến sĩ hay là bán hàng ngoài chợ cũng được, an tâm là được rồi. Nhà to hay nhà nhỏ, có thể ở là được rồi. Trang phục có thương hiệu hay không, có thể mặc là được rồi. Ông chủ không tốt, có thể chịu được là được rồi. Hết thảy phiền não, có thể giải được là được rồi. Cả đời người bình an là được rồi. Không phải có tiền nhiều mới là tốt. Tâm tính lương thiện, giúp đỡ người khác thì số mệnh có thể thay đổi được tốt. Rất nhiều chuyện nghĩ thoáng qua sẽ tốt. Mọi người đều tốt, vạn sự đều tốt. Người tốt, mình tốt, thế giới đều tốt. Nói ngắn gọn lại là biết đủ là tốt nhất. Không tranh giành,
là cảnh giới cao của nhân sinh. Trong cuộc sống của chúng ta, luôn gặp phải những chuyện không như ý muốn, nhưng không phải chuyện nào cũng đáng để hao tâm tổn sức. Người thông minh thì sẽ biết chuyện nào xứng đáng, còn chuyện nào thì không, biết tính toán giữa lợi và hại. Có câu rằng, không tranh không có nghĩa là mình không bằng người, không nói không có nghĩa là mình không biết. Vậy nên, những người thông minh ắt sẽ không tranh giành bốn điều sau đây. Điều thứ nhất là không tranh giành đúng sai. Trên thực tế, mọi sự vật hiện tượng không có kết quả đúng hay sai một cách tuyệt đối. Một người quan tâm đúng sai một cách mù quáng sẽ dễ bị lạc lối. Bất luận kết quả sẽ như thế nào, nhưng sẽ thật vô nghĩa khi bạn tranh giành, chiến đấu với chính những người thân thiết. Cuộc sống là của chính bạn, nên không cần thiết phải tranh giành hay là so sánh với bất kỳ ai. Đừng sống cuộc sống của bạn theo con mắt của người khác. Mỗi người nên hành động theo lý trí và cố gắng sống hết mình. Trong cuộc sống, mỗi người đều có thái độ và quan điểm khác nhau về một sự vật hiện tượng. Vậy nên, người khôn ngoan sẽ không bao giờ tranh đấu đúng sai, bởi họ hiểu trong quá trình đó không may sẽ đánh mất chính mình, nên dù có thắng cũng không vui. Sự trưởng thành thực sự của một người là trở nên tốt hơn so với quá khứ của chính họ. Lựa chọn cuộc sống đơn giản và hạnh phúc, một người khôn ngoan sẽ không lãng phí thời gian cho những người hay những việc không xứng đáng, đặc biệt là tranh cãi đúng sai. Thứ hai là không tranh giành thể diện. Đánh mất giá trị bản thân để tranh giành một chút thể diện thực chất là cái mất lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Nhiều người vì thể diện mà hạ thấp bản thân. Điều đó thật vô nghĩa, bởi cuộc sống không chỉ có thể diện mà còn vô số những giá trị cao quý khác. Vì hai chữ thể diện, nhiều người chấp nhận sống một cách miễn cưỡng, cầu hòa, thậm chí còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Tính sĩ diện càng cao, thì những đau khổ mà bản thân và người nhà phải gánh chịu trong cuộc sống càng nhiều. Vậy nên, thay vì mất thời gian tô điểm cho cái sĩ diện của mình, bạn có thể tập trung vào việc bồi dưỡng đạo đức và nâng cao năng lực của bản thân. Thứ ba là không tranh giành cái lợi trước mắt. Tranh chính là không tranh, không tranh chính là tranh. Trên con đường đời, không ngại bước chậm, chỉ sợ bước đi của bạn không thực tế. Bước chậm mà bước chắc mới có thể càng đi xa. Cuộc sống là một quá trình, hạnh phúc do chính bàn tay mình tạo ra. Những gì bạn tranh giành chưa chắc thuộc về bạn, mà còn làm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác. Kẻ mạnh thực sự là biết nhìn xa trông rộng, không vì lợi ích trước mắt mà tranh qua tranh lại. Muốn có thể tiến xa hơn, chúng ta cần phải gạt bỏ tư duy hạn hẹp và cái tính khôn lõi. Thời gian sẽ cho mỗi người biết câu trả lời ai là người thông minh. Bạn không nên quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác, và cũng đừng tốn sức cho những chuyện không có giá trị. Người khôn ngoan sẽ luôn biết dành thời gian để làm những việc thực sự xứng đáng. Thứ tư là không tranh giành tình yêu. Tình yêu đẹp không phải tranh đoạt mà có. Bạn cũng không cần phải gắng sức, chỉ cần bày tỏ một cách chân thật, ắt sẽ có kết quả tốt. Dưa ép quá thì không ngọt. Trái tim cố níu kéo sẽ không chân thành. Tình yêu phải thuận theo tự nhiên, đôi bên mới hạnh phúc. Trong tình yêu, không phải bạn tốt như người khác sẽ báo đáp lại sự yêu thương của bạn. Không phải bạn gửi gắm tâm tư tình cảm của mình cho người ta sẽ đáp lại bằng mối chân tình. Tình yêu là sự tương hỗ, không phải chỉ là sự cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là cả một quá trình thu hút lẫn nhau. Nếu là của bạn, không cần đoạt,
vẫn sẽ thuộc về bạn. Nếu như không phải, cố chấp cũng chẳng được. Vậy nên, người khôn ngoan không tranh đấu một cách mù quáng để chiếm lấy tình cảm. Sau đây là 7 lời Phật dạy về việc làm khiến cho phúc báo bị hao tổn. Phúc báo của một người chính là quả báo tốt đẹp đến với người đó, có nguyên nhân xuất phát từ một hành vi lương thiện trong quá khứ. Nhưng trong cuộc sống này, có rất nhiều việc mà chúng ta vô ý làm sẽ không những không tích được phúc báo, mà còn khiến cho phúc báo bị hao tổn mất. Dưới đây là 7 việc làm khiến cho phúc báo bị hao tổn nhanh nhất mà một vị hòa thượng khuyên bảo. Thứ nhất là thường xuyên sát sinh. Sát sinh là hành vi đứng đầu trong những hành vi làm hao tổn phúc báo nhanh nhất. Trong cuộc sống hàng ngày, sát sinh là việc khó đoạn tuyệt được. Nhưng nếu không nhất định phải sát sinh, thì chúng ta hãy hạn chế sát sinh. Bởi vì sát sinh chính là cách làm hao tổn dần phúc báo của bản thân. Đến khi đã hưởng hết phúc báo từ đời trước thì chúng ta sẽ phải chịu nghiệp báo của sát sinh gây ra. Thứ hai, tức giận, oán giận, cáu kỉnh. Đại sư Ấn Quang khuyên bảo rằng, người phụ nữ không hay tức giận thì con cháu sống thọ hơn. Phụ nữ thường xuyên tức giận, cáu kỉnh, sinh con sẽ khó nuôi. Phát giận là điều cứu không được. Tức giận chính là lửa thiêu rừng công đức. Chỉ một cơn lửa giận có thể thiêu cháy hết cả phúc đức. Người xưa thường khuyên rằng, oán giận một lần đối với một người bình thường sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 100 kiếp. Oán giận một lần đối với cha mẹ, người lớn tuổi, người đại đức sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 1000 kiếp. Oán giận cha mẹ, hậu quả rõ ràng nhất là phúc mỏng mệnh nông. Thứ ba, xung đột với cha mẹ, người bề trên. Chống đối mâu thuẫn với cha mẹ là việc đứng đầu trong những việc làm tổn phúc hại lộc. Vô luận là cầu cái gì cũng đều không đạt được. Ngàn vạn lần cầu cũng uổng công, bởi vì tích phúc không có mà tổn phúc lại nhanh. Sự việc nhân duyên làm việc đều không thuận. Nếu như công việc không thuận lợi, cảm tình thống khổ, lập tức nên hiếu thuận với cha mẹ. Cha mẹ vui mừng thì hết thảy thiên nhân quỷ thần đều sẽ đến bảo hộ. Người không chống đối, không có mâu thuẫn với cha mẹ thì công việc sẽ thuận lợi, có nhân duyên tốt đẹp. Nếu như từ nhỏ đã không có mâu thuẫn gì với cha mẹ thì cho dù xuất thân trong gia đình nghèo khó, sau này lớn lên cũng có thể trở thành người có sự nghiệp. Người dùng tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ, tương lai tất sẽ giàu có, khá giả. Hiếu thuận nhưng không dùng vật phẩm tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ thì cho dù làm đại quan cũng sẽ thiếu hụt tài phú. Nói xấu, xuyên tạc bậc thánh hiền, đại đức, một câu làm tổn hại 100 thiện, làm hỏng hết huyết mạch phúc báo của gia đình. Thứ tư, oán trời trách người. Bàn lộng thị phi, ghen ghét người khác. Những điều này làm tổn hại đức khí và hòa khí của trời đất, tài vận sẽ bị quỷ diệt. Nếu như không có của cải của tổ tiên che chở thì nhất định sẽ bần cùng, làm việc không thuận. Oán trời trách người một lần sẽ làm tiêu tan 3 thiện. Đại sư Ấn Quang nói, người gặp nghịch cảnh mà không oán trời trách người thì nhất định sẽ có hậu phúc và con cháu thịnh vượng. Ghen ghét, châm chọc, nói xấu người khác cái gì thì tương lai cũng sẽ phải chịu y như thế. Thứ năm là thường hay nói láo. Sự hòa thuận giữa người với người, ăn ở phải có đạo, coi trọng sự chân thành lẫn nhau, kiên kỵ hư tình giả ý, tức là đạo đức giả. Bất luận là
người nhà ruột thịt thân thích hay mối quan hệ bạn bè với cấp trên. Chỉ cần bạn thường ngày dùng ngôn ngữ chân thật, thành tâm đối xử tử tế, nhất định sẽ đạt được tín nhiệm của người khác. Ngược lại, thường xuyên bịa đặt những chuyện giả tạo dù chỉ một chút, hoặc là đã dưỡng thành thuyết hoang tâm bất khoảng, tức là nói dối mà trong tâm không chút sợ hãi, dần dần thành phản xạ có điều kiện mà thuận miệng nói láo với bất kỳ ai, có khi chỉ vì một câu nói dối tùy tiện mà phải trả giá vô cùng thê thảm. Thứ sáu là khoe khoang hoa trương bản thân. Khoe khoang bản thân ở đâu cũng đề cao mình, cũng tự mãn, sẽ khiến quỷ thần ghen ghét mà phá bỏ. Cho nên khoe khoang cái gì thì tương lai sẽ bị mất đi thứ đó. Thứ bảy là nói điều xấu, điều không đúng về người khác. Nói những điều xấu về người khác là làm tổn thương đến hòa khí giữa trời và đất, mà chiêu mời tai họa mà quỷ thần giáng xuống. Hơn nữa, dùng một chút những lời nói đồn đại không đúng sự thật để khoa trương bản thân, khiến cho người bị nói sẽ tức giận khó chịu, thì sao có thể sống bình an đây? Trời đất đã sinh ra dược thảo khiến vạn vật thoải mái, cũng sinh ra độc thảo đầu độc vạn vật. Trời đất dưỡng dục người lương thiện, quân tử cũng dưỡng dục tiểu nhân. Mặt trăng, mặt trời chưa bao giờ chỉ soi sáng cho người lương thiện mà không soi sáng cho người ác. Nước biển chưa bao giờ chỉ thu nạp dòng nước tinh khiết, cự tuyệt dòng nước ô nhiễm. Cho dù chúng ta có bao nhiêu sai lầm khuyết điểm, thì trời đất, mặt trăng, mặt trời cũng chưa bao giờ yêu cầu chúng ta điều gì. Cho nên chúng ta cũng không thể yêu cầu người khác xa lánh người thương tổn đến mình mà cho đó là tiểu nhân ác nhân. Hãy mở rộng lòng mình mà bao dung hết thảy, chúng ta sẽ được nhiều hơn. Người xưa có câu: Thái sơn bất từ thổ nhưỡng, hà hải bất trạch thế lưu, là có ý khuyên rằng làm người phải tiếp nhận được hết thảy mọi người, kể cả người không cùng suy nghĩ, quan niệm và hành vi, thì mới có thể thành tựu chính bản thân mình. Khó khăn trong cuộc sống này, ai cũng muốn mình gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Vậy, nếu muốn tránh xa những rắc rối, thị phi, hao tổn công đức, hãy lắng nghe lời Phật dạy về năm chữ đừng: cuộc đời đổi thay mỗi ngày. Tâm yên, lòng thanh thản, tâm động, lòng nổi sóng gió. Sống mà cứ đấu đá tranh giành, gạnh đua nhau từng chút một, bảo tâm làm sao yên. Mời quý Phật tử cùng quý thính giả cùng nghe lời Phật dạy về năm chữ đừng thay đổi cuộc đời. Cái đừng thứ nhất: có thù hận đừng ghi nhớ. Cuộc sống này vốn dĩ rất ngắn ngủi, thay vì thù hận người khác, sao không thử mở rộng tấm lòng đối xử một cách bao dung với họ một lần. Người xưa thường nói rằng hành thiện tích đức chính là yếu tố phong thủy lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Hãy thử một lần kiểm nghiệm xem sao. Dùng thiện lương, nhân ái để đối đãi, không để ý những chuyện nhỏ, gạt bỏ ân oán, buông bỏ thù hận, chính là cách làm cho cuộc đời của bạn luôn vui vẻ, thanh thản mỗi ngày. Theo lời Phật dạy, muốn sống trường thọ, hãy luôn tuân thủ tám bất thức, tức là không cần biết ba điều: không quan tâm ân oán, không quan tâm tuổi tác, không quan tâm bệnh tật. Vì thế, để cuộc đời đổi thay mỗi ngày, vận mệnh cải biến theo chiều hướng tốt, hãy học chữ đừng thứ nhất: bỏ qua thù hận, đừng ghi nhớ mà chuốc lấy phiền não. Cái đừng thứ hai: tức giận đừng để trong lòng. Nhận vô thập toàn, nếu ai cũng hoàn hảo thì đời chẳng còn điều gì để bàn luận nữa. Trong cuộc đời,
ai cũng có thể gặp phải những chuyện khó khăn hay là không vừa ý. Nhưng cũng đừng vì thế mà tức giận để nộ khí xung thiên. Tức giận là tồn tại khách quan, không nên giữ mãi ở trong lòng. Nín thở thì khí sẽ ứ tắc, khí ứ tắc thì sẽ sinh bệnh. Đâu là cách đổi mệnh để sống thọ theo quan niệm của Phật giáo? Gặp phải những sự việc khiến ta tức giận, hãy tìm người để khai thông nó, thổ lộ ra hết. Như vậy sẽ gỡ bỏ nó nhanh hơn, nội tâm sẽ bình yên trở lại. Bạn bè chính là giải pháp lựa chọn tốt nhất trong trường hợp này. Bạn bè vừa là nguồn động lực, vừa là chỗ dựa tinh thần, tiếp thêm sức mạnh giúp bạn vượt qua sóng gió cuộc đời. Như vậy, lời Phật dạy về 5 chữ đừng. Chữ đừng thứ hai bạn nên học là tức giận đừng để trong lòng, hãy cứ xả hết ra để tâm hồn được nhẹ nhõm. Cái đừng thứ ba, có tình yêu đừng buông bỏ. Tình yêu là liều thuốc tinh thần kỳ diệu, tưới mát tâm hồn trong những ngày hè oi ả, sưởi ấm trái tim trong những ngày đông buốt giá. Ai cũng mong muốn kiếm tìm một người thực sự tâm đầu ý hợp rồi mới tính chuyện trăm năm. Nhiều khi mãi mê kiếm tìm sự hoàn hảo mà quên rằng người ấy xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Phật dạy rằng, cho dù yêu hay được yêu đều là duyên phận, đều nên đón nhận. Ngày hôm nay bạn buông bỏ thì kiếp này nó sẽ không bao giờ đến với bạn nữa. Hiểu để sống và yêu trọn vẹn một đời. Vì thế hãy mở rộng lòng mình đón nhận người đang bên cạnh mình. Đừng để đến lúc họ bỏ đi rồi mới cảm thấy hối tiếc. Tại sao không chọn người ấy? Tại sao lại để người ta ra đi? Cái đừng thứ tư, có phúc đừng chờ đợi. Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời mình. Bởi bạn đâu biết ngày mai bản thân sẽ ra sao. Có phúc cứ hưởng, mọi việc đến đâu thì hay đến đó. Con cháu đều có phúc của con cháu, đừng quá vì con cháu mà biến mình thành thân trâu ngựa. Bởi điều đó chỉ biến bạn thành một con người già nua, thiếu sức sống. Điều này không phải cổ suý cho việc thờ ơ bỏ mặc người thân con cháu, mà nên biết cách cân bằng để mọi thứ được toàn vẹn. Khi có đủ thời gian và điều kiện, nên tranh thủ thời gian hưởng thụ cuộc sống. Đừng vì con cháu mà làm quá kiệt sức, làm cố quá là sát thủ nguy hiểm nhất của sức khỏe. Cái đừng thứ năm, có tiền đừng keo kiệt. Trong cái xã hội đau đầu việc quần quấy cơm áo gạo tiền hiện nay, người người nhà nhà ra sức học tập làm việc cũng chỉ vì mục đích kiếm tiền, kiếm được thật nhiều tiền để có cuộc sống đầy đủ tiện nghi hơn. Đó là nhu cầu chính đáng, không có gì sai cả. Tuy nhiên, nhiều người lại quên mất một điều rằng tiền khi sinh chẳng mang theo đến, khi tử chẳng mang theo đi. Sức khỏe mới là thứ quan trọng hơn nhiều. Không có sức khỏe, tiền có chất thành đống, cuộc sống cũng vô nghĩa. Trong dân gian có câu, không sợ kiếm ít tiền, chỉ sợ chết sớm. Có sức khỏe thì ngại gì không kiếm được tiền. Vì sức khỏe, khi nào cần chi tiêu thì hãy chi tiêu. Có tiền đừng keo kiệt, đến lúc ngậm cười nơi chính suối, bạn đâu có đem theo được chúng. Dẫu chăng cũng chỉ là nắm tiền vàng mà gia đình cúng giếng mà thôi. Hãy lắng nghe lời Phật dạy để biết tránh xa sáu hành vi gây tổn hại công đức này. Có như vậy thì cuộc sống mới thuận lợi, sung túc, tránh được nghiệp báo sau này. Thứ nhất là bố thí không tự nguyện hoặc keo kiệt, ít khi làm việc thiện. Lòng bố thí phải đến từ cái tâm của chính mình. Khi bố thí cho những người nghèo khổ, không được may mắn như bản thân mình, cần phải bố thí một cách thành tâm tự nguyện,
không dùng thái độ hách dịch coi thường, làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, chỉ để thỏa mãn tự tôn cá nhân. Nếu bố thí mà không đúng cách, ta không những không được cảm tạ, mà còn bị người ta căm ghét, ghi hận. Bố thí đúng cách, hưởng thụ khi học Phật. Cùng với đó, nếu cuộc sống của ta có đầy đủ của cải vật chất, mà vẫn cứ một lòng muốn dơ vét, làm giàu thêm cho mình, không chịu san sẻ với ai, thì phúc đức cũng bị ảnh hưởng. Tiền bạc là vật ngoài thân, chết cũng chẳng mang theo được. Chi bằng ta hãy sống vui với hiện tại, không tham lam tích trữ bạc tiền. Thấy mình sung túc hơn người thì sẵn sàng giang tay bố thí. Như thế thì cuộc sống mới hạnh phúc, thuận lợi, mới dễ dàng đến với chúng ta. Thứ hai, hay kêu ca, oán thán, gây chuyện thị phi, ghen ghét, đố kỵ. Đây là những việc làm cần phải tránh thật xa, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến hòa khí giữa người với người, mà còn gây tổn hại đến hòa khí của đất trời. Theo tâm linh, nếu thường xuyên làm những việc này, tai vận sẽ sa sút, phúc đức của tổ tiên dù có dày sâu, ngài cũng sẽ tiêu tan hết. Con người làm việc gì cũng sẽ khó khăn, trắc trở, thậm chí là bần cùng. Nói xấu, đặt điều cho người khác, bàn chuyện thị phi thế nào, mai sau chắc chắn cũng sẽ phải chịu cảnh như thế. Thứ ba, thường xuyên sát sinh. Theo lời Phật dạy, sát sinh là hành động đứng đầu gây tổn hại đến phúc báo. Nếu thường xuyên sát sinh, phúc đức của con cháu sẽ bị ảnh hưởng, đời sau sẽ gánh chịu những tội nghiệp mà cha mẹ đã gây ra. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, việc tránh hoàn toàn sát sinh là không thể. Thí dụ như khi ta vô tình dẫm chân lên con sâu, cái kiến hay giết hại những côn trùng gây hại cho mình. Vì thế, nếu có thể, ta nên hạn chế sát sinh ở mức tối đa. Nên biết về lời Phật dạy không nên sát sinh để tránh mang thêm nghiệp về mình. Nếu có thể thì nên tránh những công việc cần phải sát sinh. Nếu đã phải làm thì nên thường xuyên hành thiện tích đức, thành tâm hướng Phật. Thứ tư là khoe khoang kiêu ngạo. Con người không ai là có thể thông thạo tất cả mọi việc. Có người mạnh ở điểm này, có người lại mạnh ở điểm khác. Nếu may mắn có khả năng trên lĩnh vực nào, con người không nên lấy đó làm kiêu ngạo, coi thường, chỉ tay với người khác. Bởi rất có thể ta giỏi hơn người khác ở lĩnh vực này, nhưng đến khi gặp phải vấn đề ở lĩnh vực khác, người khác sẽ là thầy của ta. Con người cần phải biết khiêm tốn, học hỏi. Khiêm tốn giúp chúng ta tiến bộ, còn quá mức quên quan kiêu ngạo không chỉ khiến chúng ta tụt hậu mà còn ảnh hưởng đến phúc đức sau này. Thứ năm là xung đột, mâu thuẫn với cha mẹ bề trên. Thường xuyên xung đột chống đối cãi lời cha mẹ và các bậc bề trên, phúc đức cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù mong muốn đạt được cái gì cũng sẽ không thành công. Nguyên nhân dẫn đến ác nghiệp chủ yếu là do bất hiếu, và họ sẽ phải chịu quả báo lớn nhất. Cha mẹ là bậc sinh thành dưỡng dục, mà con cái dù có báo đáp ngàn lần cũng không hết. Vì thế, bổn phận của con cái là phải dâng theo lời cha mẹ, không được để cha mẹ buồn lòng, phải hiếu thuận, dùng hết sức báo đáp công ơn cha mẹ. Người nào làm được như vậy thì cuộc sống hạnh phúc, dễ cầu được ước thấy, đời người thuận lợi hơn, nhận được sự bảo hộ của thiên nhân quỷ thần. Còn kẻ nào bất hiếu keo kiệt với cha mẹ, kẻ đó sẽ gặp khó khăn trắc trở trong cả sự nghiệp và nhân duyên, chịu lời đàm tiếu của thiên hạ, cuộc sống cũng không vui vẻ được. Theo luật nhân quả, xung đột, mâu thuẫn, bất hiếu với cha mẹ thì mai sau con cái cũng sẽ lạnh nhạt, không tôn trọng mình. Thứ sáu, háo sắc quan dâm.
Người quan dâm háo sắc là những người có tinh thần không lành mạnh. Hành động này không chỉ tổn hại đến phúc đức, sức khỏe của bản thân, mà còn gây hại cho người khác, vi phạm đạo đức trong xã hội. Nghe lời Phật dạy, người làm việc này, nếu lương tâm áy náy thì sẽ mãi sống không yên. Nếu lương tâm không áy náy thì phải chịu quả báo nặng nề. 30 lời Phật dạy về hạnh phúc đừng bỏ lỡ. Kính thưa quý Phật tử và quý vị thính giả thân mến, hạnh phúc, một khái niệm sâu sắc và không thể thiếu trong cuộc sống, mang theo nhiều ý nghĩa và giá trị tuyệt vời. Hạnh phúc không chỉ là một trạng thái tâm lý thoáng qua, mà còn là mục tiêu cuối cùng của mỗi người. Với sức mạnh của nó, hạnh phúc có thể thay đổi cuộc sống và tạo nên ý nghĩa đáng kinh ngạc. Trên hết, hạnh phúc là một trạng thái tâm hồn, một sự thoải mái và hài lòng từ bên trong. Đó là cảm giác bình an, là niềm vui trong lòng khi mọi mâu thuẫn và lo lắng tan biến. Hạnh phúc không phụ thuộc vào tài sản hay danh vọng, mà là kết quả của sự chấp nhận và trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Hạnh phúc cũng là sự kết nối với thế giới xung quanh. Đó là khả năng tạo ra mối quan hệ tốt đẹp và yêu thương với những người xung quanh. Hạnh phúc không đơn độc, mà là sự chia sẻ và sự gắn kết với cộng đồng. Khi chúng ta tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho người khác, chúng ta cũng đồng thời tìm thấy hạnh phúc trong chính mình. Hạnh phúc còn là sự phát triển và trưởng thành cá nhân. Nó đòi hỏi chúng ta không ngừng khám phá và phát huy tiềm năng của bản thân. Khi ta đặt ra mục tiêu và đạt được những thành công, cảm giác hạnh phúc vô tận tràn đầy trong tâm hồn. Sự hài lòng và thành tựu cá nhân mang lại một ý nghĩa sâu sắc và đáng giá cho cuộc sống này. Cuối cùng, hạnh phúc là khả năng sống trong hiện tại và tận hưởng từng khoảnh khắc. Đôi khi chúng ta dễ dàng bị cuốn vào quá khứ hoặc lo lắng về tương lai và quên đi sự tốt đẹp cùng giá trị của hiện tại. Hạnh phúc là khả năng trân trọng và sống đúng với từng giây từng phút mà cuộc sống mang lại. Sau đây là 30 lời Phật dạy về hạnh phúc. Thứ nhất, cho đi sự yêu thương, hạnh phúc tự tìm đường đến, lạc quan, vui vẻ, bệnh tật rồi sẽ qua đi. A-di-đà Phật. Thứ hai, vạn pháp duy tâm tạo, con người là kết quả của những gì mình nghĩ. Nếu một người nói và làm với tâm trong sáng thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo anh ta như hình với bóng. Thứ ba, thanh tịnh và giản đơn là đôi cánh giúp tâm hồn thăng hoa. Thứ tư, không có con đường dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường. Thứ năm, vợ chồng cùng sống cùng chết, nháy mắt là thống khổ, nhưng vĩnh hằng là hạnh phúc. Thứ sáu, rất nhiều người vì cái gọi là hạnh phúc mà yêu nhầm người, nhưng càng nhiều người vì yêu đúng người mà hạnh phúc trọn đời. Thứ bảy, hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến, và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. Thứ tám, đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác, bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. Thứ chín, hạnh phúc là cảm giác, xem nhẹ chút, thoải mái trong lòng. Thứ mười, nhiều người cho rằng sự náo nhiệt là hạnh phúc, nhưng khi quá náo nhiệt sẽ không có bình yên. Hạnh phúc thực sự dựa trên sự bình yên. 11. Tâm thái là do rèn luyện, cần phải bình thản, có tấm lòng yêu thương. 12. Thời khắc hiện tại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc,
chỉ cần bạn để tâm, bạn sẽ nhìn thấy chúng. 13. Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi đi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác. 14. Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem lại hạnh phúc đến cho người và cho chính mình. 15. Hạnh phúc không phải làm dơ vào cho mình thật nhiều, mà ngược lại, bạn nên ban tặng, san sẻ những gì mình có cho người khác. Đó mới chính là hạnh phúc. Bản thân hạnh phúc, tức vận mệnh sẽ tươi đẹp. 16. Làm người phải biết vui vẻ. Niềm vui và nỗi buồn luôn xen kẽ lẫn nhau. Vui vẻ có mức độ chính là cả đời được thanh thản. 17. Không đi đến cực đoan. Đi đến cực đoan bao giờ cũng gặp thất bại thảm hại. Phải chủ động tìm kiếm sự khôn ngoan của cuộc đời. 18. Một trong những điều tốt nhất trong cuộc sống là nhận ra rằng bạn hoàn toàn hạnh phúc mà không cần đến những thứ mà bạn cứ ảo tưởng là mình buộc phải có. 19. Nguồn gốc của mọi khổ đau trên thế gian đều bắt nguồn từ tâm bám chấp. 20. Có sinh, ác có diệt. Có hợp, ác có tan. Có thịnh, ác có suy. Khi bạn vui, hãy hiểu rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, cũng hãy nhớ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Vạn pháp thế gian vốn vô thường. 21. Hạnh phúc không bao giờ đến với người không biết tri ân những gì mình đang có. 22. Hãy biết cảm ơn cả những nghịch cảnh. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. 23. Quy luật nhân quả không chừa một ai. Hãy cẩn trọng trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. 24. Đừng xem thường những điều nhỏ bé. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả một khu rừng. Một con rắn nhỏ có thể khiến ta mất mạng. 25. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng từ một ngọn nến. Hạnh phúc được nhân lên khi được sẻ chia. 26. Không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân mình. Mỗi người phải tự cất bước trên đôi chân của chính mình. 27. Là người biết hài lòng sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Không biết hài lòng, mãi mãi không biết được hạnh phúc. 28. Kiềm chế và khắc phục được sự thèm muốn sẽ giải thoát con người ra khỏi mọi cảnh huống xảy ra. Dù đó là hạnh phúc hay khổ đau, sẽ mang lại sự bình an cho con tim và tâm thức của mình. 29. Đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác. Bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. Hãy cho đi, ngay cả khi bạn chỉ có một chút thôi. 30. Nói tôi yêu bạn có nghĩa là tôi có thể mang tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc. Để làm được điều đó, trước tiên, chính bản thân bạn phải là người có được những điều đó trước đã. Sự thành công của nhiều người là kết quả của cả một quá trình rèn luyện, gian khổ, kiên trì, bền bỉ, nhờ sức mạnh ý chí mà ai cũng phải cố gắng duy trì, luyện tập để có được sự chịu đựng mọi gian nan thử thách. Chúng ta sẽ phải rèn luyện để vượt qua sự lười biếng và thái độ ỷ lại dựa dẫm vào người khác. Chúng ta hãy sống như một đứa trẻ, luôn tò mò, tìm tòi, khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống quanh ta hàng ngày. Cứ mỗi khi gặp phải chuyện khó khăn hoặc sự cố trong cuộc sống, việc đầu tiên là nghĩ đến và sau đó tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác. Đó chính là những người mang tâm lý và thói quen dựa dẫm ỷ lại.
lời Phật dạy đừng ỷ lại vào một ai. Có một gia đình nọ, hai cha con cùng dạo chơi trong khu vườn nhà họ. Bỗng nhiên, đứa con hỏi bố: "Bố ơi bố, nhà chúng ta có giàu không ạ?" Ông bố nghe xong liền mỉm cười, xoa đầu con trai rồi nói: "Bố có tiền, nhưng con không có. Tiền của bố là do bố tự mình siêng năng tích cực làm ra bằng đôi tay và khối óc, được tích lũy trong nhiều năm tháng. Sau này con muốn giàu có như bố, trước tiên con phải học và chọn cho mình một nghề nghiệp chân chính. Con cũng có thể thông qua nghề nghiệp của mình mà kiếm được tiền." Cậu bé ấy nghe câu trả lời của bố có chút suy luận như sau: thứ nhất, bố của mình rất giàu có, nhưng tiền của bố là của bố vì công khó nhọc do bố làm ra. Thứ hai, nếu như mình muốn có tiền và giàu có như bố cũng phải thông qua lao động và cố gắng để có được. Nghe xong câu trả lời của bố, cậu bé rất cố gắng để trở nên giàu có như bố của mình. Quan trọng hơn hết là một loại giàu có về đạo đức tinh thần, đó là tin sâu nhân quả và tránh ác làm lành, sau sẽ giúp cậu bé hưởng lợi ích cả đời mà không sợ bị ai cướp mất. Cũng với câu hỏi này, ở một gia đình khác, ông bố trả lời một cách tự hào và rất kiêu hãnh: "Nhà chúng ta có rất nhiều tiền con ạ, và lớn lên tất cả những gì bố có sẽ thuộc về con khỏi phải lo." Đứa bé sau khi nghe được câu trả lời đó của bố sẽ đưa ra một nhận định như sau: thứ nhất, bố mình là người giàu có, nhà mình có rất nhiều tiền, tiền của bố chính là tiền của mình. Thứ hai, vậy mình không cần cố gắng học hỏi và làm việc vì đã có rất nhiều tiền của cha mẹ để lại rồi. Thứ ba là người có đạo đức luôn tin nhân quả và sống không ỷ lại, nhờ vả, gian sinh hay dựa dẫm bất kỳ một thế lực nào, nên đã dạy cho con cái cách sống tự lập và dấn thân bằng mồ hôi nước mắt của chính mình. Qua hai câu chuyện trên, chúng ta rút ra một bài học quý báu cho kiếp con người như sau: đứa con biết sống tự lập sẽ trưởng thành và đứng vững trong cuộc sống, tuy có vất vả khó khăn, nhưng nhờ vậy mà tôi luyện để trở thành bậc hiện tại trong hiện tại và mai sau. Đứa con nào sống ỷ lại và dựa dẫm vào cha mẹ mà không lo học hỏi, làm việc thì sẽ đánh mất chính mình, làm hại gia đình, người thân và lợi ích xã hội. Cuộc sống của chúng ta là một cuộc hành trình được bắt đầu bằng một tấm bản đồ. Mỗi người sẽ có một tấm bản đồ của riêng mình để giúp chúng ta có thể đi một mình hoặc đi cùng với nhiều người khác. Chắc chắn trên con đường chúng ta đi sẽ gặp rất nhiều khó khăn, gian nan và trắc trở. Chúng ta mỗi người phải học cách đứng lên nếu trong suốt cuộc hành trình bị vấp ngã và sự phản ứng của nhiều thế lực, ta phải làm chủ bản thân để vươn lên thành tựu sự nghiệp. Sự thành công của nhiều người là kết quả của cả một quá trình rèn luyện gian khổ, kiên trì, bền bỉ. Nhờ sức mạnh ý chí mà ai cũng phải cố gắng duy trì luyện tập để có được sự chịu đựng mọi gian nan thử thách. Chúng ta sẽ phải rèn luyện để vượt qua sự lười biếng và thái độ ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Chúng ta hãy sống như một đứa trẻ, luôn tò mò, tìm tòi, khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống quanh ta hàng ngày. Sợ thất bại, mong được thành công, sợ dốt nát nghèo hèn. Nếu chúng ta không đủ niềm tin, không tin sâu nhân quả, ta sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi bất an, lo lắng và sợ hãi. Chính vì vậy, chúng ta phải học cách đối mặt với nó để nhận diện được sự thật của cuộc đời. Nhờ vậy, ta vững lòng tin hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và biết mình là chủ nhân của bao điều quả phúc. Từ khi xã hội loài người được phát triển và tiến bộ theo thời gian, nhờ phát huy cao vai trò dân chủ, ai cũng muốn mình nhanh chóng thành đạt,
có địa vị cao, được nhiều người trọng vọng và ngưỡng mộ tài năng của mình. Trong sự thành đạt may mắn chỉ là một yếu tố nhỏ. Sự thành đạt của một người bởi sự cố gắng và nỗ lực siêng năng tinh cần từ chính bản thân họ. Thời gian làm việc từ người lãnh đạo tối cao cho đến người dân bần cùng đều có 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày như nhau. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta biết cách sử dụng thời gian như thế nào cho hợp lý. Có người dùng nó chỉ để ngủ nghỉ vui chơi cả ngày, hoặc chỉ ngồi lê đôi mắt hay tán ngẫu chuyện đời phải quấy đúng sai. Đối với những người này, cuộc sống của họ hầu như không có sự đóng góp. Họ chỉ sống lơ là qua ngày tháng, chứ không có sự cầu tiến. Tuy nhiên cũng với ngần ấy thời gian, nhiều người lại biết sử dụng một cách có logic và nhiệt tình hăng hái, không nề hà sự gian nan, khó khổ để đạt được ước mơ và mục đích của mình. Họ chính là những người dễ dàng, nhanh chóng đạt được thành công như ý muốn. Chính vì vậy, làm việc có kế hoạch và kiên trì, bền chí chịu khó, chịu khổ chính là bí quyết mau dẫn đến thành đạt. Trong sự tái sinh luân hồi, nhân quả tốt xấu, đúng sai, ân oán trong hiện tại sẽ tiếp tục đến đời sau. Nên khi gặp duyên phù hợp, nó liền tác động mạnh mẽ, khiến ta phải chấp nhận mà không biết nguyên nhân. Nhiều người không hiểu nên tin có đấng thần linh thượng đế đủ quyền năng ban phước giáng quà. Như chuyện có một ông lái đò đang chở khách qua sông, bỗng nhiên gặp sóng to gió lớn. Nhiều người quá lo sợ nên cố gắng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm để nhờ Ngài cứu cho tai qua nạn khỏi. Ông chèo đò liền nói: "Tất cả quý vị hãy bình tĩnh, ai ngồi chỗ nào ngồi yên chỗ đó." Rồi ông ta nói tiếp: "Đò khẩm mà chở thêm nhiều Phật và Bồ Tát quá, có chừng đò chìm bà con ơi." Đây là một câu chuyện ngụ ngôn có ẩn ý sâu sắc, nhằm phản ánh tâm lý yếu đuối, sợ hãi, ỷ vào Phật và Bồ Tát của tất cả mọi người trên đò. Khi bình thường thì không lo niệm Phật, Bồ Tát, đến khi gặp nạn mới cầu cứu vãng sinh. Tâm lý đó luôn phổ biến khắp mọi nơi. Lúc bình thường không ai nghĩ tới việc tu hành, đến khi có chuyện không may xảy ra, chúng ta vào chùa lễ lại cầu khẩn vãng sinh chư Phật Bồ Tát giúp cho. Nếu được tai qua nạn khỏi thì vui vẻ hả hê, cho rằng chư Phật Bồ Tát linh ứng. Còn không được thì phiền muộn khổ đau, oán trách trời đất không giang tay cứu giúp mình. Những người yếu đuối thường có tâm lý ỷ lại hay thần thánh quá chư Phật Bồ Tát, rồi sùng bái như những bậc siêu nhiên, quyền uy tối thượng, có khả năng ban phước giáng quà cho con người. Nên họ lúc nào cũng trông chờ, mong các ngài ra tay cứu giúp, mà họ không biết rằng chính mình là chủ nhân của bao điều quả phúc. Nếu nói theo đúng ý nghĩa của nó, đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà là một phương pháp chuyển hóa nhằm giúp mọi người phá tan si mê tối tâm mờ mịt đang che lấp tâm Phật thanh tịnh sáng suốt của mình. Trên thực tế cuộc đời, cách nay trên 2.600 năm ở Ấn Độ, có một con người như tất cả mọi người chúng ta. Do quyết tâm tu hành, buông xả mọi tham muốn chấp trước mà thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Các vị đệ tử của Phật cũng là con người, nương theo lời Phật dạy mà tu chứng nên gọi là Thánh Tăng, Thanh Văn Tăng, A-La-Hán, Bích Chi Phật, cho đến chư vị tổ sư về sau này đứng đầu các tông phái hay dòng truyền thừa, là những nhân vật có thật trong lịch sử. Còn các vị Phật khác cùng chư vị Bồ Tát được Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong các bản kinh không phải là những nhân vật lịch sử, mà chúng ta có thể hiểu đó là hình tượng biểu trưng cho chân tâm, Phật tính sáng suốt của con người, hoặc tinh thần dấn thân đóng góp lợi ích cho cuộc đời. Giả sử chiếc đò trong mẫu chuyện trên bị chìm, nhiều người ra tay cứu vớt hành khách, thì những người đó ta gọi là người có lòng từ bi
và hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, nên sẵn sàng ra tay cứu giúp, quên cả thân mạng của mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ cho chúng ta cách thức tu hành nhằm chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành vô lượng trí tuệ để thoát khỏi dòng luân hồi sống chết. Tu được hay không là do ta quyết định. Ta tu tốt thì giảm bớt tham sân mê muội. Nếu không chịu tu, khi quả xấu đến, lúc này dù có Phật Bồ Tát hiện tiền cũng không cứu được ta, vì ai tu nấy chứng. Phật là người chỉ đường, còn đi hay không là do ta. Ai làm nấy chịu, ai tu nấy chứng trong cuộc luân hồi sinh tử này. Phật không thể ban phước giáng quà cho chúng ta, vì phước hay quà là do mình tạo ra, thì chính mình phải chịu nhận lấy khi hội đủ nhân duyên. Một số người không hiểu nên thần thánh quá mọi vấn đề, chỉ sùng bái, cầu khẩn, van xin chư Phật Bồ Tát một cách thái quá, nên ngày càng đánh mất chính mình mà rơi vào mê tín dị đoan. Khi nghe lời Phật dạy, chúng ta phải suy tư, quán sát, rồi áp dụng tu hành. Con người ta thường hay ỷ lại, nương nhờ kẻ khác mà tự đánh mất chính mình. Trước những cám dỗ vật chất, con người tham muốn quá đáng, nên lúc nào cũng đòi hỏi phải thỏa mãn dục vọng. Chính những tham muốn đó trói buộc ta, khiến mình căng thẳng, mệt mỏi, bất an, thậm chí dẫn đến tuyệt vọng. Thế gian này luôn nằm trong vòng luẩn quẩn của đối đãi. Nếu chúng ta không thể chấp nhận cuộc sống có những cái xấu tốt luôn chi phối chúng ta hàng ngày. Người giàu có cái khổ của người giàu, người nghèo cũng có cái khổ của người nghèo. Chúng ta hãy xem xét, suy tư, phân tích mọi vấn đề, nhìn thẳng vào những phiền muộn đang ẩn náu sâu thẳm trong tâm tư của mình. Với đời sống vật chất của những người khá giả, phần nhiều không khổ vì nghèo đói, mà khổ vì tham sân si lừng lẫy. Chính vì vậy, nếu chúng ta không có vốn liếng, tư lương về mặt tinh thần, tâm linh để làm điểm tựa, để quay về chính mình, thì ta dễ dàng bị những cám dỗ vật chất cuốn trôi. Làm người ai cũng có ham muốn, nhưng chúng ta biết nhu cầu nào cần thiết với hoàn cảnh sống thực tiễn của mình. Nếu ta tham muốn mà nằm ngoài khả năng của mình thì có chừng tổn thất nặng nề. Chúng ta phải biết tiết chế, giảm bớt ham muốn của mình, là muốn ít biết đủ. Nhờ vậy ta ít lo sợ, sống ăn ổn, nhẹ nhàng mà không rơi vào thất vọng khổ đau. Đạo Phật nhìn mọi hiện tượng sự vật không có một thực thể riêng biệt, mà do nhân duyên hòa hợp. Đủ duyên thì hình thành, hết duyên thì tan rã. Vạn vật do duyên hợp tạo thành, nên sự hiện hữu rất mong manh, có đó rồi mất đó. Con người vẫn mong muốn có một đời sống an lạc hạnh phúc, mà không chịu gieo trồng phước đức, thành ra phải chịu khổ đau chi phối. Thường thì chúng ta khổ là do mong muốn cái gì cũng bền chắc và lâu dài. Chúng ta mong muốn được hạnh phúc lâu dài trong tình yêu, rồi danh vọng tiền tài sự nghiệp sẽ đến với ta mãi mãi. Nên khi có sự đổi thay, mất mát, chúng ta cảm thấy tiếc nuối và đau khổ. Con người trong xã hội cũng vậy. Do sự quân tập khác nhau nên có hình tướng, tâm tính bất đồng. Nhưng trong mỗi con người đều có tính biết sáng suốt. Vì máu của ai cũng đỏ, nước mắt của ai cũng có vị mặn, ai cũng mong muốn có hạnh phúc và sợ khổ đau. Nếu dựa vào cuộc sống vật chất thì không ai bằng lòng với hiện tại. Còn dựa vào đời sống tâm linh thì chúng ta sẽ bằng lòng với những gì mình đang có. Tuy nhiên sự bằng lòng đó không có nghĩa tiêu cực, không làm gì hết, mà chúng ta vẫn tích cực để tăng trưởng an sinh đời sống, nhưng biết cách làm chủ bản thân. Cho nên chờ đến lúc hấp hối rồi mới niệm Phật, cầu xin Đức Phật A Di Đà đến tiếp độ về cõi cực lạc, thì đó là một quan niệm rất sai lầm.
đừng đợi đến khi khát nước mới đào giếng. Nếu trong đời sống hiện tại này, lòng ta đầy rẫy tham lam, sân hận, mà mong mỏi khi chết Phật A-di-đà sẽ đến rước, sẽ rờ đầu thọ ký, điều này không thể có được. Chúng ta cũng đừng nên chờ việc làm ăn tốt đẹp, có đầy đủ tiền bạc nhà cửa rồi, lúc đó mới chịu tu, thì khó mà thực hiện được hoài bão của mình. Chúng ta tu để làm gì? Để được giảm bớt phiền muộn khổ đau, và cuối cùng là giác ngộ, giải thoát hoàn toàn những ý nghĩ, lời nói và hành động làm tổn hại người khác. Khi chúng ta cởi bỏ được tự ngã, độc tôn, sống với tâm không chấp trước, lột bỏ mọi phân biệt, thành kiến, thì chúng ta sạch tấm mắt trong một dòng sông hạnh phúc mà an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh. Cũng như những người gặp tai nạn hoặc dịp bất trắc trong cuộc đời, thường hay cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm cứu độ, nhưng tất cả đều được hay người được người không. Như vậy, Bồ Tát thương người này mà ghét bỏ người kia hay sao? Hình như Bồ Tát còn thiên vị nên trọng kẻ này khinh kẻ kia. Nếu ai nghĩ như thế và nói như vậy là oan cho Bồ Tát quá chừng. Đa số chúng ta vì không tin sâu nhân quả, không tin chính mình, nên khi gặp tai nạn, gặp khó khăn, chúng ta liền xin Phật Bồ Tát gia hộ hay cứu độ cho mình mau tai qua nạn khỏi. Ta hay có bệnh ỷ lại và nhờ giả cầu cạnh vào Phật Bồ Tát, nên lúc nào cũng cầu xin Phật Bồ Tát an ủi, sẻ chia, cứu giúp hay nâng đỡ cho mình hết khổ mà được an vui hạnh phúc. Nhưng trên thực tế, việc cầu xin đó có người được, có người không là tại sao? Vì nhân duyên đã chín mùi, dù mình không muốn nhưng nó dẫn đến, vì nhân quả công bằng mà. Như vậy mà đa số Phật tử chúng ta phần đông đi chùa cầu xin nhiều hơn là gieo nhân để gặt quả. Thậm chí có người vuốt bụi Phật để trét vào đầu và còn nói rằng làm như vậy Phật sẽ ban ơn gia hộ cho mà gặp được điều may mắn tốt đẹp. Bồ Tát Quán Thế Âm là biểu tượng của lòng từ bi, thương yêu, bình đẳng, sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia những nỗi khổ, niềm đau, hay đem niềm vui đến tất cả chúng sinh. Giả sử chiếc đò trong mẫu chuyện ở trên bị chìm, nhiều người ra tay cứu vớt hành khách, thì những người đó là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, là biểu hiện của lòng từ bi, sẵn sàng cứu giúp mọi người khi có hoạn nạn. Bồ Tát Phổ Hiền là biểu tượng của hạnh nguyện dấn thân, đóng góp. Bồ Tát Văn Thù là biểu trưng người có trí tuệ sáng suốt nên không bị phiền não, tham sân si làm nhiễm ô, vân vân. Chứ vì Bồ Tát dấn thân cứu đời không biết mệt mỏi, nhàm chán. Đức Phật A-di-đà là tượng trưng cho vô lượng thọ, vô lượng quang. Có nghĩa là chúng ta khi sống được với Phật tánh sáng suốt của mình thì không còn luân hồi sinh tử nữa, nên gọi là vô lượng thọ. Và có trí tuệ đầy đủ nên không bị các pháp ô nhiễm của thế gian chi phối. Do một số người thần thánh quá, sùng bái chư Phật Bồ Tát thái quá, xem các ngài như là những vị thần linh ban phước giáng hòa, nên nhiều người đã đặt niềm tin một cách sai lệch. Thay vì chúng ta đặt niềm tin vào giáo pháp, vào nhân quả, tự mình làm chủ bản thân, làm chủ vận mệnh theo tinh thần Phật dạy, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên giới chánh pháp. Do chúng ta không hiểu đúng lời Phật dạy nên ta thiếu tự tin, lơ là, biếng nhác bởi tham lam quá đáng mà đánh mất chính mình. Trong mỗi chúng ta đều có Phật tính sáng suốt. Nương nơi mắt thì thấy, nơi tai thì nghe, mũi lưỡi thân ý cũng là như thế. Ai cầu xin là người có tâm ỷ lại và quá yếu đuối, vì không tin sâu nhân quả, không tin tưởng chính mình có đủ năng lực làm được những gì mình mong muốn. Người có tâm niệm ỷ lại là nhờ vào tha lực của người khác, khó bao giờ thành công được trọn vẹn trên đường đời, vì
thiếu ý chí, nghị lực, không tin sâu nhân quả và tự tin chính mình. Người tu cũng thế, nếu hay cầu xin nhiều thì dễ mất tĩnh tâm, vì đâu phải việc gì cũng xin được dễ dàng. Nếu xin không được thì nói Phật Bồ Tát không linh hiển, nên bỏ không tới chùa nữa. Còn người Phật tử chân chính thì phải biết cách chuyển hóa, chừa bỏ, thay đổi những thói quen tật xấu có tính cách hại người hại vật, chứ không nên một lòng cầu khẩn gian sinh. Hầu như ai cũng có bệnh tham lam, dù ít hay nhiều. Phật dạy lấy thuốc để trị bệnh, mà chúng ta chỉ cầm toa thuốc độc hoài mà không dám mua thuốc uống. Phật dạy chúng ta học hiểu để ứng dụng tu tập hành trì chuyển hóa, chứ không phải cầu Phật ban cho. Nhưng đa số quý Phật tử cứ xin Phật hoài. Tu như vậy biết chừng nào mới chuyển hóa hết phiền não tham sân si. Bởi ta tham quá nhiều thứ nên sinh lâu ngày thấy không hiệu nghiệm thì muốn bỏ Phật bỏ chùa, vì Phật không giúp gì được cho mình. Nếu chúng ta sinh không được thì tu theo Phật Bồ Tát có được lợi ích gì? Chúng ta học hiểu lời Phật dạy để áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, nhằm trị tâm bệnh tham lam, sân giận, si mê, để thành vô lượng trí tuệ từ bi. Tu như vậy, tự nhiên tâm chúng ta lần hồi được trong sạch. Khi tâm đã sạch rồi, thì mọi bệnh tật tham, sân, si, ganh ghét, tật đố, nóng giận, oán thù từ từ theo đó mà hết. Muốn giàu sang nhiều của cải, ta phải biết bố thí cúng dường, giúp đỡ chia sẻ với lòng thành tâm cung kính của mình. Ngoài ra, chúng ta còn phải siêng năng, tinh cần làm việc, tiết kiệm và không tiêu xài quan phí. Đó là chúng ta biết tu bằng cách dùng thuốc của Phật để trị tâm bệnh cho mình. Nhiều người cho rằng cầu nguyện là vô ích, không có tác dụng lợi ích thiết thực, mà làm sao có tác dụng được khi chúng ta lại lục cầu xin trước những pho tượng bằng đất, gỗ, đá và xi măng. Tôn tượng Phật Bồ Tát chắc chắn không phải là ông Phật thật. Đó chỉ là biểu tượng qua hình ảnh để ta nhớ biết công hạnh của các ngài mà cố gắng bắt chước thực hành làm theo. Khi ta nghiêng mình cúi đầu một cách cung kính, tôn trọng lá cờ, không phải là ta tôn trọng miếng vải, mà chính là ý nghĩa lá cờ tượng trưng cho Tổ quốc qua tinh thần dân tộc Việt Nam. Cũng vậy, ta thờ Phật lại Phật nhằm mục đích không phải để cầu xin, mà ta lễ lại để nhớ công ơn cao cả của ngài. Nhờ vậy mà ta biết được điều tốt lẽ xấu trong cuộc đời. Quý Phật tử xét thật kỹ xem, từ trước cho đến giờ chúng ta đi chùa là vì cầu xin hay để tu học theo Phật và Bồ Tát? Chúng ta đến chùa đôi khi chỉ cúng chút ít hoa quả hoặc nải chuối ốp nhang. Khi cúng rồi, quý vị cầu đủ thứ hết, nào là Phật gia hộ cho gia đình con bình yên hạnh phúc, được làm ăn thịnh vượng, sung túc đủ đầy, phát tài phát lộc, trong gia quyến đều gặp may mắn, con cháu biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ, vân vân. Như thế chúng ta cầu xin hay là tu tập để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau? Thông thường em bé ỷ lại vào sự bao bọc của cha mẹ. Đứa bé con nhà giàu khi bị té, nó sẽ khóc thét lên, chờ gia đình người thân đến dỗ về, năn nỉ nó mới hết khóc. Ngược lại, đứa bé con nhà nghèo khi bị té, nó nhìn qua nhìn lại không thấy ai, liền đứng dậy đi. Những người bất hạnh thường mong chờ ỷ lại vào những nhà mạnh thường quân, nhà hảo tâm, nên họ khó có tâm cầu tiến, tính sâu nhân quả. Phụ nữ thường ỷ lại vào đàn ông, chồng ỷ lại vào vợ, dẫn đến biến nhát, ăn không ngồi rồi, tụ ba, tụ năm, tán dốc, cờ bạc rượu chè, làm cho gia đình người thân khổ đau. Lúc chúng tôi còn ở ngoài đời, khi đó đang ở tù, tôi có quen một người và có đến nhà anh ta chơi một vài lần.
cô vợ bán thịt heo ngoài chợ, nuôi một chồng và hai đứa con. Anh chồng không làm gì hết mà lúc nào cũng chè chén say sưa. Tiền thì bà xã cung cấp, ăn nhậu riết rồi sinh tệ, về nhà chửi bới đánh đập vợ con. Sau nhiều lần chịu không nổi, bà vợ làm đơn cho ổng ở tù 3 tháng để cải tạo. Khi đó chúng tôi làm tù trưởng nên có điều kiện cùng ông ta về nhà nhậu chơi, mới biết hoàn cảnh thực sự là như thế. Rõ ràng những người đàn ông như thế, họ lại dựa vào sự làm ăn của vợ mà bê tha thọ hưởng những thú vui thấp hèn, cuối cùng dẫn đến tù tội. Sự ỷ lại của người đàn ông trên đáng bị phê phán, vì tâm lý ỷ lại, lười lao động và để vợ nuôi. Ngược lại, người phụ nữ có thể chịu đựng cả đời với tính dựa dẫm đáng yêu của đàn ông, nhưng họ sẽ coi thường những gã chỉ biết sống dựa vào sức vợ. Đàn ông mà sống với vạt áo đàn bà có sao được. Vậy mà thế gian này vẫn có những con người như thế. Các em học sinh ỷ lại vào thầy cô giáo nên không cần mẫn siêng năng chăm chỉ học hành. Con cái ỷ lại vào cha mẹ. Hầu như tất cả những người hay ỷ lại ít thành công trên đường đời vì tâm lý làm biếng dựa dẫm vào người khác. Tu hành cũng lại như thế. Chúng ta phải tin mình là chủ nhân của bao điều quả phúc. Do đó, ta không ỷ lại vào Phật Bồ Tát mà ráng cố gắng buông xả những gì xấu xa tội lỗi bằng trái tim thương yêu và hiểu biết để chuyển hóa phiền muộn khổ đau thành an vui hạnh phúc. Như vậy, chúng ta đi chùa cầu xin Phật cho điều này, cho việc kia, cho đủ thứ hết. Nhưng rốt cuộc rồi, tất cả những gì chúng ta xin có được như ý hay không? Chúng ta mỗi người phải tự nghiệm xét lại những gì chúng ta xin đó. Nếu được hết thì chắc rằng quý Phật tử đều được an vui hạnh phúc, đâu có ai đau khổ phải không? Nhưng thực tế, trong cuộc đời khổ đau nhiều hơn hạnh phúc. Nếu Phật có khả năng ban phước cho ta được thì Phật đâu có khuyên ta siêng năng tinh tấn tu hành để làm gì. Nói tóm lại, chúng ta đi chùa là để tu theo Phật nhằm chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc, và tin rằng mình làm lành được hưởng phước, mình làm ác chịu khổ đau, chứ Phật Bồ Tát không thể ban cho ta được. Phật chỉ là người thầy dẫn đường, chỉ cho ta biết được con đường dẫn đến bình yên hạnh phúc trọn vẹn. Còn làm được hay không là do ta quyết định. Kiếp người thật ngắn ngủi, mấy chục năm đi qua, thoáng chốc chỉ là cát bụi. Con người sống với nhau lại thường xuyên tranh giành, gánh đua, đấu đá trong tình danh lợi, mà ngày ngày đêm đêm hao tâm tổn trí. Cuối cùng liệu có mang theo được những gì? Người xưa thường nói, có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn 3 bữa một ngày. Có căn nhà lớn 10 tầng cũng chỉ ngủ ở 1 gian. Báu vật 100 xe ngựa trong lòng vẫn có buồn phiền. Quan to lộc hậu cũng chỉ là đi làm hàng ngày. Nhìn qua phú quý cũng chỉ là thoáng qua như mây khói. Vậy sống trên đời vì sao phải cứ tranh giành? Vậy thì con người cả đời tranh giành nhau rốt cuộc vì điều gì? Kính thưa quý Phật tử và quý thính giả thân mến, trong thế giới ồn ào này, người ta lừa gạt, oán trách nhau, đố kỵ nhau đều là kết quả của sự tranh giành. Công khai tranh giành, âm thầm tranh giành. Tranh giành lợi ích lớn, tranh giành lợi ích nhỏ. Hôm qua tranh giành, hôm nay cũng tranh giành. Rốt cuộc suy cho cùng, tranh giành cũng chỉ để thỏa tâm lý ích kỷ mà thôi. Khi tấm lòng rộng mở một chút, sẽ không còn chỗ cho sự tranh giành tồn tại. Xem nhẹ được và mất một chút, tranh giành sẽ tan biến đi. Mục tiêu
giảm bớt đi một chút, tranh giành sẽ không trỗi dậy. Xem nhẹ tâm danh lợi đi một chút, tranh giành sẽ không còn. Trong cuộc sống, có thể có vô số lý do để không tranh giành. Nhưng chính vì dục vọng đã khiến cho mỗi người trở thành một chú sư tử đói nằm trong bụi cỏ, kìm nén không được. Một khi tranh giành được quyền và tiền trong tay, thì hạnh phúc sẽ mất đi. Tranh giành được thanh danh thì niềm vui cũng sẽ không tồn tại. Những thứ không thuộc về bản thân mà tranh giành được thì sẽ khiến tâm bất an. Nói một cách khác là những thứ con người vắt óc ra để nghĩ cách tranh giành được không phải là hạnh phúc, niềm vui và an tâm, mà chỉ là phiền não, thống khổ, thù hận và mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Vậy, không tranh giành chẳng lẽ là điều không tốt? Cho dù chỉ giảm tranh giành xuống một chút, coi nhẹ những thứ mà mình cho là quan trọng đi một chút, mọi người sẽ phát hiện ra rằng nhân tâm của mình thoáng chốc đã trở nên rộng rãi, thế giới thoáng chốc sẽ trở nên to lớn hơn. Cũng bởi vì không quá tranh giành, khuôn mặt người ta sẽ tươi cười nhiều hơn, nắm tay nhau nhiều hơn, nhường nhịn nhau nhiều hơn, chân thành nhiều hơn, nhiệt tình nhiều hơn và bạn bè sẽ nhiều hơn, tình cảm nồng đậm hơn, tâm nguyện sâu sắc hơn và tình yêu thương sẽ lớn hơn, thật hơn. Để giảm bớt tranh giành, hãy quan niệm rằng người nhiều tiền hay ít tiền, đủ ăn là được rồi. Người xấu hay đẹp, vừa mắt là được rồi. Người già hay người trẻ, khỏe mạnh là được rồi. Gia đình giàu có hay là nghèo túng, hòa thuận là được rồi. Chồng về sớm hay về muộn, có gì là được rồi. Người vợ phàn nàn nhiều hay ít, lo việc nhà là được rồi. Con cái dù làm tiến sĩ hay là bán hàng ngoài chợ cũng được, an tâm là được rồi. Nhà to hay nhà nhỏ, có thể ở là được rồi. Trang phục có thương hiệu hay không, có thể mặc là được rồi. Ông chủ không tốt, có thể chịu được là được rồi. Hết thảy phiền não, có thể giải được là được rồi. Cả đời người bình an là được rồi. Không phải có tiền nhiều mới là tốt. Tâm tính lương thiện, giúp đỡ người khác thì số mệnh có thể thay đổi được tốt. Rất nhiều chuyện nghĩ thoáng qua sẽ tốt. Mọi người đều tốt, vạn sự đều tốt. Người tốt, mình tốt, thế giới đều tốt. Nói ngắn gọn lại là biết đủ là tốt nhất. Không tranh giành là cảnh giới cao của nhân sinh. Trong cuộc sống của chúng ta, luôn gặp phải những chuyện không như ý muốn, nhưng không phải chuyện nào cũng đáng để hao tâm tổn sức. Người thông minh thì sẽ biết chuyện nào xứng đáng, còn chuyện nào thì không, biết tính toán giữa lợi và hại. Có câu rằng, không tranh không có nghĩa là mình không bằng người, không nói không có nghĩa là mình không biết. Vậy nên, những người thông minh ắt sẽ không tranh giành bốn điều sau đây. Điều thứ nhất là không tranh giành đúng sai. Trên thực tế, mọi sự vật hiện tượng không có kết quả đúng hay sai một cách tuyệt đối. Một người quan tâm đúng sai một cách mù quáng sẽ dễ bị lạc lối. Bất luận kết quả sẽ như thế nào, nhưng sẽ thật vô nghĩa khi bạn tranh giành, chiến đấu với chính những người thân thiết. Cuộc sống là của chính bạn, nên không cần thiết phải tranh giành hay là so sánh với bất kỳ ai. Đừng sống cuộc sống của bạn theo con mắt của người khác. Mỗi người nên hành động theo lý trí và cố gắng sống hết mình. Trong cuộc sống, mỗi người đều có thái độ và quan điểm khác nhau về một sự vật hiện tượng. Vậy nên, người khôn ngoan sẽ không bao giờ tranh đấu đúng sai, bởi họ hiểu trong quá trình đó không may sẽ đánh mất chính mình, nên dù có thắng cũng không vui. Sự trưởng thành thực sự của một người là trở nên tốt hơn so với quá khứ của chính họ.
lựa chọn cuộc sống đơn giản và hạnh phúc. Một người khôn ngoan sẽ không lãng phí thời gian cho những người hay những việc không xứng đáng, đặc biệt là tranh cãi đúng sai. Thứ hai là không tranh giành thể diện. Đánh mất giá trị bản thân để tranh giành một chút thể diện thực chất là cái mất lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Nhiều người vì thể diện mà hạ thấp bản thân. Điều đó thật vô nghĩa, bởi cuộc sống không chỉ có thể diện mà còn vô số những giá trị cao quý khác. Vì hai chữ thể diện, nhiều người chấp nhận sống một cách miễn cưỡng, cầu hòa, thậm chí còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Tính sĩ diện càng cao, thì những đau khổ mà bản thân và người nhà phải gánh chịu trong cuộc sống càng nhiều. Vậy nên, thay vì mất thời gian tô điểm cho cái sĩ diện của mình, bạn có thể tập trung vào việc bồi dưỡng đạo đức và nâng cao năng lực của bản thân. Thứ ba là không tranh giành cái lợi trước mắt. Tranh chính là không tranh, không tranh chính là tranh. Trên con đường đời, không ngại bước chậm, chỉ sợ bước đi của bạn không thực tế. Bước chậm mà bước chắc mới có thể càng đi xa. Cuộc sống là một quá trình. Hạnh phúc do chính bàn tay mình tạo ra. Những gì bạn tranh giành chưa chắc thuộc về bạn, mà còn làm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác. Kẻ mạnh thực sự là biết nhìn xa trông rộng, không vì lợi ích trước mắt mà tranh qua tranh lại. Muốn có thể tiến xa hơn, chúng ta cần phải gạt bỏ tư duy hạn hẹp và cái tính khôn lõi. Thời gian sẽ cho mỗi người biết câu trả lời ai là người thông minh. Bạn không nên quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác, và cũng đừng tốn sức cho những chuyện không có giá trị. Người khôn ngoan sẽ luôn biết dành thời gian để làm những việc thực sự xứng đáng. Thứ tư là không tranh giành tình yêu. Tình yêu đẹp không phải tranh đoạt mà có. Bạn cũng không cần phải gắng sức, chỉ cần bày tỏ một cách chân thật, ắt sẽ có kết quả tốt. Dưa ép quá thì không ngọt. Trái tim cố níu kéo sẽ không chân thành. Tình yêu phải thuận theo tự nhiên, đôi bên mới hạnh phúc. Trong tình yêu, không phải bạn tốt như người khác sẽ báo đáp lại sự yêu thương của bạn. Không phải bạn gửi gắm tâm tư tình cảm của mình cho người ta sẽ đáp lại bằng mối chân tình. Tình yêu là sự tương hỗ, không phải chỉ là sự cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là cả một quá trình thu hút lẫn nhau. Nếu là của bạn, không cần đoạt, vẫn sẽ thuộc về bạn. Nếu như không phải, cố chấp cũng chẳng được. Vậy nên, người khôn ngoan không tranh đấu một cách mù quáng để chiếm lấy tình cảm. Sau đây là 7 lời Phật dạy về việc làm khiến cho phúc báo bị hao tổn. Phúc báo của một người chính là quả báo tốt đẹp đến với người đó có nguyên nhân xuất phát từ một hành vi lương thiện trong quá khứ. Nhưng trong cuộc sống này, có rất nhiều việc mà chúng ta vô ý làm sẽ không những không thích được phúc báo, mà còn khiến cho phúc báo bị hao tổn mất. Dưới đây là 7 việc làm khiến cho phúc báo bị hao tổn nhanh nhất mà một vị hòa thượng khuyên bảo. Thứ nhất là thường xuyên sát sinh. Sát sinh là hành vi đứng đầu trong những hành vi làm hao tổn phúc báo nhanh nhất. Trong cuộc sống hàng ngày, sát sinh là việc khó đoạn tuyệt được. Nhưng nếu không nhất định phải sát sinh, thì chúng ta hãy hạn chế sát sinh. Bởi vì sát sinh chính là cách làm hao tổn dần phúc báo của bản thân. Đến khi đã hưởng hết phúc báo từ đời trước thì chúng ta sẽ phải chịu nghiệp báo của sát sinh gây ra. Thứ hai, tức giận, oán giận, cáu kỉnh. Đại sư Ấn Quang khuyên bảo rằng, người phụ nữ không hay tức giận thì con cháu sống thọ hơn. Phụ nữ thường xuyên tức giận, cáu kỉnh, sinh con sẽ khó nuôi. Phát giận là điều cứu không được. Tức
tức giận chính là lửa thiêu rừng công đức. Chỉ một cơn lửa giận có thể thiêu cháy hết cả phúc đức. Người xưa thường khuyên rằng oán giận một lần đối với một người bình thường sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 100 kiếp. Oán giận một lần đối với cha mẹ, người lớn tuổi, người đại đức sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 1000 kiếp. Oán giận cha mẹ, hậu quả rõ ràng nhất là phúc mỏng mệnh nông. Thứ ba, xung đột với cha mẹ, người bề trên. Chống đối mâu thuẫn với cha mẹ, lập việc đứng đầu trong những việc làm tổn phúc hại lộc. Vô luận là cầu cái gì, cũng đều không đạt được. Ngàn vạn lần cầu cũng uổng công, bởi vì tích phúc không có mà tổn phúc lại nhanh. Sự việc nhân duyên, làm việc đều không thuận. Nếu như công việc không thuận lợi, cảm tình thống khổ, lập tức nên hiếu thuận với cha mẹ. Cha mẹ vui mừng thì hết thảy thiên nhân quỷ thần đều sẽ đến bảo hộ. Người không chống đối, không có mâu thuẫn với cha mẹ thì công việc sẽ thuận lợi, có nhân duyên tốt đẹp. Nếu như từ nhỏ đã không có mâu thuẫn gì với cha mẹ thì cho dù xuất thân trong gia đình nghèo khó, sau này lớn lên cũng có thể trở thành người có sự nghiệp. Người dùng tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ, tương lai tất sẽ giàu có, khá giả. Hiếu thuận nhưng không dùng vật phẩm tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ thì cho dù làm đại quan cũng sẽ thiếu hụt tài phú. Nói xấu, xuyên tạc bậc thánh hiền, đại đức, một câu làm tổn hại 100 thiện, làm hỏng hết huyết mạch phúc báo của gia đình. Thứ tư, oán trời trách người. Bàn lộng thị phi, ghen ghét người khác. Những điều này làm tổn hại đức khí và hòa khí của trời đất, tài vận sẽ bị quỷ diệt. Nếu như không có của cải của tổ tiên che chở thì nhất định sẽ bần cùng, làm việc không thuận. Oán trời trách người một lần sẽ làm tiêu tan 3 thiện. Đại sư Ấn Quang nói, người gặp nghịch cảnh mà không oán trời trách người thì nhất định sẽ có hậu phúc và con cháu thịnh vượng. Ghen ghét, châm chọc, nói xấu người khác cái gì thì tương lai cũng sẽ phải chịu y như thế. Thứ năm là thường hay nói láo. Sự hòa thuận giữa người với người, ăn ở phải có đạo, coi trọng sự chân thành lẫn nhau, kiên kỵ hư tình giả ý, tức là đạo đức giả. Bất luận là người nhà ruột thịt thân thích hay mối quan hệ bạn bè với cấp trên, chỉ cần bạn thường ngày dùng ngôn ngữ chân thật, thành tâm đối xử tử tế, nhất định sẽ đạt được tín nhiệm của người khác. Ngược lại, thường xuyên bịa đặt những chuyện giả tạo dù chỉ một chút, hoặc là đã dưỡng thành thuyết hoang tâm bất hoảng, tức là nói dối mà trong tâm không chút sợ hãi, dần dần thành phản xạ có điều kiện mà thuận miệng nói láo với bất kỳ ai, có khi chỉ vì một câu nói dối tùy tiện mà phải trả giá vô cùng thê thảm. Thứ sáu là khoe khoang hoa trương bản thân. Khoe khoang bản thân ở đâu cũng đề cao mình, cũng tự mãn, sẽ khiến quỷ thần ghen ghét mà phá bỏ. Cho nên khoe khoang cái gì thì tương lai sẽ bị mất đi thứ đó. Thứ bảy là nói điều xấu, điều không đúng về người khác. Nói những điều xấu về người khác là làm tổn thương đến hòa khí giữa trời và đất, mà chiêu mời tai họa mà quỷ thần giáng xuống. Hơn nữa, dùng một chút những lời nói đồn đại không đúng sự thực để khoa trương bản thân, khiến cho người bị nói sẽ tức giận khó chịu, thì sao có thể sống bình an đây? Trời đất đã sinh ra dược thảo khiến vạn vật thoải mái, cũng sinh ra độc thảo đầu độc vạn vật. Trời đất dưỡng dục người lương thiện, quân tử cũng dưỡng dục tiểu nhân. Mặt trăng, mặt trời chưa bao giờ chỉ soi sáng cho người lương thiện,
mà không soi sáng cho người ác. Nước biển chưa bao giờ chỉ thu nạp dòng nước tinh khiết, cự tuyệt dòng nước ô nhiễm. Cho dù chúng ta có bao nhiêu sai lầm khuyết điểm, thì trời đất, mặt trăng, mặt trời cũng chưa bao giờ yêu cầu chúng ta điều gì. Cho nên, chúng ta cũng không thể yêu cầu người khác xa lánh người thương tổn đến mình, mà cho đó là tiểu nhân ác nhân. Hãy mở rộng lòng mình mà bao dung hết thảy, chúng ta sẽ được nhiều hơn. Người xưa có câu: Thái sơn bất từ thổ nhưỡng, hà hải bất trạch thế lưu, là có ý khuyên rằng làm người phải tiếp nhận được hết thảy mọi người, kể cả người không cùng suy nghĩ, quan niệm và hành vi, thì mới có thể thành tựu chính bản thân mình. Khó khăn trong cuộc sống này, ai cũng muốn mình gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Vậy, nếu muốn tránh xa những rắc rối, thị phi, hao tổn công đức, hãy lắng nghe lời Phật dạy về năm chữ đừng: cuộc đời đổi thay mỗi ngày. Tâm yên lòng thanh thản, tâm động lòng nổi sóng gió. Sống mà cứ đấu đá tranh giành, gạnh đua nhau từng chút một, bảo tâm làm sao yên. Mời quý Phật tử cùng quý thánh giả cùng nghe lời Phật dạy về năm chữ đừng thay đổi cuộc đời. Cái đừng thứ nhất: có thù hận đừng ghi nhớ. Cuộc sống này vốn dĩ rất ngắn ngủi, thay vì thù hận người khác, sao không thử mở rộng tấm lòng đối xử một cách bao dung với họ một lần. Người xưa thường nói rằng hành thiện tích đức chính là yếu tố phong thủy lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Hãy thử một lần kiểm nghiệm xem sao. Dùng thiện lương, nhân ái để đối đãi, không để ý những chuyện nhỏ, gạt bỏ ân oán, buông bỏ thù hận, chính là cách làm cho cuộc đời của bạn luôn vui vẻ, thanh thản mỗi ngày. Theo lời Phật dạy, muốn sống trường thọ, hãy luôn tuân thủ tám bất thức, tức là không cần biết ba điều: không quan tâm ân oán, không quan tâm tuổi tác, không quan tâm bệnh tật. Vì thế, để cuộc đời đổi thay mỗi ngày, vận mệnh cải biến theo chiều hướng tốt, hãy học chữ đừng thứ nhất: bỏ qua thù hận, đừng ghi nhớ mà chuốc lấy phiền não. Cái đừng thứ hai: tức giận đừng để trong lòng. Nhận vô thập toàn, nếu ai cũng hoàn hảo thì đời chẳng còn điều gì để bàn luận nữa. Trong cuộc đời, ai cũng có thể gặp phải những chuyện khó khăn hay là không vừa ý. Nhưng cũng đừng vì thế mà tức giận để nộ khí xung thiên. Tức giận là tồn tại khách quan, không nên giữ mãi ở trong lòng. Nín thở thì khí sẽ ứ tắc, khí ứ tắc thì sẽ sinh bệnh. Đâu là cách đổi mệnh để sống thọ theo quan niệm của Phật giáo? Gặp phải những sự việc khiến ta tức giận, hãy tìm người để khai thông nó, thổ lộ ra hết. Như vậy sẽ gỡ bỏ nó nhanh hơn, nội tâm sẽ bình yên trở lại. Bạn bè chính là giải pháp lựa chọn tốt nhất trong trường hợp này. Bạn bè vừa là nguồn động lực, vừa là chỗ dựa tinh thần, tiếp thêm sức mạnh giúp bạn vượt qua sóng gió cuộc đời. Như vậy, lời Phật dạy về năm chữ đừng. Chữ đừng thứ hai bạn nên học là: tức giận đừng để trong lòng, hãy cứ xả hết ra để tâm hồn được nhẹ nhõm. Cái đừng thứ ba: có tình yêu đừng buông bỏ. Tình yêu là liều thuốc tinh thần kỳ diệu, tưới mát tâm hồn trong những ngày hè oi ả, sưởi ấm trái tim trong những ngày đông buốt giá. Ai cũng mong muốn kiếm tìm một người thực sự tâm đầu ý hợp rồi mới tính chuyện trăm năm. Nhiều khi mãi mê kiếm tìm sự hoàn hảo mà quên rằng người ấy xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Phật dạy rằng, cho dù yêu hay được yêu,
đều là duyên phận, đều nên đón nhận. Ngày hôm nay bạn buông bỏ thì kiếp này nó sẽ không bao giờ đến với bạn nữa. Hiểu để sống và yêu trọn vẹn một đời. Vì thế hãy mở rộng lòng mình đón nhận người đang bên cạnh mình. Đừng để đến lúc họ bỏ đi rồi mới cảm thấy hối tiếc. Tại sao không chọn người ấy? Tại sao lại để người ta ra đi? Cái đừng thứ tư, có phúc đừng chờ đợi. Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời mình. Bởi bạn đâu biết ngày mai bản thân sẽ ra sao. Có phúc cứ hưởng, mọi việc đến đâu thì hay đến đó. Con cháu đều có phúc của con cháu. Đừng quá vì con cháu mà biến mình thành thân trâu ngựa. Bởi điều đó chỉ biến bạn thành một con người già nua, thiếu sức sống. Điều này không phải cổ suý cho việc thờ ơ bỏ mặc người thân con cháu, mà nên biết cách cân bằng để mọi thứ được toàn vẹn. Khi có đủ thời gian và điều kiện, nên tranh thủ thời gian hưởng thụ cuộc sống. Đừng vì con cháu mà làm quá kiệt sức, làm cố quá là sát thủ nguy hiểm nhất của sức khỏe. Cái đừng thứ năm, có tiền đừng keo kiệt. Trong cái xã hội đau đầu việc quần quấy cơm áo gạo tiền hiện nay, người người nhà nhà ra sức học tập làm việc, cũng chỉ vì mục đích kiếm tiền, kiếm được thật nhiều tiền để có cuộc sống đầy đủ tiện nghi hơn. Đó là nhu cầu chính đáng, không có gì sai cả. Tuy nhiên, nhiều người lại quên mất một điều rằng tiền khi sinh chẳng mang theo đến, khi tử chẳng mang theo đi. Sức khỏe mới là thứ quan trọng hơn nhiều. Không có sức khỏe, tiền có chất thành đống, cuộc sống cũng vô nghĩa. Trong dân gian có câu: không sợ kiếm ít tiền, chỉ sợ chết sớm. Có sức khỏe thì ngại gì không kiếm được tiền. Vì sức khỏe, khi nào cần chi tiêu thì hãy chi tiêu. Có tiền đừng keo kiệt, đến lúc ngậm cười nơi chính suối, bạn đâu có đem theo được chúng. Dẫu chăng cũng chỉ là nắm tiền vàng mà gia đình cúng giếng mà thôi. Hãy lắng nghe lời Phật dạy để biết tránh xa sáu hành vi gây tổn hại công đức này. Có như vậy thì cuộc sống mới thuận lợi, sung túc, tránh được nghiệp báo sau này. Thứ nhất là bố thí không tự nguyện hoặc keo kiệt, ít khi làm việc thiện. Lòng bố thí phải đến từ cái tâm của chính mình. Khi bố thí cho những người nghèo khổ không được may mắn như bản thân mình, cần phải bố thí một cách thành tâm tự nguyện, không dùng thái độ hách dịch coi thường, làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, chỉ để thỏa mãn tự tôn cá nhân. Nếu bố thí mà không đúng cách, ta không những không được cảm tạ, mà còn bị người ta căm ghét, ghi hận. Bố thí đúng cách, hưởng thụ khi học Phật. Cùng với đó, nếu cuộc sống của ta có đầy đủ của cải vật chất, mà vẫn cứ một lòng muốn dơ vét làm giàu thêm cho mình, không chịu san sẻ với ai, thì phúc đức cũng bị ảnh hưởng. Tiền bạc là vật ngoài thân, chết cũng chẳng mang theo được. Chi bằng ta hãy sống vui với hiện tại, không tham lam tích trữ bạc tiền. Thấy mình sung túc hơn người thì sẵn sàng giang tay bố thí. Như thế thì cuộc sống mới hạnh phúc, thuận lợi, mới dễ dàng đến với chúng ta. Thứ hai, hay kêu ca, oán thán, gây chuyện thị phi, ghen ghét, đố kỵ. Đây là những việc làm cần phải tránh thật xa, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến hòa khí giữa người với người, mà còn gây tổn hại đến hòa khí của đất trời. Theo tâm linh, nếu thường xuyên làm những việc này, tài vận sẽ sa sút, phúc đức của tổ tiên dù có dày sâu, ngài cũng sẽ tiêu tan hết. Con người làm việc gì cũng sẽ khó khăn, trắc trở, thậm chí là bần cùng. Nói xấu, đặt điều cho người khác, bàn chuyện thị phi thế nào, mai sau chắc chắn cũng sẽ phải chịu cảnh như thế. Thứ ba, thường xuyên sát sinh.
Theo lời Phật dạy, sát sinh là hành động đứng đầu, gây tổn hại đến phúc báo. Nếu thường xuyên sát sinh, phúc đức của con cháu sẽ bị ảnh hưởng, đời sau sẽ gánh chịu những tội nghiệp mà cha mẹ đã gây ra. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, việc tránh hoàn toàn sát sinh là không thể. Thí dụ như khi ta vô tình dẫm chân lên con sâu, cái kiến hay giết hại những côn trùng gây hại cho mình. Vì thế, nếu có thể, ta nên hạn chế sát sinh ở mức tối đa. Nên biết về lời Phật dạy không nên sát sinh để tránh mang thêm nghiệp về mình. Nếu có thể thì nên tránh những công việc cần phải sát sinh. Nếu đã phải làm thì nên thường xuyên hành thiện tích đức, thành tâm hướng Phật. Thứ tư là khoe khoang kiêu ngạo. Con người không ai là có thể thông thạo tất cả mọi việc. Có người mạnh ở điểm này, có người lại mạnh ở điểm khác. Nếu may mắn có khả năng trên lĩnh vực nào, con người không nên lấy đó làm kiêu ngạo, coi thường, chỉ tay với người khác. Bởi rất có thể ta giỏi hơn người khác ở lĩnh vực này, nhưng đến khi gặp phải vấn đề ở lĩnh vực khác, người khác sẽ là thầy của ta. Con người cần phải biết khiêm tốn, học hỏi. Khiêm tốn giúp chúng ta tiến bộ, còn quá mức quên quan kiêu ngạo không chỉ khiến chúng ta tụt hậu mà còn ảnh hưởng đến phúc đức sau này. Thứ năm là xung đột, mâu thuẫn với cha mẹ bề trên. Thường xuyên xung đột chống đối cãi lời cha mẹ và các bậc bề trên, phúc đức cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù mong muốn đạt được cái gì cũng sẽ không thành công. Nguyên nhân dẫn đến ác nghiệp chủ yếu là do bất hiếu, và họ sẽ phải chịu quả báo lớn nhất. Cha mẹ là bậc sinh thành dưỡng dục, mà con cái dù có báo đáp ngàn lần cũng không hết. Vì thế, bổn phận của con cái là phải dâng theo lời cha mẹ, không được để cha mẹ buồn lòng, phải hiếu thuận, dùng hết sức báo đáp công ơn cha mẹ. Người nào làm được như vậy thì cuộc sống hạnh phúc, dễ cầu được ước thấy, đời người thuận lợi hơn, nhận được sự bảo hộ của thiên nhân quỷ thần. Còn kẻ nào bất hiếu keo kiệt với cha mẹ, kẻ đó sẽ gặp khó khăn trắc trở trong cả sự nghiệp và nhân duyên, chịu lời đàm tiếu của thiên hạ, cuộc sống cũng không vui vẻ được. Theo luật nhân quả, xung đột, mâu thuẫn, bất hiếu với cha mẹ thì mai sau con cái cũng sẽ lạnh nhạt, không tôn trọng mình. Thứ sáu, háo sắc, quan dâm. Người quan dâm háo sắc là những người có tinh thần không lành mạnh. Hành động này không chỉ tổn hại đến phúc đức, sức khỏe của bản thân, mà còn gây hại cho người khác, vi phạm đạo đức trong xã hội. Nghe lời Phật dạy, người làm việc này, nếu lương tâm áy náy thì sẽ mãi sống không yên. Nếu lương tâm không áy náy thì phải chịu quả báo nặng nề. 30 lời Phật dạy về hạnh phúc đừng bỏ lỡ. Kính thưa quý Phật tử và quý vị thính giả thân mến, hạnh phúc, một khái niệm sâu sắc và không thể thiếu trong cuộc sống, mang theo nhiều ý nghĩa và giá trị tuyệt vời. Hạnh phúc không chỉ là một trạng thái tâm lý thoáng qua, mà còn là mục tiêu cuối cùng của mỗi người. Với sức mạnh của nó, hạnh phúc có thể thay đổi cuộc sống và tạo nên ý nghĩa đáng kinh ngạc. Trên hết, hạnh phúc là một trạng thái tâm hồn, một sự thoải mái và hài lòng từ bên trong. Đó là cảm giác bình an, là niềm vui trong lòng khi mọi mâu thuẫn và lo lắng tan biến. Hạnh phúc không phụ thuộc vào tài sản hay danh vọng, mà là kết quả của sự chấp nhận và trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Hạnh phúc cũng là sự kết nối với thế giới xung quanh. Đó là khả năng tạo ra mối quan hệ tốt đẹp và yêu thương với những người xung quanh. Hạnh phúc không đơn độc, mà là sự chia sẻ và sự gắn kết với cộng đồng. Khi chúng ta tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho người khác, chúng ta cũng đồng thời tìm thấy
hạnh phúc trong chính mình. Hạnh phúc còn là sự phát triển và trưởng thành cá nhân. Nó đòi hỏi chúng ta không ngừng khám phá và phát huy tiềm năng của bản thân. Khi ta đặt ra mục tiêu và đạt được những thành công, cảm giác hạnh phúc vô tận tràn đầy trong tâm hồn. Sự hài lòng và thành tựu cá nhân mang lại một ý nghĩa sâu sắc và đáng giá cho cuộc sống này. Cuối cùng, hạnh phúc là khả năng sống trong hiện tại và tận hưởng từng khoảnh khắc. Đôi khi chúng ta dễ dàng bị cuốn vào quá khứ hoặc lo lắng về tương lai và quên đi sự tốt đẹp cùng giá trị của hiện tại. Hạnh phúc là khả năng trân trọng và sống đúng với từng giây từng phút mà cuộc sống mang lại. Sau đây là 30 lời Phật dạy về hạnh phúc. Thứ nhất, cho đi sự yêu thương, hạnh phúc tự tìm đường đến. Lạc quan, vui vẻ, bệnh tật rồi sẽ qua đi. A-di-đà Phật. Thứ hai, vạn pháp duy tâm tạo. Con người là kết quả của những gì mình nghĩ. Nếu một người nói và làm với tâm trong sáng thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo anh ta như hình với bóng. Thứ ba, thanh tịnh và giản đơn là đôi cánh giúp tâm hồn thăng hoa. Thứ tư, không có con đường dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường. Thứ năm, vợ chồng cùng sống cùng chết, nháy mắt là thống khổ, nhưng vĩnh hằng là hạnh phúc. Thứ sáu, rất nhiều người vì cái gọi là hạnh phúc mà yêu nhầm người. Nhưng càng nhiều người vì yêu đúng người mà hạnh phúc trọn đời. Thứ bảy, hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến, và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. Thứ tám, đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác. Bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. Thứ chín, hạnh phúc là cảm giác, xem nhẹ chút, thoải mái trong lòng. Thứ mười, nhiều người cho rằng sự náo nhiệt là hạnh phúc, nhưng khi quá náo nhiệt sẽ không có bình yên. Hạnh phúc thực sự dựa trên sự bình yên. 11. Tâm thái là do rèn luyện, cần phải bình thản, có tấm lòng yêu thương. 12. Thời khắc hiện tại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, chỉ cần bạn để tâm, bạn sẽ nhìn thấy chúng. 13. Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi đi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác. 14. Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem lại hạnh phúc đến cho người và cho chính mình. 15. Hạnh phúc không phải làm dơ vào cho mình thật nhiều, mà ngược lại, bạn nên ban tặng, san sẻ những gì mình có cho người khác. Đó mới chính là hạnh phúc. Bản thân hạnh phúc, tức vận mệnh sẽ tươi đẹp. 16. Làm người phải biết vui vẻ. Niềm vui và nỗi buồn luôn xen kẽ lẫn nhau. Vui vẻ có mức độ chính là cả đời được thanh thản. 17. Không đi đến cực đoan. Đi đến cực đoan bao giờ cũng gặp thất bại thảm hại. Phải chủ động tìm kiếm sự khôn ngoan của cuộc đời. 18. Một trong những điều tốt nhất trong cuộc sống là nhận ra rằng bạn hoàn toàn hạnh phúc mà không cần đến những thứ mà bạn cứ ảo tưởng là mình buộc phải có. 19. Nguồn gốc của mọi khổ đau trên thế gian đều bắt nguồn từ tâm bám chấp. 20. Có sinh, ác có diệt. Có hợp, ác có tan. Có thịnh, ác có suy. Khi bạn vui, hãy hiểu rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng,
khi bạn đau khổ, cũng hãy nhớ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Vạn pháp thế gian vốn vô thường. 21. Hạnh phúc không bao giờ đến với người không biết tri ân những gì mình đang có. 22. Hãy biết cảm ơn cả những nghịch cảnh. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. 23. Quy luật nhân quả không chừa một ai. Hãy cẩn trọng trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. 24. Đừng xem thường những điều nhỏ bé. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả một khu rừng. Một con rắn nhỏ có thể khiến ta mất mạng. 25. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng từ một ngọn nến. Hạnh phúc được nhân lên khi được sẻ chia. 26. Không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân mình. Mỗi người phải tự cất bước trên đôi chân của chính mình. 27. Là người biết hài lòng sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Không biết hài lòng mãi mãi không biết được hạnh phúc. 28. Kiềm chế và khắc phục được sự thèm muốn sẽ giải thoát con người ra khỏi mọi cảnh huống xảy ra. Dù đó là hạnh phúc hay khổ đau, sẽ mang lại sự bình an cho con tim và tâm thức của mình. 29. Đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác. Bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. Hãy cho đi, ngay cả khi bạn chỉ có một chút thôi. 30. Nói tôi yêu bạn có nghĩa là tôi có thể mang tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc. Để làm được điều đó, trước tiên, chính bản thân bạn phải là người có được những điều đó trước đã. Sự thành công của nhiều người là kết quả của cả một quá trình rèn luyện, gian khổ, kiên trì, bền bỉ, nhờ sức mạnh ý chí mà ai cũng phải cố gắng duy trì, luyện tập, để có được sự chịu đựng mọi gian nan thử thách. Chúng ta sẽ phải rèn luyện để vượt qua sự lười biếng và thái độ ỷ lại dựa dẫm vào người khác. Chúng ta hãy sống như một đứa trẻ, luôn tò mò, tìm tòi, khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống quanh ta hàng ngày. Cứ mỗi khi gặp phải chuyện khó khăn hoặc sự cố trong cuộc sống, việc đầu tiên là nghĩ đến và sau đó tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác. Đó chính là những người mang tâm lý và thói quen dựa dẫm ỷ lại. Lời Phật dạy, đừng ỷ lại vào một ai. Có một gia đình nọ, hai cha con cùng dạo chơi trong khu vườn nhà họ. Bỗng nhiên, đứa con hỏi bố: "Bố ơi bố, nhà chúng ta có giàu không ạ?" Ông bố nghe xong liền mỉm cười, xoa đầu con trai rồi nói: "Bố có tiền, nhưng con không có. Tiền của bố là do bố tự mình siêng năng tích cực làm ra bằng đôi tay và khối óc, được tích lũy trong nhiều năm tháng. Sau này con muốn giàu có như bố, trước tiên con phải học và chọn cho mình một nghề nghiệp chân chính. Con cũng có thể thông qua nghề nghiệp của mình mà kiếm được tiền." Cậu bé ấy nghe câu trả lời của bố có chút suy luận như sau: thứ nhất, bố của mình rất giàu có, nhưng tiền của bố là của bố vì công khó nhọc do bố làm ra. Thứ hai, nếu như mình muốn có tiền và giàu có như bố, cũng phải thông qua lao động và cố gắng để có được. Nghe xong câu trả lời của bố, cậu bé rất cố gắng để trở nên giàu có như bố của mình. Quan trọng hơn hết là một loại giàu có về đạo đức tinh thần, đó là tin sâu nhân quả và tránh ác làm lành, sau sẽ giúp cậu bé hưởng lợi ích cả đời mà không sợ bị ai cướp mất. Cũng với câu hỏi này, ở một gia đình khác, ông bố trả lời một cách tự hào và rất kiêu hãnh: "Nhà chúng ta có rất nhiều tiền con ạ, và lớn lên tất cả những gì bố có sẽ thuộc về con.
con khỏi phải lo. Đứa bé sau khi nghe được câu trả lời đó của bố sẽ đưa ra một nhận định như sau. Thứ nhất, bố mình là người giàu có, nhà mình có rất nhiều tiền, tiền của bố chính là tiền của mình. Thứ hai, vậy mình không cần cố gắng học hỏi và làm việc vì đã có rất nhiều tiền của cha mẹ để lại rồi. Thứ ba là người có đạo đức luôn tin nhân quả và sống không ỷ lại, nhờ vả, gian sinh hay dựa dẫm bất kỳ một thế lực nào, nên đã dạy cho con cái cách sống tự lập và dấn thân bằng mồ hôi nước mắt của chính mình. Qua hai câu chuyện trên, chúng ta rút ra một bài học quý báu cho kiếp con người như sau. Đứa con biết sống tự lập sẽ trưởng thành và đứng vững trong cuộc sống, tuy có vất vả khó khăn, nhưng nhờ vậy mà tôi luyện để trở thành bậc hiện tại trong hiện tại và mai sau. Đứa con nào sống ỷ lại và dựa dẫm vào cha mẹ mà không lo học hỏi, làm việc thì sẽ đánh mất chính mình, làm hại gia đình, người thân và lợi ích xã hội. Cuộc sống của chúng ta là một cuộc hành trình được bắt đầu bằng một tấm bản đồ. Mỗi người sẽ có một tấm bản đồ của riêng mình để giúp chúng ta có thể đi một mình hoặc đi cùng với nhiều người khác. Chắc chắn trên con đường chúng ta đi sẽ gặp rất nhiều khó khăn, gian nan và trắc trở. Chúng ta mỗi người phải học cách đứng lên. Nếu trong suốt cuộc hành trình bị vấp ngã và sự phản ứng của nhiều thế lực, ta phải làm chủ bản thân để vươn lên thành tựu sự nghiệp. Sự thành công của nhiều người là kết quả của cả một quá trình rèn luyện gian khổ, kiên trì, bền bỉ. Nhờ sức mạnh ý chí mà ai cũng phải cố gắng duy trì luyện tập để có được sự chịu đựng mọi gian nan thử thách. Chúng ta sẽ phải rèn luyện để vượt qua sự lười biếng và thái độ ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Chúng ta hãy sống như một đứa trẻ, luôn tò mò, tìm tòi, khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống quanh ta hàng ngày. Sợ thất bại, mong được thành công, sợ dốt nát nghèo hèn. Nếu chúng ta không đủ niềm tin, không tin sâu nhân quả, ta sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi bất an, lo lắng và sợ hãi. Chính vì vậy, chúng ta phải học cách đối mặt với nó để nhận diện được sự thật của cuộc đời. Nhờ vậy, ta vững lòng tin hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và biết mình là chủ nhân của bao điều quả phúc. Từ khi xã hội loài người được phát triển và tiến bộ theo thời gian, nhờ phát huy cao vai trò dân chủ, ai cũng muốn mình nhanh chóng thành đạt, có địa vị cao, được nhiều người trọng vọng và ngưỡng mộ tài năng của mình. Trong sự thành đạt may mắn chỉ là một yếu tố nhỏ. Sự thành đạt của một người bởi sự cố gắng và nỗ lực siêng năng tinh cần từ chính bản thân họ. Thời gian làm việc từ người lãnh đạo tối cao cho đến người dân bần cùng đều có 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày như nhau. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta biết cách sử dụng thời gian như thế nào cho hợp lý. Có người dùng nó chỉ để ngủ nghỉ vui chơi cả ngày, hoặc chỉ ngồi lê đôi mách hay tán ngẫu chuyện đời phải quấy đúng sai. Đối với những người này, cuộc sống của họ hầu như không có sự đóng góp. Họ chỉ sống lơ là qua ngày tháng, chứ không có sự cầu tiến. Tuy nhiên cũng với ngần ấy thời gian, nhiều người lại biết sử dụng một cách có logic và nhiệt tình hăng hái, không nề hà sự gian nan, khó khổ để đạt được ước mơ và mục đích của mình. Họ chính là những người dễ dàng, nhanh chóng đạt được thành công như ý muốn. Chính vì vậy, làm việc có kế hoạch và kiên trì, bền chí chịu khó, chịu khổ chính là bí quyết mau dẫn đến thành đạt. Trong sự tái sinh luân hồi, nhân quả tốt xấu, đúng sai, ân oán trong hiện tại sẽ tiếp tục đến đời sau. Nên khi gặp duyên phù hợp, nó liền tác động mạnh mẽ, khiến ta phải chấp nhận mà không biết nguyên nhân. Nhiều người không hiểu nên tin có đấng thần linh thượng đế đủ quyền năng ban phước giáng quà. Như chuyện có một ông lái đò đang chở khách qua sông,
bỗng nhiên gặp sóng to gió lớn. Nhiều người quá lo sợ nên cố gắng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm để nhờ Ngài cứu cho tai qua nạn khỏi. Ông chèo đò liền nói: "Tất cả quý vị hãy bình tĩnh, ai ngồi chỗ nào ngồi yên chỗ đó." Rồi ông ta nói tiếp: "Đò khẩm mà chở thêm nhiều Phật và Bồ Tát quá, có chừng đò chìm bà con ơi." Đây là một câu chuyện ngụ ngôn có ẩn ý sâu sắc, nhằm phản ánh tâm lý yếu đuối, sợ hãi, ỷ vào Phật và Bồ Tát của tất cả mọi người trên đò. Khi bình thường thì không lo niệm Phật, Bồ Tát, đến khi gặp nạn mới cầu cứu vãng sinh. Tâm lý đó luôn phổ biến khắp mọi nơi. Lúc bình thường không ai nghĩ tới việc tu hành, đến khi có chuyện không may xảy ra, chúng ta vào chùa lễ lại cầu khẩn vãng sinh chư Phật Bồ Tát giúp cho. Nếu được tai qua nạn khỏi thì vui vẻ hả hê, cho rằng chư Phật Bồ Tát linh ứng. Còn không được thì phiền muộn khổ đau, oán trách trời đất không giang tay cứu giúp mình. Những người yếu đuối thường có tâm lý ỷ lại hay thần thánh quá chư Phật Bồ Tát, rồi sùng bái như những bậc siêu nhiên, quyền uy tối thượng, có khả năng ban phước giáng họa cho con người. Nên họ lúc nào cũng trông chờ, mong các ngài ra tay cứu giúp, mà họ không biết rằng chính mình là chủ nhân của bao điều quả phúc. Nếu nói theo đúng ý nghĩa của nó, đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà là một phương pháp chuyển hóa nhằm giúp mọi người phá tan si mê tối tâm mờ mịt đang che lấp tâm Phật thanh tịnh sáng suốt của mình. Trên thực tế cuộc đời, cách nay trên 2600 năm ở Ấn Độ, có một con người như tất cả mọi người chúng ta. Do quyết tâm tu hành, buông xả mọi tham muốn chấp trước mà thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Các vị đệ tử của Phật cũng là con người, nương theo lời Phật dạy mà tu chứng nên gọi là Thánh Tăng, Thánh Văn Tăng, A-la-hán, Bích Chi Phật, cho đến chư vị tổ sư về sau này đứng đầu các tông phái hay dòng truyền thừa là những nhân vật có thật trong lịch sử. Còn các vị Phật khác cùng chư vị Bồ Tát được Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong các bản kinh không phải là những nhân vật lịch sử, mà chúng ta có thể hiểu đó là hình tượng biểu trưng cho chân tâm, Phật tính sáng suốt của con người hoặc tinh thần dấn thân đóng góp lợi ích cho cuộc đời. Giả sử chiếc đò trong mẫu chuyện trên bị chìm, nhiều người ra tay cứu vớt hành khách, thì những người đó ta gọi là người có lòng từ bi và hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, nên sẵn sàng ra tay cứu giúp quên cả thân mạng của mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ cho chúng ta cách thức tu hành nhằm chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành vô lượng trí tuệ để thoát khỏi dòng luân hồi sống chết. Tu được hay không là do ta quyết định. Ta tu tốt thì giảm bớt tham sân mê muội. Nếu không chịu tu, khi quả xấu đến, lúc này dù có Phật Bồ Tát hiện tiền cũng không cứu được ta, vì ai tu nấy chứng. Phật là người chỉ đường, còn đi hay không là do ta. Ai làm nấy chịu, ai tu nấy chứng trong cuộc luân hồi sinh tử này. Phật không thể ban phước giáng họa cho chúng ta, vì phước hay họa là do mình tạo ra, thì chính mình phải chịu nhận lấy khi hội đủ nhân duyên. Một số người không hiểu nên thần thánh quá mọi vấn đề, chỉ sùng bái cầu khẩn vãng sinh chư Phật Bồ Tát một cách thái quá, nên ngày càng đánh mất chính mình mà rơi vào mê tín dị đoan. Khi nghe lời Phật dạy, chúng ta phải suy tư, quán sát, rồi áp dụng tu hành. Con người ta thường hay ỷ lại, nương nhờ kẻ khác mà tự đánh mất chính mình. Trước những cám dỗ vật chất, con người tham muốn quá đáng, nên lúc nào cũng đòi hỏi phải thỏa mãn dục vọng. Chính những tham muốn đó trói buộc ta, khiến mình căng thẳng, mệt mỏi, bất an, thậm chí dẫn đến tuyệt vọng. Thế gian này luôn nằm trong dòng luẩn quẩn của đối đãi,
nếu chúng ta không thể chấp nhận cuộc sống có những cái xấu tốt luôn chi phối chúng ta hàng ngày. Người giàu có cái khổ của người giàu, người nghèo cũng có cái khổ của người nghèo. Chúng ta hãy xem xét, suy tư, phân tích mọi vấn đề, nhìn thẳng vào những phiền muộn đang ẩn náu sâu thẳm trong tâm tư của mình. Với đời sống vật chất của những người khá giả, phần nhiều không khổ vì nghèo đói, mà khổ vì tham sân si lừng lẫy. Chính vì vậy, nếu chúng ta không có vốn liếng, tư lương về mặt tinh thần, tâm linh để làm điểm tựa, để quay về chính mình, thì ta dễ dàng bị những cám dỗ vật chất cuốn trôi. Làm người ai cũng có ham muốn, nhưng chúng ta biết nhu cầu nào cần thiết với hoàn cảnh sống thực tiễn của mình. Nếu ta tham muốn mà nằm ngoài khả năng của mình thì có chừng tổn thất nặng nề. Chúng ta phải biết tiết chế, giảm bớt ham muốn của mình, là muốn ít biết đủ. Nhờ vậy ta ít lo sợ, sống ăn ổn, nhẹ nhàng mà không rơi vào thất vọng khổ đau. Đạo Phật nhìn mọi hiện tượng sự vật không có một thực thể riêng biệt, mà do nhân duyên hòa hợp. Đủ duyên thì hình thành, hết duyên thì tan rã. Vạn vật do duyên hợp tạo thành, nên sự hiện hữu rất mong manh, có đó rồi mất đó. Con người vẫn mong muốn có một đời sống an lạc hạnh phúc mà không chịu gieo trồng phước đức, thành ra phải chịu khổ đau chi phối. Thường thì chúng ta khổ là do mong muốn cái gì cũng bền chắc và lâu dài. Chúng ta mong muốn được hạnh phúc lâu dài trong tình yêu, rồi danh vọng tiền tài sự nghiệp sẽ đến với ta mãi mãi. Nên khi có sự đổi thay, mất mát, chúng ta cảm thấy tiếc nuối và đau khổ. Con người trong xã hội cũng vậy. Do sự quân tập khác nhau nên có hình tướng, tâm tính bất đồng. Nhưng trong mỗi con người đều có tính biết sáng suốt. Vì máu của ai cũng đỏ, nước mắt của ai cũng có vị mặn, ai cũng mong muốn có hạnh phúc và sợ khổ đau. Nếu dựa vào cuộc sống vật chất thì không ai bằng lòng với hiện tại. Còn dựa vào đời sống tâm linh thì chúng ta sẽ bằng lòng với những gì mình đang có. Tuy nhiên sự bằng lòng đó không có nghĩa tiêu cực, không làm gì hết, mà chúng ta vẫn tích cực để tăng trưởng an sinh đời sống, nhưng biết cách làm chủ bản thân. Cho nên chờ đến lúc hấp hối rồi mới niệm Phật, cầu xin Đức Phật A Di Đà đến tiếp độ về cõi cực lạc, thì đó là một quan niệm rất sai lầm. Đừng đợi đến khi khát nước mới đào giếng. Nếu trong đời sống hiện tại này lòng ta đầy rẫy tham lam, sân hận mà mong mỏi khi chết Phật A Di Đà sẽ đến rước, sẽ rờ đầu thọ ký, điều này không thể có được. Chúng ta cũng đừng nên chờ việc làm ăn tốt đẹp, có đầy đủ tiền bạc nhà cửa rồi lúc đó mới chịu tu, thì khó mà thực hiện được hoài bão của mình. Chúng ta tu để làm gì? Để được giảm bớt phiền muộn khổ đau, và cuối cùng là giác ngộ, giải thoát hoàn toàn những ý nghĩ, lời nói và hành động làm tổn hại người khác. Khi chúng ta cởi bỏ được tự ngã, độc tôn, sống với tâm không chấp trước, lột bỏ mọi phân biệt, thành kiến, thì chúng ta sạch tấm mắt trong một dòng sông hạnh phúc mà an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh. Cũng như những người gặp tai nạn hoặc việc bất trắc trong cuộc đời, thường hay cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm cứu độ, nhưng tất cả đều được hay người được người không. Như vậy, Bồ Tát thương người này mà ghét bỏ người kia hay sao? Hình như Bồ Tát còn thiên vị nên trọng kẻ này khinh kẻ kia. Nếu ai nghĩ như thế và nói như vậy là oan cho Bồ Tát quá chừng. Đa số chúng ta vì không tin sâu nhân quả, không tin chính mình, nên khi gặp tai nạn, gặp khó khăn, chúng ta liền xin Phật Bồ Tát gia hộ hay cứu độ cho mình mau tai qua nạn khỏi. Ta hay có bệnh ỷ lại và nhờ giả cầu cạnh vào Phật Bồ Tát, nên lúc nào cũng cầu xin Phật Bồ Tát
an ủi, sẻ chia, cứu giúp hay nâng đỡ cho mình hết khổ mà được an vui hạnh phúc. Nhưng trên thực tế, việc cầu xin đó có người được, có người không là tại sao? Vì nhân duyên đã chín mùi, dù mình không muốn nhưng nó dẫn đến vì nhân quả công bằng mà. Như vậy mà đa số Phật tử chúng ta phần đông đi chùa cầu xin nhiều hơn là gieo nhân để gặt quả. Thậm chí có người vuốt bụi Phật để trét vào đầu và còn nói rằng làm như vậy Phật sẽ ban ơn gia hộ cho mà gặp được điều may mắn tốt đẹp. Bồ Tát Quán Thế Âm là biểu tượng của lòng từ bi, thương yêu, bình đẳng, sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia những nỗi khổ, niềm đau hay đem niềm vui đến tất cả chúng sinh. Giả sử chiếc đò trong mẫu chuyện ở trên bị chìm, nhiều người ra tay cứu vớt hành khách thì những người đó là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, là biểu hiện của lòng từ bi sẵn sàng cứu giúp mọi người khi có hoạn nạn. Bồ Tát Phổ Hiền là biểu tượng của hạnh nguyện dấn thân, đóng góp. Bồ Tát Văn Thù là biểu trưng người có trí tuệ sáng suốt nên không bị phiền não, tham sân si làm nhiễm ô, vân vân. Chứ vì Bồ Tát dấn thân cứu đời không biết mệt mỏi, nhàm chán. Đức Phật A Di Đà là tượng trưng cho vô lượng thọ, vô lượng quang. Có nghĩa là chúng ta khi sống được với Phật tánh sáng suốt của mình thì không còn luân hồi sinh tử nữa, nên gọi là vô lượng thọ. Và có trí tuệ đầy đủ nên không bị các pháp ô nhiễm của thế gian chi phối. Do một số người thần thánh quá, sùng bái chư Phật Bồ Tát thái quá, xem các ngài như là những vị thần linh ban phước giáng hòa, nên nhiều người đã đặt niềm tin một cách sai lệch. Thay vì chúng ta đặt niềm tin vào giáo pháp, vào nhân quả, tự mình làm chủ bản thân, làm chủ vận mệnh theo tinh thần Phật dạy, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên giới chánh pháp. Do chúng ta không hiểu đúng lời Phật dạy nên ta thiếu tự tin, lơ là, biến nhát bởi tham lam quá đáng mà đánh mất chính mình. Trong mỗi chúng ta đều có Phật tính sáng suốt. Nương nơi mắt thì thấy, nơi tai thì nghe, mũi lưỡi thân ý cũng là như thế. Ai cầu xin là người có tâm ỷ lại và quá yếu đuối, vì không tin sâu nhân quả, không tin tưởng chính mình có đủ năng lực làm được những gì mình mong muốn. Người có tâm niệm ỷ lại là nhờ vào tha lực của người khác, khó bao giờ thành công được trọn vẹn trên đường đời, vì thiếu ý chí, nghị lực, không tin sâu nhân quả và tự tin chính mình. Người tu cũng thế, nếu hay cầu xin nhiều thì dễ mất tính tâm, vì đâu phải việc gì cũng xin được dễ dàng. Nếu xin không được thì nói Phật Bồ Tát không linh hiển, nên bỏ không tới chùa nữa. Còn người Phật tử chân chính thì phải biết cách chuyển hóa, chừa bỏ, thay đổi những thói quen tật xấu có tính cách hại người hại vật, chứ không nên một lòng cầu khẩn gian sinh. Hầu như ai cũng có bệnh tham lam, dù ít hay nhiều. Phật dạy lấy thuốc để trị bệnh, mà chúng ta chỉ cầm toa thuốc độc hoài mà không dám mua thuốc uống. Phật dạy chúng ta học hiểu để ứng dụng tu tập hành trì chuyển hóa, chứ không phải cầu Phật ban cho. Nhưng đa số quý Phật tử cứ xin Phật hoài. Tu như vậy biết chừng nào mới chuyển hóa hết phiền não tham sân si. Bởi ta tham quá nhiều thứ nên xin lâu ngày thấy không hiệu nghiệm thì muốn bỏ Phật bỏ chùa, vì Phật không giúp gì được cho mình. Nếu chúng ta xin không được thì tu theo Phật Bồ Tát có được lợi ích gì? Chúng ta học hiểu lời Phật dạy để áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, nhằm trị tâm bệnh tham lam, sân giận, si mê, để thành vô lượng trí tuệ từ bi. Tu như vậy tự nhiên tâm chúng ta lần hồi được trong sạch. Khi tâm đã sạch rồi thì mọi bệnh tật tham sân si, ganh ghét, tật đố, nóng giận, oán thù từ từ theo đó mà hết. Muốn giàu sang nhiều của cải
ta phải biết bố thí cúng dường, giúp đỡ chia sẻ với lòng thành tâm cung kính của mình. Ngoài ra, chúng ta còn phải siêng năng, tinh cần làm việc, tiết kiệm và không tiêu xài quan phí. Đó là chúng ta biết tu bằng cách dùng thuốc của Phật để trị tâm bệnh cho mình. Nhiều người cho rằng cầu nguyện là vô ích, không có tác dụng lợi ích thiết thực, mà làm sao có tác dụng được khi chúng ta lại lục cầu xin trước những pho tượng bằng đất, gỗ, đá và xi măng. Tôn tượng Phật Bồ Tát chắc chắn không phải là ông Phật thật. Đó chỉ là biểu tượng qua hình ảnh để ta nhớ biết công hạnh của các ngài mà cố gắng bắt chước thực hành làm theo. Khi ta nghiêng mình cúi đầu một cách cung kính, tôn trọng lá cờ, không phải là ta tôn trọng miếng vải, mà chính là ý nghĩa lá cờ tượng trưng cho tổ quốc qua tinh thần dân tộc Việt Nam. Cũng vậy, ta thờ Phật lại Phật nhằm mục đích không phải để cầu xin, mà ta lễ lại để nhớ công ơn cao cả của ngài. Nhờ vậy mà ta biết được điều tốt lẽ xấu trong cuộc đời. Quý Phật tử xét thật kỹ xem, từ trước cho đến giờ, chúng ta đi chùa là vì cầu xin hay để tu học theo Phật và Bồ Tát? Chúng ta đến chùa đôi khi chỉ cúng chút ít hoa quả hoặc nải chuối, ốp nhang. Khi cúng rồi, quý vị cầu đủ thứ hết, nào là Phật gia hộ cho gia đình con bình yên, hạnh phúc, được làm ăn thịnh vượng, sung túc đủ đầy, phát tài phát lộc, trong gia quyến đều gặp may mắn, con cháu biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, vân vân. Như thế, chúng ta cầu xin hay là tu tập để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau? Thông thường, em bé ỷ lại vào sự bao bọc của cha mẹ. Đứa bé con nhà giàu, khi bị té, nó sẽ khóc thét lên, chờ gia đình người thân đến dỗ về, năn nỉ nó mới hết khóc. Ngược lại, đứa bé con nhà nghèo khi bị té, nó nhìn qua nhìn lại không thấy ai, liền đứng dậy đi. Những người bất hạnh thường mong chờ ỷ lại vào những nhà mạnh thường quân, nhà hảo tâm, nên họ khó có tâm cầu tiến, tính sâu nhân quả. Phụ nữ thường ỷ lại vào đàn ông, chồng ỷ lại vào vợ, dẫn đến biến nhát, ăn không ngồi rồi, tụ ba, tụ năm, tán dốc, cờ bạc rượu chè, làm cho gia đình, người thân khổ đau. Lúc chúng tôi còn ở ngoài đời, khi đó đang ở tù, tôi có quen một người và có đến nhà anh ta chơi một vài lần. Cô vợ bán thịt heo ngoài chợ, nuôi một chồng và hai đứa con. Anh chồng không làm gì hết mà lúc nào cũng chè chén say sưa. Tiền thì bà xã cung cấp, ăn nhậu riết rồi sinh tệ, về nhà chửi bới đánh đập vợ con. Sau nhiều lần chịu không nổi, bà vợ làm đơn cho ổng ở tù 3 tháng để cải tạo. Khi đó chúng tôi làm tù trưởng nên có điều kiện cùng ông ta về nhà nhậu chơi, mới biết hoàn cảnh thực sự là như thế. Rõ ràng những người đàn ông như thế, họ lại dựa vào sự làm ăn của vợ mà bê tha thọ hưởng những thú vui thấp hèn, cuối cùng dẫn đến tù tội. Sự ỷ lại của người đàn ông trên đáng bị phê phán, vì tâm lý ỷ lại, lười lao động và để vợ nuôi. Ngược lại, người phụ nữ có thể chịu đựng cả đời với tính dựa dẫm đáng yêu của đàn ông, nhưng họ sẽ coi thường những gã chỉ biết sống dựa vào sức vợ. Đàn ông mà sống với vạt áo đàn bà có sao được. Vậy mà thế gian này vẫn có những con người như thế. Các em học sinh ỷ lại vào thầy cô giáo nên không cần mẫn siêng năng chăm chỉ học hành. Con cái ỷ lại vào cha mẹ. Hầu như tất cả những người hay ỷ lại ít thành công trên đường đời vì tâm lý làm biếng dựa dẫm vào người khác. Tu hành cũng lại như thế. Chúng ta phải tin mình là chủ nhân của bao điều quả phúc. Do đó, ta không ỷ lại vào Phật Bồ Tát mà ráng cố gắng buông xả những gì xấu xa tội lỗi bằng trái tim thương yêu và hiểu biết để chuyển hóa phiền muộn khổ đau thành an vui hạnh phúc. Như vậy,
chúng ta đi chùa cầu xin Phật cho điều này, cho việc kia, cho đủ thứ hết. Nhưng rốt cuộc rồi, tất cả những gì chúng ta xin có được như ý hay không? Chúng ta mỗi người phải tự nghiệm xét lại những gì chúng ta xin đó. Nếu được hết thì chắc rằng quý Phật tử đều được an vui hạnh phúc. Đâu có ai đau khổ phải không? Nhưng thực tế, trong cuộc đời khổ đau nhiều hơn hạnh phúc. Nếu Phật có khả năng ban phước cho ta được thì Phật đâu có khuyên ta siêng năng tinh tấn tu hành để làm gì. Nói tóm lại, chúng ta đi chùa là để tu theo Phật nhằm chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui, hạnh phúc, và tin rằng mình làm lành được hưởng phước, mình làm ác chịu khổ đau, chứ Phật Bồ Tát không thể ban cho ta được. Phật chỉ là người thầy dẫn đường, chỉ cho ta biết được con đường dẫn đến bình yên, hạnh phúc trọn vẹn. Còn làm được hay không là do ta quyết định. Kiếp người thật ngắn ngủi, mấy chục năm đi qua, thoáng chốc chỉ là cát bụi. Con người sống với nhau lại thường xuyên tranh giành, gánh đua, đấu đá trong tình danh lợi, mà ngày ngày đêm đêm hao tâm tổn trí. Cuối cùng liệu có mang theo được những gì? Người xưa thường nói, có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn ba bữa một ngày. Có căn nhà lớn 10 tầng cũng chỉ ngủ ở một gian. Báu vật trăm xe ngựa, trong lòng vẫn có buồn phiền. Quan to lộc hậu cũng chỉ là đi làm hàng ngày. Vinh qua phú quý cũng chỉ là thoáng qua như mây khói. Vậy sống trên đời vì sao phải cứ tranh giành? Vậy thì con người cả đời tranh giành nhau rốt cuộc vì điều gì? Kính thưa quý Phật tử và quý thính giả thân mến, trong thế giới ồn ào này, người ta lừa gạt, oán trách nhau, đố kỵ nhau đều là kết quả của sự tranh giành. Công khai tranh giành, âm thầm tranh giành. Tranh giành lợi ích lớn, tranh giành lợi ích nhỏ. Hôm qua tranh giành, hôm nay cũng tranh giành. Rốt cuộc suy cho cùng, tranh giành cũng chỉ để thỏa tâm lý ích kỷ mà thôi. Khi tấm lòng rộng mở một chút, sẽ không còn chỗ cho sự tranh giành tồn tại. Xem nhẹ được và mất một chút, tranh giành sẽ tan biến đi. Mục tiêu giảm bớt đi một chút, tranh giành sẽ không trỗi dậy. Xem nhẹ tâm danh lợi đi một chút, tranh giành sẽ không còn. Trong cuộc sống, có thể có vô số lý do để không tranh giành. Nhưng chính vì dục vọng đã khiến cho mỗi người trở thành một chú sư tử đói nằm trong bụi cỏ, kìm nén không được. Một khi tranh giành được quyền và tiền trong tay, thì hạnh phúc sẽ mất đi. Tranh giành được thanh danh thì niềm vui cũng sẽ không tồn tại. Những thứ không thuộc về bản thân mà tranh giành được thì sẽ khiến tâm bất an. Nói một cách khác là những thứ con người vắt óc ra để nghĩ cách tranh giành được không phải là hạnh phúc, niềm vui và an tâm, mà chỉ là phiền não, thống khổ, thù hận và mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Vậy không tranh giành chẳng lẽ là điều không tốt? Cho dù chỉ giảm tranh giành xuống một chút, coi nhẹ những thứ mà mình cho là quan trọng đi một chút, mọi người sẽ phát hiện ra rằng nhân tâm của mình thoáng chốc đã trở nên rộng rãi, thế giới thoáng chốc sẽ trở nên to lớn hơn. Cũng bởi vì không quá tranh giành, khuôn mặt người ta sẽ tươi cười nhiều hơn, nắm tay nhau nhiều hơn, nhường nhịn nhau nhiều hơn, chân thành nhiều hơn, nhiệt tình nhiều hơn, và bạn bè sẽ nhiều hơn, tình cảm nồng đậm hơn, tâm nguyện sâu sắc hơn, và tình yêu thương sẽ lớn hơn, thật hơn. Để giảm bớt tranh giành, hãy quan niệm rằng người nhiều tiền hay ít tiền, đủ ăn là được rồi. Người xấu hay đẹp, vừa mắt là được rồi.
người già hay người trẻ, khỏe mạnh là được rồi. Gia đình giàu có hay là nghèo túng, hòa thuận là được rồi. Chồng về sớm hay về muộn, có gì là được rồi. Người vợ phàn nàn nhiều hay ít, lo việc nhà là được rồi. Con cái dù làm tiến sĩ hay là bán hàng ngoài chợ cũng được, an tâm là được rồi. Nhà to hay nhà nhỏ, có thể ở là được rồi. Trang phục có thương hiệu hay không, có thể mặc là được rồi. Ông chủ không tốt, có thể chịu được là được rồi. Hết thảy phiền não, có thể giải được là được rồi. Cả đời người bình an là được rồi. Không phải có tiền nhiều mới là tốt. Tâm tính lương thiện, giúp đỡ người khác thì số mệnh có thể thay đổi được tốt. Rất nhiều chuyện nghĩ thoáng qua sẽ tốt. Mọi người đều tốt, vạn sự đều tốt. Người tốt, mình tốt, thế giới đều tốt. Nói ngắn gọn lại là biết đủ là tốt nhất. Không tranh giành là cảnh giới cao của nhân sinh. Trong cuộc sống của chúng ta, luôn gặp phải những chuyện không như ý muốn. Nhưng không phải chuyện nào cũng đáng để hao tâm tổn sức. Người thông minh thì sẽ biết chuyện nào xứng đáng, còn chuyện nào thì không, biết tính toán giữa lợi và hại. Có câu rằng, không tranh không có nghĩa là mình không bằng người. Không nói không có nghĩa là mình không biết. Vậy nên, những người thông minh ác sẽ không tranh giành bốn điều sau đây. Điều thứ nhất là không tranh giành đúng sai. Trên thực tế, mọi sự vật hiện tượng không có kết quả đúng hay sai một cách tuyệt đối. Một người quan tâm đúng sai một cách mù quáng sẽ dễ bị lạc lối. Bất luận kết quả sẽ như thế nào, nhưng sẽ thật vô nghĩa khi bạn tranh giành, chiến đấu với chính những người thân thiết. Cuộc sống là của chính bạn, nên không cần thiết phải tranh giành hay là so sánh với bất kỳ ai. Đừng sống cuộc sống của bạn theo con mắt của người khác. Mỗi người nên hành động theo lý trí và cố gắng sống hết mình. Trong cuộc sống, mỗi người đều có thái độ và quan điểm khác nhau về một sự vật hiện tượng. Vậy nên, người khôn ngoan sẽ không bao giờ tranh đấu đúng sai, bởi họ hiểu trong quá trình đó không may sẽ đánh mất chính mình, nên dù có thắng cũng không vui. Sự trưởng thành thực sự của một người là trở nên tốt hơn so với quá khứ của chính họ. Lựa chọn cuộc sống đơn giản và hạnh phúc, một người khôn ngoan sẽ không lãng phí thời gian cho những người hay những việc không xứng đáng, đặc biệt là tranh cãi đúng sai. Thứ hai là không tranh giành thể diện. Đánh mất giá trị bản thân để tranh giành một chút thể diện thực chất là cái mất lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Nhiều người vì thể diện mà hạ thấp bản thân. Điều đó thật vô nghĩa, bởi cuộc sống không chỉ có thể diện mà còn vô số những giá trị cao quý khác. Vì hai chữ thể diện, nhiều người chấp nhận sống một cách miễn cưỡng, cầu hòa, thậm chí còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Tính sĩ diện càng cao, thì những đau khổ mà bản thân và người nhà phải gánh chịu trong cuộc sống càng nhiều. Vậy nên, thay vì mất thời gian tô điểm cho cái sĩ diện của mình, bạn có thể tập trung vào việc bồi dưỡng đạo đức và nâng cao năng lực của bản thân. Thứ ba là không tranh giành cái lợi trước mắt. Tranh chính là không tranh, không tranh chính là tranh. Trên con đường đời, không ngại bước chậm, chỉ sợ bước đi của bạn không thực tế. Bước chậm mà bước chắc mới có thể càng đi xa. Cuộc sống là một quá trình. Hạnh phúc do chính bàn tay mình tạo ra. Những gì bạn tranh giành chưa chắc thuộc về bạn, mà còn làm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác. Kẻ mạnh thực sự là biết nhìn xa trông rộng, không vì lợi ích trước mắt mà tranh qua tranh lại. Muốn có thể tiến xa hơn, chúng ta cần phải gạt bỏ tư duy hạn hẹp và cái tính khôn lõi.
Thời gian sẽ cho mỗi người biết câu trả lời ai là người thông minh. Bạn không nên quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác, và cũng đừng tốn sức cho những chuyện không có giá trị. Người khôn ngoan sẽ luôn biết dành thời gian để làm những việc thực sự xứng đáng. Thứ tư là không tranh giành tình yêu. Tình yêu đẹp không phải tranh đoạt mà có. Bạn cũng không cần phải gắng sức, chỉ cần bày tỏ một cách chân thật, ắt sẽ có kết quả tốt. Dưa ép quá thì không ngọt, trái tim cố níu kéo sẽ không chân thành. Tình yêu phải thuận theo tự nhiên, đôi bên mới hạnh phúc. Trong tình yêu, không phải bạn tốt như người khác sẽ báo đáp lại sự yêu thương của bạn. Không phải bạn gửi gắm tâm tư tình cảm của mình cho người ta sẽ đáp lại bằng mối chân tình. Tình yêu là sự tương hỗ, không phải chỉ là sự cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là cả một quá trình thu hút lẫn nhau. Nếu là của bạn, không cần đoạt, vẫn sẽ thuộc về bạn. Nếu như không phải, cố chấp cũng chẳng được. Vậy nên, người khôn ngoan không tranh đấu một cách mù quáng để chiếm lấy tình cảm. Sau đây là 7 lời Phật dạy về việc làm khiến cho phúc báo bị hao tổn. Phúc báo của một người chính là quả báo tốt đẹp đến với người đó có nguyên nhân xuất phát từ một hành vi lương thiện trong quá khứ. Nhưng trong cuộc sống này, có rất nhiều việc mà chúng ta vô ý làm sẽ không những không tích được phúc báo, mà còn khiến cho phúc báo bị hao tổn mất. Dưới đây là 7 việc làm khiến cho phúc báo bị hao tổn nhanh nhất mà một vị hòa thượng khuyên bảo. Thứ nhất là thường xuyên sát sinh. Sát sinh là hành vi đứng đầu trong những hành vi làm hao tổn phúc báo nhanh nhất. Trong cuộc sống hàng ngày, sát sinh là việc khó đoạn tuyệt được. Nhưng nếu không nhất định phải sát sinh, thì chúng ta hãy hạn chế sát sinh. Bởi vì sát sinh chính là cách làm hao tổn dần phúc báo của bản thân. Đến khi đã hưởng hết phúc báo từ đời trước thì chúng ta sẽ phải chịu nghiệp báo của sát sinh gây ra. Thứ hai, tức giận, oán giận, cáu kỉnh. Đại sư Ấn Quang khuyên bảo rằng, người phụ nữ không hay tức giận thì con cháu sống thọ hơn. Phụ nữ thường xuyên tức giận cáu kỉnh, sinh con sẽ khó nuôi. Phát giận là điều cứu không được. Tức giận chính là lửa thiêu rừng công đức. Chỉ một cơn lửa giận có thể thiêu cháy hết cả phúc đức. Người xưa thường khuyên rằng, oán giận một lần đối với một người bình thường sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 100 kiếp. Oán giận một lần đối với cha mẹ, người lớn tuổi, người đại đức sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 1000 kiếp. Oán giận cha mẹ, hậu quả rõ ràng nhất là phúc mỏng mệnh nông. Thứ ba, xung đột với cha mẹ, người bề trên. Chống đối mâu thuẫn với cha mẹ là việc đứng đầu trong những việc làm tổn phúc hại lộc. Vô luận là cầu cái gì cũng đều không đạt được. Ngàn vạn lần cầu cũng uổng công, bởi vì tích phúc không có mà tổn phúc lại nhanh. Sự việc nhân duyên làm việc đều không thuận. Nếu như công việc không thuận lợi, cảm tình thống khổ, lập tức nên hiếu thuận với cha mẹ. Cha mẹ vui mừng thì hết thảy thiên nhân quỷ thần đều sẽ đến bảo hộ. Người không chống đối, không có mâu thuẫn với cha mẹ thì công việc sẽ thuận lợi, có nhân duyên tốt đẹp. Nếu như từ nhỏ đã không có mâu thuẫn gì với cha mẹ thì cho dù xuất thân trong gia đình nghèo khó, sau này lớn lên cũng có thể trở thành người có sự nghiệp. Người dùng tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ, tương lai tất sẽ giàu có, khá giả. Hiếu thuận nhưng không dùng vật phẩm tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ thì cho dù làm đại quan cũng sẽ thiếu hụt tài phú. Nói xấu, xuyên tạc,
bậc thánh hiền, đại đức. Một câu làm tổn hại 100 thiện, làm hỏng hết huyết mạch phúc báo của gia đình. Thứ tư, oán trời trách người. Bàn lộng thị phi, ghen ghét người khác. Những điều này làm tổn hại đức khí và hòa khí của trời đất, tai vận sẽ bị quỷ diệt. Nếu như không có củ cải của tổ tiên che chở, thì nhất định sẽ bần cùng, làm việc không thuần. Oán trời trách người một lần sẽ làm tiêu tan ba thiện. Đại sư Ấn Quang nói, người gặp nghịch cảnh mà không oán trời trách người thì nhất định sẽ có hậu phúc và con cháu thịnh vượng. Ghen ghét, châm chọc, nói xấu người khác cái gì thì tương lai cũng sẽ phải chịu y như thế. Thứ năm là thường hay nói láo. Sự hòa thuận giữa người với người, ăn ở phải có đạo, coi trọng sự chân thành lẫn nhau, kiên kỵ hư tình giả ý, tức là đạo đức giả. Bất luận là người nhà ruột thịt thân thích hay mối quan hệ bạn bè với cấp trên, chỉ cần bạn thường ngày dùng ngôn ngữ chân thật, thành tâm đối xử tử tế, nhất định sẽ đạt được tín nhiệm của người khác. Ngược lại, thường xuyên bịa đặt những chuyện giả tạo dù chỉ một chút, hoặc là đã dưỡng thành thuyết hoang tâm bất hoảng, tức là nói dối mà trong tâm không chút sợ hãi, dần dần thành phản xạ có điều kiện mà thuận miệng nói láo với bất kỳ ai, có khi chỉ vì một câu nói dối tùy tiện mà phải trả giá vô cùng thê thảm. Thứ sáu là khoe khoang hoa trương bản thân. Khoe khoang bản thân ở đâu cũng đề cao mình, cũng tự mãn, sẽ khiến quỷ thần ghen ghét mà phá bỏ. Cho nên khoe khoang cái gì thì tương lai sẽ bị mất đi thứ đó. Thứ bảy là nói điều xấu, điều không đúng về người khác. Nói những điều xấu về người khác là làm tổn thương đến hòa khí giữa trời và đất, mà chiêu mời tai họa mà quỷ thần giáng xuống. Hơn nữa, dùng một chút những lời nói đồn đại không đúng sự thật để khoa trương bản thân, khiến cho người bị nói sẽ tức giận khó chịu, thì sao có thể sống bình an đây? Trời đất đã sinh ra dược thảo khiến vạn vật thoải mái, cũng sinh ra độc thảo đầu độc vạn vật. Trời đất dưỡng dục người lương thiện, quân tử cũng dưỡng dục tiểu nhân. Mặt trăng, mặt trời chưa bao giờ chỉ soi sáng cho người lương thiện mà không soi sáng cho người ác. Nước biển chưa bao giờ chỉ thu nạp dòng nước tinh khiết, cự tuyệt dòng nước ô nhiễm. Cho dù chúng ta có bao nhiêu sai lầm khuyết điểm, thì trời đất, mặt trăng, mặt trời cũng chưa bao giờ yêu cầu chúng ta điều gì. Cho nên chúng ta cũng không thể yêu cầu người khác xa lánh người thương tổn đến mình mà cho đó là tiểu nhân ác nhân. Hãy mở rộng lòng mình mà bao dung hết thảy, chúng ta sẽ được nhiều hơn. Người xưa có câu, Thái Sơn bất từ thổ nhưỡng, Hà Hải bất trạch thế lưu, là có ý khuyên rằng làm người phải tiếp nhận được hết thảy mọi người, kể cả người không cùng suy nghĩ, quan niệm và hành vi, thì mới có thể thành tựu chính bản thân mình. Khó khăn trong cuộc sống này, ai cũng muốn mình gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Vậy, nếu muốn tránh xa những rắc rối, thị phi, hao tổn công đức, hãy lắng nghe lời Phật dạy về năm chữ đừng. Cuộc đời đổi thay mỗi ngày, tâm yên lòng thanh thản, tâm động lòng nổi sóng gió, sống mà cứ đấu đá tranh giành, gạnh đua nhau từng chút một, bảo tâm làm sao yên. Mời quý Phật tử cùng quý thính giả cùng nghe lời Phật dạy về năm chữ đừng thay đổi cuộc đời. Cái đừng thứ nhất, có thù hận đừng ghi nhớ. Cuộc sống này vốn dĩ rất ngắn ngủi, thay vì thù hận người khác, sao không thử mở rộng tấm lòng đối xử một cách bao dung với họ một lần.
người xưa thường nói rằng hành thiện tích đức chính là yếu tố phong thủy lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Hãy thử một lần kiểm nghiệm xem sao. Dùng thiện lương, nhân ái để đối đãi, không để ý những chuyện nhỏ, gạt bỏ ân oán, buông bỏ thù hận, chính là cách làm cho cuộc đời của bạn luôn vui vẻ, thanh thản mỗi ngày. Theo lời Phật dạy, muốn sống trường thọ, hãy luôn tuân thủ tám bất thức, tức là không cần biết ba điều. Không quan tâm ân oán, không quan tâm tuổi tác, không quan tâm bệnh tật. Vì thế, để cuộc đời đổi thay mỗi ngày, vận mệnh cải biến theo chiều hướng tốt, hãy học chữ đừng thứ nhất, bỏ qua thù hận, đừng ghi nhớ mà chuốc lấy phiền não. Cái đừng thứ hai, tức giận đừng để trong lòng. Nhận vô thập toàn, nếu ai cũng hoàn hảo thì đời chẳng còn điều gì để bàn luận nữa. Trong cuộc đời, ai cũng có thể gặp phải những chuyện khó khăn hay là không vừa ý. Nhưng cũng đừng vì thế mà tức giận để nộ khí xung thiên. Tức giận là tồn tại khách quan, không nên giữ mãi ở trong lòng. Nín thở thì khí sẽ ứ tắc, khí ứ tắc thì sẽ sinh bệnh. Đâu là cách đổi mệnh để sống thọ theo quan niệm của Phật giáo? Gặp phải những sự việc khiến ta tức giận, hãy tìm người để khai thông nó, thổ lộ ra hết. Như vậy sẽ gỡ bỏ nó nhanh hơn, nội tâm sẽ bình yên trở lại. Bạn bè chính là giải pháp lựa chọn tốt nhất trong trường hợp này. Bạn bè vừa là nguồn động lực, vừa là chỗ dựa tinh thần, tiếp thêm sức mạnh giúp bạn vượt qua sóng gió cuộc đời. Như vậy, lời Phật dạy về năm chữ đừng. Chữ đừng thứ hai bạn nên học là tức giận đừng để trong lòng, hãy cứ xả hết ra để tâm hồn được nhẹ nhõm. Cái đừng thứ ba, có tình yêu đừng buông bỏ. Tình yêu là liều thuốc tinh thần kỳ diệu, tưới mát tâm hồn trong những ngày hè oi ả, sưởi ấm trái tim trong những ngày đông buốt giá. Ai cũng mong muốn kiếm tìm một người thực sự tâm đầu ý hợp rồi mới tính chuyện trăm năm. Nhiều khi mãi mê kiếm tìm sự hoàn hảo mà quên rằng người ấy xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Phật dạy rằng, cho dù yêu hay được yêu đều là duyên phận, đều nên đón nhận. Ngày hôm nay bạn buông bỏ thì kiếp này nó sẽ không bao giờ đến với bạn nữa. Hiểu để sống và yêu trọn vẹn một đời, vì thế hãy mở rộng lòng mình đón nhận người đang bên cạnh mình. Đừng để đến lúc họ bỏ đi rồi mới cảm thấy hối tiếc. Tại sao không chọn người ấy? Tại sao lại để người ta ra đi? Cái đừng thứ tư, có phúc đừng chờ đợi. Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời mình, bởi bạn đâu biết ngày mai bản thân sẽ ra sao. Có phúc cứ hưởng, mọi việc đến đâu thì hay đến đó. Con cháu đều có phúc của con cháu, đừng quá vì con cháu mà biến mình thành thân trâu ngựa, bởi điều đó chỉ biến bạn thành một con người già nua, thiếu sức sống. Điều này không phải cổ suý cho việc thờ ơ bỏ mặc người thân con cháu, mà nên biết cách cân bằng để mọi thứ được toàn vẹn. Khi có đủ thời gian và điều kiện, nên tranh thủ thời gian hưởng thụ cuộc sống. Đừng vì con cháu mà làm quá kiệt sức, làm cố quá là sát thủ nguy hiểm nhất của sức khỏe. Cái đừng thứ năm, có tiền đừng keo kiệt. Trong cái xã hội đau đầu việc quần quấy cơm áo gạo tiền hiện nay, người người nhà nhà ra sức học tập làm việc cũng chỉ vì mục đích kiếm tiền, kiếm được thật nhiều tiền để có cuộc sống đầy đủ tiện nghi hơn. Đó là nhu cầu chính đáng, không có gì sai cả. Tuy nhiên, nhiều người lại quên mất một điều rằng tiền khi sinh chẳng mang theo đến, khi tử
chẳng mang theo đi. Sức khỏe mới là thứ quan trọng hơn nhiều. Không có sức khỏe, tiền có chất thành đống, cuộc sống cũng vô nghĩa. Trong dân gian có câu: không sợ kiếm ít tiền, chỉ sợ chết sớm. Có sức khỏe thì ngại gì không kiếm được tiền. Vì sức khỏe, khi nào cần chi tiêu thì hãy chi tiêu. Có tiền đừng keo kiệt, đến lúc ngậm cười nơi chính suối, bạn đâu có đem theo được chúng. Dẫu chăng cũng chỉ là nắm tiền vàng mà gia đình cúng giếng bà thôi. Hãy lắng nghe lời Phật dạy để biết tránh xa sáu hành vi gây tổn hại công đức này. Có như vậy thì cuộc sống mới thuận lợi, sung túc, tránh được nghiệp báo sau này. Thứ nhất là bố thí không tự nguyện hoặc keo kiệt, ít khi làm việc thiện. Lòng bố thí phải đến từ cái tâm của chính mình. Khi bố thí cho những người nghèo khổ không được may mắn như bản thân mình, cần phải bố thí một cách thành tâm tự nguyện, không dùng thái độ hách dịch coi thường, làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, chỉ để thỏa mãn tự tôn cá nhân. Nếu bố thí mà không đúng cách, ta không những không được cảm tạ, mà còn bị người ta căm ghét, ghi hận. Bố thí đúng cách, hưởng thụ khi học Phật. Cùng với đó, nếu cuộc sống của ta có đầy đủ của cải vật chất mà vẫn cứ một lòng muốn dơ vét làm giàu thêm cho mình, không chịu san sẻ với ai, thì phúc đức cũng bị ảnh hưởng. Tiền bạc là vật ngoài thân, chết cũng chẳng mang theo được. Chi bằng ta hãy sống vui với hiện tại, không tham lam tích trữ bạc tiền. Thấy mình sung túc hơn người thì sẵn sàng giang tay bố thí. Như thế thì cuộc sống mới hạnh phúc, thuận lợi, mới dễ dàng đến với chúng ta. Thứ hai, hay kêu ca, oán thán, gây chuyện thị phi, ghen ghét, đố kỵ. Đây là những việc làm cần phải tránh thật xa, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến hòa khí giữa người với người, mà còn gây tổn hại đến hòa khí của đất trời. Theo tâm linh, nếu thường xuyên làm những việc này, tài vận sẽ sa sút, phúc đức của tổ tiên dù có dày sâu, ngài cũng sẽ tiêu tan hết. Con người làm việc gì cũng sẽ khó khăn, trắc trở, thậm chí là bần cùng. Nói xấu, đặt điều cho người khác, bàn chuyện thị phi thế nào, mai sau chắc chắn cũng sẽ phải chịu cảnh như thế. Thứ ba, thường xuyên sát sinh. Theo lời Phật dạy, sát sinh là hành động đứng đầu gây tổn hại đến phúc báo. Nếu thường xuyên sát sinh, phúc đức của con cháu sẽ bị ảnh hưởng, đời sau sẽ gánh chịu những tội nghiệp mà cha mẹ đã gây ra. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, việc tránh hoàn toàn sát sinh là không thể. Thí dụ như khi ta vô tình dẫm chân lên con sâu, cái kiến, hay giết hại những côn trùng gây hại cho mình. Vì thế, nếu có thể, ta nên hạn chế sát sinh ở mức tối đa. Nên biết về lời Phật dạy không nên sát sinh để tránh mang thêm nghiệp về mình. Nếu có thể thì nên tránh những công việc cần phải sát sinh. Nếu đã phải làm thì nên thường xuyên hành thiện tích đức, thành tâm hướng Phật. Thứ tư là khoe khoang kiêu ngạo. Con người không ai là có thể thông thạo tất cả mọi việc. Có người mạnh ở điểm này, có người lại mạnh ở điểm khác. Nếu may mắn có khả năng trên lĩnh vực nào, con người không nên lấy đó làm kiêu ngạo, coi thường, chỉ tay với người khác. Bởi rất có thể ta giỏi hơn người khác ở lĩnh vực này, nhưng đến khi gặp phải vấn đề ở lĩnh vực khác, người khác sẽ là thầy của ta. Con người cần phải biết khiêm tốn, học hỏi. Khiêm tốn giúp chúng ta tiến bộ, còn quá mức quên quan kiêu ngạo không chỉ khiến chúng ta tụt hậu mà còn ảnh hưởng đến phúc đức sau này. Thứ năm là xung đột, mâu thuẫn với cha mẹ bề trên. Thường xuyên xung đột chống đối cãi lời cha mẹ và các bậc bề trên, phúc đức cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù
mong muốn đạt được cái gì cũng sẽ không thành công. Nguyên nhân dẫn đến ác nghiệp chủ yếu là do bất hiếu, và họ sẽ phải chịu quả báo lớn nhất. Cha mẹ là bậc sinh thành dưỡng dục, mà con cái dù có báo đáp ngàn lần cũng không hết. Vì thế, bổn phận của con cái là phải dâng theo lời cha mẹ, không được để cha mẹ buồn lòng, phải hiếu thuận, dùng hết sức báo đáp công ơn cha mẹ. Người nào làm được như vậy thì cuộc sống hạnh phúc, dễ cầu được ước thấy, đời người thuận lợi hơn, nhận được sự bảo hộ của thiên nhân quỷ thần. Còn kẻ nào bất hiếu keo kiệt với cha mẹ, kẻ đó sẽ gặp khó khăn trắc trở trong cả sự nghiệp và nhân duyên, chịu lời đàm tiếu của thiên hạ, cuộc sống cũng không vui vẻ được. Theo luật nhân quả, xung đột, mâu thuẫn, bất hiếu với cha mẹ thì mai sau con cái cũng sẽ lạnh nhạt, không tôn trọng mình. Thứ sáu, háo sắc quan dâm. Người quan dâm háo sắc là những người có tinh thần không lành mạnh. Hành động này không chỉ tổn hại đến phúc đức, sức khỏe của bản thân, mà còn gây hại cho người khác, vi phạm đạo đức trong xã hội. Nghe lời Phật dạy, người làm việc này, nếu lương tâm áy náy thì sẽ mãi sống không yên. Nếu lương tâm không áy náy thì phải chịu quả báo nặng nề. 30 lời Phật dạy về hạnh phúc đừng bỏ lỡ. Kính thưa quý Phật tử và quý vị thính giả thân mến, hạnh phúc, một khái niệm sâu sắc và không thể thiếu trong cuộc sống, mang theo nhiều ý nghĩa và giá trị tuyệt vời. Hạnh phúc không chỉ là một trạng thái tâm lý thoáng qua, mà còn là mục tiêu cuối cùng của mỗi người. Với sức mạnh của nó, hạnh phúc có thể thay đổi cuộc sống và tạo nên ý nghĩa đáng kinh ngạc. Trên hết, hạnh phúc là một trạng thái tâm hồn, một sự thoải mái và hài lòng từ bên trong. Đó là cảm giác bình an, là niềm vui trong lòng khi mọi mâu thuẫn và lo lắng tan biến. Hạnh phúc không phụ thuộc vào tài sản hay danh vọng, mà là kết quả của sự chấp nhận và trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Hạnh phúc cũng là sự kết nối với thế giới xung quanh. Đó là khả năng tạo ra mối quan hệ tốt đẹp và yêu thương với những người xung quanh. Hạnh phúc không đơn độc, mà là sự chia sẻ và sự gắn kết với cộng đồng. Khi chúng ta tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho người khác, chúng ta cũng đồng thời tìm thấy hạnh phúc trong chính mình. Hạnh phúc còn là sự phát triển và trưởng thành cá nhân. Nó đòi hỏi chúng ta không ngừng khám phá và phát huy tiềm năng của bản thân. Khi ta đặt ra mục tiêu và đạt được những thành công, cảm giác hạnh phúc vô tận tràn đầy trong tâm hồn. Sự hài lòng và thành tựu cá nhân mang lại một ý nghĩa sâu sắc và đáng giá cho cuộc sống này. Cuối cùng, hạnh phúc là khả năng sống trong hiện tại và tận hưởng từng khoảnh khắc. Đôi khi chúng ta dễ dàng bị cuốn vào quá khứ hoặc lo lắng về tương lai và quên đi sự tốt đẹp cùng giá trị của hiện tại. Hạnh phúc là khả năng trân trọng và sống đúng với từng giây từng phút mà cuộc sống mang lại. Sau đây là 30 lời Phật dạy về hạnh phúc. Thứ nhất, cho đi sự yêu thương, hạnh phúc tự tìm đường đến, lạc quan, vui vẻ, bệnh tật rồi sẽ qua đi. A-di-đà Phật. Thứ hai, vạn pháp duy tâm tạo. Con người là kết quả của những gì mình nghĩ. Nếu một người nói và làm với tâm trong sáng thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo anh ta như hình với bóng. Thứ ba, thanh tịnh và giản đơn là đôi cánh giúp tâm hồn thăng hoa. Thứ tư, không có con đường dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường. Thứ năm, vợ chồng cùng sống cùng chết, nháy mắt là thống khổ, nhưng vĩnh hằng là hạnh phúc.
thứ sáu. Rất nhiều người vì cái gọi là hạnh phúc mà yêu nhầm người. Nhưng càng nhiều người vì yêu đúng người mà hạnh phúc trọn đời. Thứ bảy, hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến. Và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. Thứ tám, đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác. Bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. Thứ chín, hạnh phúc là cảm giác, xem nhẹ chút, thoải mái trong lòng. Thứ mười, nhiều người cho rằng sự náo nhiệt là hạnh phúc, nhưng khi quá náo nhiệt sẽ không có bình yên. Hạnh phúc thực sự dựa trên sự bình yên. 11. Tâm thái là do rèn luyện, cần phải bình thản, có tấm lòng yêu thương. 12. Thời khắc hiện tại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, chỉ cần bạn để tâm, bạn sẽ nhìn thấy chúng. 13. Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi đi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác. 14. Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem lại hạnh phúc đến cho người và cho chính mình. 15. Hạnh phúc không phải làm dơ vào cho mình thật nhiều, mà ngược lại, bạn nên ban tặng, san sẻ những gì mình có cho người khác. Đó mới chính là hạnh phúc. Bản thân hạnh phúc, tức vận mệnh sẽ tươi đẹp. 16. Làm người phải biết vui vẻ. Niềm vui và nỗi buồn luôn xen kẽ lẫn nhau. Vui vẻ có mức độ chính là cả đời được thanh thản. 17. Không đi đến cực đoan. Đi đến cực đoan bao giờ cũng gặp thất bại thảm hại. Phải chủ động tìm kiếm sự khôn ngoan của cuộc đời. 18. Một trong những điều tốt nhất trong cuộc sống là nhận ra rằng bạn hoàn toàn hạnh phúc mà không cần đến những thứ mà bạn cứ ảo tưởng là mình buộc phải có. 19. Nguồn gốc của mọi khổ đau trên thế gian đều bắt nguồn từ tâm bám chấp. 20. Có sinh ắt có diệt, có hợp ắt có tan, có thịnh ắt có suy. Khi bạn vui, hãy hiểu rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, cũng hãy nhớ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Vạn pháp thế gian vốn vô thường. 21. Hạnh phúc không bao giờ đến với người không biết tri ân những gì mình đang có. 22. Hãy biết cảm ơn cả những nghịch cảnh. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. 23. Quy luật nhân quả không chừa một ai. Hãy cẩn trọng trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. 24. Đừng xem thường những điều nhỏ bé. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả một khu rừng. Một con rắn nhỏ có thể khiến ta mất mạng. 25. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng từ một ngọn nến. Hạnh phúc được nhân lên khi được sẻ chia. 26. Không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân mình. Mỗi người phải tự cất bước trên đôi chân của chính mình. 27. Là người biết hài lòng sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Không biết hài lòng mãi mãi không biết được hạnh phúc. 28. Kiềm chế và khắc phục được sự thèm muốn sẽ giải thoát con người ra khỏi mọi cảnh huống xảy ra. Dù đó là hạnh phúc hay khổ đau, sẽ mang lại sự bình an cho con tim và tâm thức của mình. 29. Đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác. Bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. Hãy cho đi ngay cả khi bạn
chỉ có một chút thôi. 30. Nói tôi yêu bạn có nghĩa là tôi có thể mang tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc. Để làm được điều đó, trước tiên, chính bản thân bạn phải là người có được những điều đó trước đã. Sự thành công của nhiều người là kết quả của cả một quá trình rèn luyện, gian khổ, kiên trì, bền bỉ, nhờ sức mạnh ý chí mà ai cũng phải cố gắng duy trì, luyện tập để có được sự chịu đựng mọi gian nan thử thách. Chúng ta sẽ phải rèn luyện để vượt qua sự lười biếng và thái độ ỷ lại dựa dẫm vào người khác. Chúng ta hãy sống như một đứa trẻ, luôn tò mò, tìm tòi, khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống quanh ta hàng ngày. Cứ mỗi khi gặp phải chuyện khó khăn hoặc sự cố trong cuộc sống, việc đầu tiên là nghĩ đến và sau đó tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác. Đó chính là những người mang tâm lý và thói quen dựa dẫm ỷ lại. Lời Phật dạy, đừng ỷ lại vào một ai. Có một gia đình nọ, hai cha con cùng dạo chơi trong khu vườn nhà họ. Bỗng nhiên, đứa con hỏi bố: "Bố ơi bố, nhà chúng ta có giàu không ạ?" Ông bố nghe xong liền mỉm cười, xoa đầu con trai rồi nói: "Bố có tiền, nhưng con không có. Tiền của bố là do bố tự mình siêng năng tích cực làm ra bằng đôi tay và khối óc, được tích lũy trong nhiều năm tháng. Sau này con muốn giàu có như bố, trước tiên con phải học và chọn cho mình một nghề nghiệp chân chính. Con cũng có thể thông qua nghề nghiệp của mình mà kiếm được tiền." Cậu bé ấy nghe câu trả lời của bố có chút suy luận như sau: "Thứ nhất, bố của mình rất giàu có, nhưng tiền của bố là của bố vì công khó nhọc do bố làm ra. Thứ hai, nếu như mình muốn có tiền và giàu có như bố, cũng phải thông qua lao động và cố gắng để có được." Nghe xong câu trả lời của bố, cậu bé rất cố gắng để trở nên giàu có như bố của mình. Quan trọng hơn hết là một loại giàu có về đạo đức tinh thần, đó là tin sâu nhân quả và tránh ác làm lành. Sau sẽ giúp cậu bé hưởng lợi ích cả đời mà không sợ bị ai cướp mất. Cũng với câu hỏi này, ở một gia đình khác, ông bố trả lời một cách tự hào và rất kiêu hãnh: "Nhà chúng ta có rất nhiều tiền con ạ, và lớn lên tất cả những gì bố có sẽ thuộc về con khỏi phải lo." Đứa bé sau khi nghe được câu trả lời đó của bố sẽ đưa ra một nhận định như sau: "Thứ nhất, bố mình là người giàu có, nhà mình có rất nhiều tiền, tiền của bố chính là tiền của mình. Thứ hai, vậy mình không cần cố gắng học hỏi và làm việc vì đã có rất nhiều tiền của cha mẹ để lại rồi. Thứ ba là người có đạo đức luôn tin nhân quả và sống không ỷ lại, nhờ vả, gian sinh hay dựa dẫm bất kỳ một thế lực nào, nên đã dạy cho con cái cách sống tự lập và dấn thân bằng mồ hôi nước mắt của chính mình." Qua hai câu chuyện trên, chúng ta rút ra một bài học quý báu cho kiếp con người như sau: đứa con biết sống tự lập sẽ trưởng thành và đứng vững trong cuộc sống, tuy có vất vả khó khăn, nhưng nhờ vậy mà tôi luyện để trở thành bậc hiện tại trong hiện tại và mai sau. Đứa con nào sống ỷ lại và dựa dẫm vào cha mẹ mà không lo học hỏi, làm việc thì sẽ đánh mất chính mình, làm hại gia đình, người thân và lợi ích xã hội. Cuộc sống của chúng ta là một cuộc hành trình được bắt đầu bằng một tấm bản đồ. Mỗi người sẽ có một tấm bản đồ của riêng mình để giúp chúng ta có thể đi một mình hoặc đi cùng với nhiều người khác. Chắc chắn trên con đường chúng ta đi sẽ gặp rất nhiều khó khăn, gian nan và trắc trở. Chúng ta mỗi người phải học cách đứng lên nếu trong suốt cuộc hành trình bị vấp ngã và sự phản ứng của nhiều thế lực, ta phải làm chủ bản thân để vươn lên thành tựu sự nghiệp. Sự thành công của nhiều người
là kết quả của cả một quá trình rèn luyện gian khổ, kiên trì, bền bỉ. Nhờ sức mạnh ý chí mà ai cũng phải cố gắng duy trì luyện tập để có được sự chịu đựng mọi gian nan thử thách. Chúng ta sẽ phải rèn luyện để vượt qua sự lười biếng và thái độ ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Chúng ta hãy sống như một đứa trẻ, luôn tò mò, tìm tòi, khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống quanh ta hàng ngày. Sợ thất bại, mong được thành công, sợ dốt nát nghèo hèn. Nếu chúng ta không đủ niềm tin, không tin sâu nhân quả, ta sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi bất an, lo lắng và sợ hãi. Chính vì vậy, chúng ta phải học cách đối mặt với nó để nhận diện được sự thật của cuộc đời. Nhờ vậy, ta vững lòng tin hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và biết mình là chủ nhân của bao điều quả phúc. Từ khi xã hội loài người được phát triển và tiến bộ theo thời gian, nhờ phát huy cao vai trò dân chủ, ai cũng muốn mình nhanh chóng thành đạt, có địa vị cao, được nhiều người trọng vọng và ngưỡng mộ tài năng của mình. Trong sự thành đạt may mắn, chỉ là một yếu tố nhỏ, sự thành đạt của một người bởi sự cố gắng và nỗ lực siêng năng tinh cần từ chính bản thân họ. Thời gian làm việc từ người lãnh đạo tối cao cho đến người dân bần cùng đều có 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày như nhau. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta biết cách sử dụng thời gian như thế nào cho hợp lý. Có người dùng nó chỉ để ngủ nghỉ vui chơi cả ngày, hoặc chỉ ngồi lê đôi mách hay tán ngẫu chuyện đời phải quấy đúng sai. Đối với những người này, cuộc sống của họ hầu như không có sự đóng góp. Họ chỉ sống lơ là qua ngày tháng, chứ không có sự cầu tiến. Tuy nhiên cũng với ngần ấy thời gian, nhiều người lại biết sử dụng một cách có logic và nhiệt tình hăng hái, không nề hà sự gian nan, khó khổ để đạt được ước mơ và mục đích của mình. Họ chính là những người dễ dàng, nhanh chóng đạt được thành công như ý muốn. Chính vì vậy, làm việc có kế hoạch và kiên trì, bền chí chịu khó, chịu khổ chính là bí quyết mau dẫn đến thành đạt. Trong sự tái sinh luân hồi, nhân quả tốt xấu, đúng sai, ân oán trong hiện tại sẽ tiếp tục đến đời sau. Nên khi gặp duyên phù hợp, nó liền tác động mạnh mẽ, khiến ta phải chấp nhận mà không biết nguyên nhân. Nhiều người không hiểu nên tin có đấng thần linh thượng đế đủ quyền năng ban phước giáng quà. Như chuyện có một ông lái đò đang chở khách qua sông, bỗng nhiên gặp sóng to gió lớn. Nhiều người quá lo sợ nên cố gắng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm để nhờ Ngài cứu cho tai qua nạn khỏi. Ông chèo đò liền nói: "Tất cả quý vị hãy bình tĩnh, ai ngồi chỗ nào ngồi yên chỗ đó." Rồi ông ta nói tiếp: "Đò khẩm mà chở thêm nhiều Phật và Bồ Tát quá, có chừng đò chìm bà con ơi." Đây là một câu chuyện ngụ ngôn có ẩn ý sâu sắc, nhằm phản ánh tâm lý yếu đuối, sợ hãi, ỷ vào Phật và Bồ Tát của tất cả mọi người trên đò. Khi bình thường thì không lo niệm Phật, Bồ Tát, đến khi gặp nạn mới cầu cứu vãng sinh. Tâm lý đó luôn phổ biến khắp mọi nơi. Lúc bình thường không ai nghĩ tới việc tu hành, đến khi có chuyện không may xảy ra, chúng ta vào chùa lễ lại cầu khẩn vãng sinh chư Phật Bồ Tát giúp cho. Nếu được tai qua nạn khỏi thì vui vẻ hả hê, cho rằng chư Phật Bồ Tát linh ứng. Còn không được thì phiền muộn khổ đau, oán trách trời đất không giang tay cứu giúp mình. Những người yếu đuối thường có tâm lý ỷ lại hay thần thánh quá chư Phật Bồ Tát, rồi sùng bái như những bậc siêu nhiên, quyền uy tối thượng, có khả năng ban phước giáng quà cho con người. Nên họ lúc nào cũng trông chờ, mong các ngài ra tay cứu giúp, mà họ không biết rằng chính mình là chủ nhân của bao điều quả phúc. Nếu nói theo đúng ý nghĩa của nó, đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà là một phương pháp chuyển hóa nhằm giúp mọi người phá tan si mê tối tâm mờ mịt đang che lấp tâm Phật thanh tịnh sáng suốt của mình.
Trên thực tế cuộc đời, cách nay trên 2600 năm ở Ấn Độ, có một con người như tất cả mọi người chúng ta. Do quyết tâm tu hành, buông xả mọi tham muốn chấp trước mà thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Các vị đệ tử của Phật cũng là con người, nương theo lời Phật dạy mà tu chứng nên gọi là Thánh Tăng, Thanh Văn Tăng, A-la-hán, Bích Chi Phật, cho đến chư vị tổ sư về sau này đứng đầu các tông phái hay dòng truyền thừa là những nhân vật có thật trong lịch sử. Còn các vị Phật khác cùng chư vị Bồ Tát được Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong các bản kinh không phải là những nhân vật lịch sử, mà chúng ta có thể hiểu đó là hình tượng biểu trưng cho chân tâm, Phật tính sáng suốt của con người hoặc tinh thần dấn thân đóng góp lợi ích cho cuộc đời. Giả sử chiếc đò trong mẫu chuyện trên bị chìm, nhiều người ra tay cứu vớt hành khách, thì những người đó ta gọi là người có lòng từ bi và hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, nên sẵn sàng ra tay cứu giúp quên cả thân mạng của mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ cho chúng ta cách thức tu hành nhằm chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành vô lượng trí tuệ để thoát khỏi dòng luân hồi sống chết. Tu được hay không là do ta quyết định. Ta tu tốt thì giảm bớt tham sân mê muội. Nếu không chịu tu, khi quả xấu đến, lúc này dù có Phật Bồ Tát hiện tiền cũng không cứu được ta, vì ai tu nấy chứng. Phật là người chỉ đường, còn đi hay không là do ta. Ai làm nấy chịu, ai tu nấy chứng trong cuộc luân hồi sinh tử này. Phật không thể ban phước giáng quà cho chúng ta, vì phước hay quà là do mình tạo ra, thì chính mình phải chịu nhận lấy khi hội đủ nhân duyên. Một số người không hiểu nên thần thánh quá mọi vấn đề, chỉ sùng bái, cầu khẩn, van xin chư Phật Bồ Tát một cách thái quá, nên ngày càng đánh mất chính mình mà rơi vào mê tín dị đoan. Khi nghe lời Phật dạy, chúng ta phải suy tư, quán sát, rồi áp dụng tu hành. Con người ta thường hay ỷ lại, nương nhờ kẻ khác mà tự đánh mất chính mình. Trước những cám dỗ vật chất, con người tham muốn quá đáng, nên lúc nào cũng đòi hỏi phải thỏa mãn dục vọng. Chính những tham muốn đó trói buộc ta, khiến mình căng thẳng, mệt mỏi, bất an, thậm chí dẫn đến tuyệt vọng. Thế gian này luôn nằm trong vòng luẩn quẩn của đối đãi. Nếu chúng ta không thể chấp nhận cuộc sống có những cái xấu tốt luôn chi phối chúng ta hàng ngày. Người giàu có cái khổ của người giàu, người nghèo cũng có cái khổ của người nghèo. Chúng ta hãy xem xét, suy tư, phân tích mọi vấn đề, nhìn thẳng vào những phiền muộn đang ẩn náu sâu thẳm trong tâm tư của mình. Với đời sống vật chất của những người khá giả, phần nhiều không khổ vì nghèo đói, mà khổ vì tham sân si lừng lẫy. Chính vì vậy, nếu chúng ta không có vốn liếng, tư lương về mặt tinh thần, tâm linh để làm điểm tựa, để quay về chính mình, thì ta dễ dàng bị những cám dỗ vật chất cuốn trôi. Làm người ai cũng có ham muốn, nhưng chúng ta biết nhu cầu nào cần thiết với hoàn cảnh sống thực tiễn của mình. Nếu ta tham muốn mà nằm ngoài khả năng của mình thì có chừng tổn thất nặng nề. Chúng ta phải biết tiết chế, giảm bớt ham muốn của mình là muốn ít biết đủ. Nhờ vậy ta ít lo sợ, sống ăn ổn, nhẹ nhàng mà không rơi vào thất vọng khổ đau. Đạo Phật nhìn mọi hiện tượng sự vật không có một thực thể riêng biệt, mà do nhân duyên hòa hợp. Đủ duyên thì hình thành, hết duyên thì tan rã. Vạn vật do duyên hợp tạo thành, nên sự hiện hữu rất mong manh, có đó rồi mất đó. Con người vẫn mong muốn có một đời sống an lạc hạnh phúc mà không chịu gieo trồng phước đức, thành ra phải chịu khổ đau chi phối. Thường thì chúng ta khổ là do mong muốn cái gì cũng bền chắc và lâu dài.
chúng ta mong muốn được hạnh phúc lâu dài trong tình yêu, rồi danh vọng tiền tài sự nghiệp sẽ đến với ta mãi mãi. Nên khi có sự đổi thay, mất mát, chúng ta cảm thấy tiếc nuối và đau khổ. Con người trong xã hội cũng vậy. Do sự quân tập khác nhau nên có hình tướng, tâm tính bất đồng. Nhưng trong mỗi con người đều có tính biết sáng suốt. Vì máu của ai cũng đỏ, nước mắt của ai cũng có vị mặn, ai cũng mong muốn có hạnh phúc và sợ khổ đau. Nếu dựa vào cuộc sống vật chất thì không ai bằng lòng với hiện tại. Còn dựa vào đời sống tâm linh thì chúng ta sẽ bằng lòng với những gì mình đang có. Tuy nhiên sự bằng lòng đó không có nghĩa tiêu cực, không làm gì hết, mà chúng ta vẫn tích cực để tăng trưởng an sinh đời sống, nhưng biết cách làm chủ bản thân. Cho nên chờ đến lúc hấp hối rồi mới niệm Phật, cầu xin Đức Phật A Di Đà đến tiếp độ về cõi cực lạc, thì đó là một quan niệm rất sai lầm. Đừng đợi đến khi khát nước mới đào giếng. Nếu trong đời sống hiện tại này lòng ta đầy rẫy tham lam, sân hận, mà mong mỏi khi chết Phật A Di Đà sẽ đến rước, sẽ rờ đầu thọ ký, điều này không thể có được. Chúng ta cũng đừng nên chờ việc làm ăn tốt đẹp, có đầy đủ tiền bạc nhà cửa rồi lúc đó mới chịu tu, thì khó mà thực hiện được hoài bão của mình. Chúng ta tu để làm gì? Để được giảm bớt phiền muộn khổ đau, và cuối cùng là giác ngộ, giải thoát hoàn toàn những ý nghĩ, lời nói và hành động làm tổn hại người khác. Khi chúng ta cởi bỏ được tự ngã, độc tôn, sống với tâm không chấp trước, lột bỏ mọi phân biệt, thành kiến, thì chúng ta sẽ tắm mát trong một dòng sông hạnh phúc mà an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh. Cũng như những người gặp tai nạn hoặc việc bất trắc trong cuộc đời, thường hay cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm cứu độ, nhưng tất cả đều được hay người được người không? Như vậy, Bồ Tát thương người này mà ghét bỏ người kia hay sao? Hình như Bồ Tát còn thiên vị nên trọng kẻ này khinh kẻ kia. Nếu ai nghĩ như thế và nói như vậy là oan cho Bồ Tát quá chừng. Đa số chúng ta vì không tin sâu nhân quả, không tin chính mình, nên khi gặp tai nạn, gặp khó khăn, chúng ta liền xin Phật Bồ Tát gia hộ hay cứu độ cho mình mau tai qua nạn khỏi. Ta hay có bệnh ỷ lại và nhờ giả cầu cạnh vào Phật Bồ Tát, nên lúc nào cũng cầu xin Phật Bồ Tát an ủi, sẻ chia, cứu giúp hay nâng đỡ cho mình hết khổ mà được an vui hạnh phúc. Nhưng trên thực tế, việc cầu xin đó có người được, có người không là tại sao? Vì nhân duyên đã chín mùi, dù mình không muốn nhưng nó dẫn đến, vì nhân quả công bằng mà. Như vậy mà đa số Phật tử chúng ta phần đông đi chùa cầu xin nhiều hơn là gieo nhân để gặt quả. Thậm chí có người vuốt bụi Phật để trét vào đầu, và còn nói rằng làm như vậy Phật sẽ ban ơn gia hộ cho mà gặp được điều may mắn tốt đẹp. Bồ Tát Quán Thế Âm là biểu tượng của lòng từ bi, thương yêu, bình đẳng, sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia những nỗi khổ, niềm đau, hay đem niềm vui đến tất cả chúng sinh. Giả sử chiếc đò trong mẫu chuyện ở trên bị chìm, nhiều người ra tay cứu vớt hành khách, thì những người đó là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, là biểu hiện của lòng từ bi, sẵn sàng cứu giúp mọi người khi có hoạn nạn. Bồ Tát Phổ Hiền là biểu tượng của hạnh nguyện dấn thân, đóng góp. Bồ Tát Văn Thù là biểu trưng người có trí tuệ sáng suốt nên không bị phiền não, tham sân si làm nhiễm ô, vân vân. Chứ vì Bồ Tát dấn thân cứu đời không biết mệt mỏi, nhàm chán. Đức Phật A Di Đà là tượng trưng cho vô lượng thọ, vô lượng quang. Có nghĩa là chúng ta khi sống được với Phật tánh sáng suốt của mình thì không còn luân hồi sinh tử nữa, nên gọi là vô lượng thọ. Và có trí tuệ đầy đủ nên không bị các pháp ô nhiễm,
của thế gian chi phối. Do một số người thần thánh quá, sùng bái chư Phật Bồ Tát thái quá, xem các ngài như là những vị thần linh ban phước giáng hòa, nên nhiều người đã đặt niềm tin một cách sai lệch. Thay vì chúng ta đặt niềm tin vào giáo pháp, vào nhân quả, tự mình làm chủ bản thân, làm chủ vận mệnh theo tinh thần Phật dạy, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên giới chánh pháp. Do chúng ta không hiểu đúng lời Phật dạy, nên ta thiếu tự tin, lơ là, biến nhát bởi tham lam quá đáng mà đánh mất chính mình. Trong mỗi chúng ta đều có Phật tính sáng suốt. Nương nơi mắt thì thấy, nơi tai thì nghe, mũi lưỡi thân ý cũng là như thế. Ai cầu xin là người có tâm ỷ lại và quá yếu đuối, vì không tin sâu nhân quả, không tin tưởng chính mình có đủ năng lực làm được những gì mình mong muốn. Người có tâm niệm ỷ lại là nhờ vào tha lực của người khác, khó bao giờ thành công được trọn vẹn trên đường đời, vì thiếu ý chí, nghị lực, không tin sâu nhân quả và tự tin chính mình. Người tu cũng thế, nếu hay cầu xin nhiều thì dễ mất tĩnh tâm, vì đâu phải việc gì cũng xin được dễ dàng. Nếu xin không được thì nói Phật Bồ Tát không linh hiển, nên bỏ không tới chùa nữa. Còn người Phật tử chân chính thì phải biết cách chuyển hóa, chừa bỏ, thay đổi những thói quen tật xấu có tính cách hại người hại vật, chứ không nên một lòng cầu khẩn van xin. Hầu như ai cũng có bệnh tham lam, dù ít hay nhiều. Phật dạy lấy thuốc để trị bệnh, mà chúng ta chỉ cầm toa thuốc độc hoài mà không dám mua thuốc uống. Phật dạy chúng ta học hiểu để ứng dụng tu tập hành trì chuyển hóa, chứ không phải cầu Phật ban cho. Nhưng đa số quý Phật tử cứ xin Phật hoài. Tu như vậy biết chừng nào mới chuyển hóa hết phiền não tham sân si. Bởi ta tham quá nhiều thứ nên xin lâu ngày thấy không hiệu nghiệm thì muốn bỏ Phật bỏ chùa, vì Phật không giúp gì được cho mình. Nếu chúng ta xin không được thì tu theo Phật Bồ Tát có được lợi ích gì? Chúng ta học hiểu lời Phật dạy để áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, nhằm trị tâm bệnh tham lam, sân giận, si mê, để thành vô lượng trí tuệ từ bi. Tu như vậy tự nhiên tâm chúng ta lần hồi được trong sạch. Khi tâm đã sạch rồi thì mọi bệnh tật tham sân si, ganh ghét, tật đố, nóng giận, oán thù từ từ theo đó mà hết. Muốn giàu sang nhiều của cải, ta phải biết bố thí cúng dường, giúp đỡ chia sẻ với lòng thành tâm cung kính của mình. Ngoài ra, chúng ta còn phải siêng năng, tinh cần làm việc, tiết kiệm và không tiêu xài hoang phí. Đó là chúng ta biết tu bằng cách dùng thuốc của Phật để trị tâm bệnh cho mình. Nhiều người cho rằng cầu nguyện là vô ích, không có tác dụng lợi ích thiết thực, mà làm sao có tác dụng được khi chúng ta lại lục cầu xin trước những pho tượng bằng đất, gỗ, đá và xi măng. Tôn tượng Phật Bồ Tát chắc chắn không phải là ông Phật thật. Đó chỉ là biểu tượng qua hình ảnh để ta nhớ biết công hạnh của các ngài mà cố gắng bắt chước thực hành làm theo. Khi ta nghiêng mình cúi đầu một cách cung kính, tôn trọng lá cờ, không phải là ta tôn trọng miếng vải, mà chính là ý nghĩa lá cờ tượng trưng cho tổ quốc qua tinh thần dân tộc Việt Nam. Cũng vậy, ta thờ Phật lại Phật nhằm mục đích không phải để cầu xin, mà ta lễ lại để nhớ công ơn cao cả của ngài. Nhờ vậy mà ta biết được điều tốt lẽ xấu trong cuộc đời. Quý Phật tử xét thật kỹ xem, từ trước cho đến giờ chúng ta đi chùa là vì cầu xin hay để tu học theo Phật và Bồ Tát? Chúng ta đến chùa đôi khi chỉ cúng chút ít hoa quả hoặc nải chuối, ốp nhang. Khi cúng rồi, quý vị cầu đủ thứ hết, nào là Phật gia hộ cho gia đình con bình yên, hạnh phúc, được làm ăn thịnh vượng, sung túc đủ đầy, phát tài phát lộc,
trong gia quyến đều gặp may mắn, con cháu biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, vân vân. Như thế, chúng ta cầu sinh hay là tu tập để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau? Thông thường, em bé ỷ lại vào sự bao bọc của cha mẹ. Đứa bé con nhà giàu, khi bị té, nó sẽ khóc thét lên, chờ gia đình người thân đến dỗ về, năn nỉ nó mới hết khóc. Ngược lại, đứa bé con nhà nghèo khi bị té, nó nhìn qua nhìn lại không thấy ai, liền đứng dậy đi. Những người bất hạnh thường mong chờ ỷ lại vào những nhà mạnh thường quân, nhà hảo tâm, nên họ khó có tâm cầu tiến, tính sâu nhân quả. Phụ nữ thường ỷ lại vào đàn ông, chồng ỷ lại vào vợ, dẫn đến biến nhát, ăn không ngồi rồi, tụ ba, tụ năm, tán dốc, cờ bạc rượu chè, làm cho gia đình người thân khổ đau. Lúc chúng tôi còn ở ngoài đời, khi đó đang ở tù, tôi có quen một người và có đến nhà anh ta chơi một vài lần. Cô vợ bán thịt heo ngoài chợ, nuôi một chồng và hai đứa con. Anh chồng không làm gì hết mà lúc nào cũng chè chén say sưa. Tiền thì bà xã cung cấp, ăn nhậu riết rồi sinh tệ, về nhà chửi bới đánh đập vợ con. Sau nhiều lần chịu không nổi, bà vợ làm đơn cho ổng ở tù 3 tháng để cải tạo. Khi đó chúng tôi làm tù trưởng nên có điều kiện cùng ông ta về nhà nhậu chơi, mới biết hoàn cảnh thực sự là như thế. Rõ ràng những người đàn ông như thế, họ lại dựa vào sự làm ăn của vợ mà bê tha thọ hưởng những thú vui thấp hèn, cuối cùng dẫn đến tù tội. Sự ỷ lại của người đàn ông trên đáng bị phê phán, vì tâm lý ỷ lại, lười lao động và để vợ nuôi. Ngược lại, người phụ nữ có thể chịu đựng cả đời với tính dựa dẫm đáng yêu của đàn ông, nhưng họ sẽ coi thường những gã chỉ biết sống dựa vào sức vợ. Đàn ông mà sống với vạt áo đàn bà có sao được. Vậy mà thế gian này vẫn có những con người như thế. Các em học sinh ỷ lại vào thầy cô giáo nên không cần mẫn siêng năng chăm chỉ học hành. Con cái ỷ lại vào cha mẹ, hầu như tất cả những người hay ỷ lại ít thành công trên đường đời vì tâm lý làm biếng dựa dẫm vào người khác. Tu hành cũng lại như thế. Chúng ta phải tin mình là chủ nhân của bao điều hòa phúc. Do đó, ta không ỷ lại vào Phật Bồ Tát mà ráng cố gắng buông xả những gì xấu xa tội lỗi bằng trái tim thương yêu và hiểu biết để chuyển hóa phiền muộn khổ đau thành an vui hạnh phúc. Như vậy, chúng ta đi chùa cầu xin Phật cho điều này, cho việc kia, cho đủ thứ hết. Nhưng rốt cuộc rồi, tất cả những gì chúng ta xin có được như ý hay không? Chúng ta mỗi người phải tự nghiệm xét lại những gì chúng ta xin đó. Nếu được hết thì chắc rằng quý Phật tử đều được an vui hạnh phúc, đâu có ai đau khổ phải không? Nhưng thực tế, trong cuộc đời khổ đau nhiều hơn hạnh phúc. Nếu Phật có khả năng ban phước cho ta được thì Phật đâu có khuyên ta siêng năng tinh tấn tu hành để làm gì? Nói tóm lại, chúng ta đi chùa là để tu theo Phật nhằm chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui, hạnh phúc, và tin rằng mình làm lành được hưởng phước, mình làm ác chịu khổ đau, chứ Phật Bồ Tát không thể ban cho ta được. Phật chỉ là người thầy dẫn đường, chỉ cho ta biết được con đường dẫn đến bình yên, hạnh phúc trọn vẹn. Còn làm được hay không là do ta quyết định. Kiếp người thật ngắn ngủi, mấy chục năm đi qua, thoáng chốc chỉ là cát bụi. Con người sống với nhau lại thường xuyên tranh giành, gánh đua, đấu đá trong tình, danh, lợi, mà ngày ngày đêm đêm hao tâm tổn trí. Cuối cùng, liệu có mang theo được những gì? Người xưa thường nói, có lương thực ngàn gánh, cũng chỉ ăn 3 bữa một ngày. Có căn nhà lớn 10 tầng,
cũng chỉ ngủ ở một gian. Báu vật trăm xe ngựa, trong lòng vẫn có buồn phiền. Quan to, lộc hậu cũng chỉ là đi làm hàng ngày. Vinh qua phú quý cũng chỉ là thoáng qua như mây khói. Vậy, sống trên đời vì sao phải cứ tranh giành? Vậy thì con người cả đời tranh giành nhau rốt cuộc vì điều gì? Kính thưa quý Phật tử và quý thính giả thân mến, trong thế giới ồn ào này, người ta lừa gạt, oán trách nhau, đố kỵ nhau đều là kết quả của sự tranh giành. Công khai tranh giành, âm thầm tranh giành. Tranh giành lợi ích lớn, tranh giành lợi ích nhỏ. Hôm qua tranh giành, hôm nay cũng tranh giành. Rốt cuộc suy cho cùng, tranh giành cũng chỉ để thỏa tâm lý ích kỷ mà thôi. Khi tấm lòng rộng mở một chút, sẽ không còn chỗ cho sự tranh giành tồn tại. Xem nhẹ được và mất một chút, tranh giành sẽ tan biến đi. Mục tiêu giảm bớt đi một chút, tranh giành sẽ không trỗi dậy. Xem nhẹ tâm danh lợi đi một chút, tranh giành sẽ không còn. Trong cuộc sống, có thể có vô số lý do để không tranh giành. Nhưng chính vì dục vọng đã khiến cho mỗi người trở thành một chú sư tử đói nằm trong bụi cỏ, kìm nén không được. Một khi tranh giành được quyền và tiền trong tay, thì hạnh phúc sẽ mất đi. Tranh giành được thanh danh thì niềm vui cũng sẽ không tồn tại. Những thứ không thuộc về bản thân mà tranh giành được thì sẽ khiến tâm bất an. Nói một cách khác là những thứ con người vắt óc ra để nghĩ cách tranh giành được không phải là hạnh phúc, niềm vui và an tâm, mà chỉ là phiền não, thống khổ, thù hận và mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Vậy, không tranh giành chẳng lẽ là điều không tốt? Cho dù chỉ giảm tranh giành xuống một chút, coi nhẹ những thứ mà mình cho là quan trọng đi một chút, mọi người sẽ phát hiện ra rằng nhân tâm của mình thoáng chốc đã trở nên rộng rãi, thế giới thoáng chốc sẽ trở nên to lớn hơn. Cũng bởi vì không quá tranh giành, khuôn mặt người ta sẽ tươi cười nhiều hơn, nắm tay nhau nhiều hơn, nhường nhịn nhau nhiều hơn, chân thành nhiều hơn, nhiệt tình nhiều hơn và bạn bè sẽ nhiều hơn, tình cảm nồng đậm hơn, tâm nguyện sâu sắc hơn và tình yêu thương sẽ lớn hơn, thật hơn. Để giảm bớt tranh giành, hãy quan niệm rằng người nhiều tiền hay ít tiền, đủ ăn là được rồi. Người xấu hay đẹp, vừa mắt là được rồi. Người già hay người trẻ, khỏe mạnh là được rồi. Gia đình giàu có hay là nghèo túng, hòa thuận là được rồi. Chồng về sớm hay về muộn, có về là được rồi. Người vợ phàn nàn nhiều hay ít, lo việc nhà là được rồi. Con cái dù làm tiến sĩ hay là bán hàng ngoài chợ cũng được, an tâm là được rồi. Nhà to hay nhà nhỏ, có thể ở là được rồi. Trang phục có thương hiệu hay không, có thể mặc là được rồi. Ông chủ không tốt, có thể chịu được là được rồi. Hết thảy phiền não, có thể giải được là được rồi. Cả đời người bình an là được rồi. Không phải có tiền nhiều mới là tốt. Tâm tính lương thiện, giúp đỡ người khác thì số mệnh có thể thay đổi được tốt. Rất nhiều chuyện nghĩ thoáng qua sẽ tốt. Mọi người đều tốt, vạn sự đều tốt. Người tốt, mình tốt, thế giới đều tốt. Nói ngắn gọn lại là biết đủ là tốt nhất. Không tranh giành là cảnh giới cao của nhân sinh. Trong cuộc sống của chúng ta, luôn gặp phải những chuyện không như ý muốn. Nhưng không phải chuyện nào cũng đáng để hao tâm tổn sức. Người thông minh thì sẽ biết chuyện nào xứng đáng, còn chuyện nào thì không, biết tính toán giữa lợi và hại. Có câu rằng, không tranh không có nghĩa là mình không bằng người, không nói không có nghĩa là mình không biết. Vậy nên, những người thông minh ác sẽ không tranh giành bốn điều sau đây. Điều thứ nhất là,
không tranh giành đúng sai. Trên thực tế, mọi sự vật hiện tượng không có kết quả đúng hay sai một cách tuyệt đối. Một người quan tâm đúng sai một cách mù quáng sẽ dễ bị lạc lối. Bất luận kết quả sẽ như thế nào, nhưng sẽ thật vô nghĩa khi bạn tranh giành, chiến đấu với chính những người thân thiết. Cuộc sống là của chính bạn, nên không cần thiết phải tranh giành hay là so sánh với bất kỳ ai. Đừng sống cuộc sống của bạn theo con mắt của người khác. Mỗi người nên hành động theo lý trí và cố gắng sống hết mình. Trong cuộc sống, mỗi người đều có thái độ và quan điểm khác nhau về một sự vật hiện tượng. Vậy nên, người khôn ngoan sẽ không bao giờ tranh đấu đúng sai, bởi họ hiểu trong quá trình đó không may sẽ đánh mất chính mình, nên dù có thắng cũng không vui. Sự trưởng thành thực sự của một người là trở nên tốt hơn so với quá khứ của chính họ. Lựa chọn cuộc sống đơn giản và hạnh phúc, một người khôn ngoan sẽ không lãng phí thời gian cho những người hay những việc không xứng đáng, đặc biệt là tranh cãi đúng sai. Thứ hai là không tranh giành thể diện. Đánh mất giá trị bản thân để tranh giành một chút thể diện thực chất là cái mất lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Nhiều người vì thể diện mà hạ thấp bản thân. Điều đó thật vô nghĩa, bởi cuộc sống không chỉ có thể diện mà còn vô số những giá trị cao quý khác. Vì hai chữ thể diện, nhiều người chấp nhận sống một cách miễn cưỡng, cầu hòa, thậm chí còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Tính sĩ diện càng cao, thì những đau khổ mà bản thân và người nhà phải gánh chịu trong cuộc sống càng nhiều. Vậy nên, thay vì mất thời gian tô điểm cho cái sĩ diện của mình, bạn có thể tập trung vào việc bồi dưỡng đạo đức và nâng cao năng lực của bản thân. Thứ ba là không tranh giành cái lợi trước mắt. Tranh chính là không tranh, không tranh chính là tranh. Trên con đường đời, không ngại bước chậm, chỉ sợ bước đi của bạn không thực tế. Bước chậm mà bước chắc mới có thể càng đi xa. Cuộc sống là một quá trình. Hạnh phúc do chính bàn tay mình tạo ra. Những gì bạn tranh giành chưa chắc thuộc về bạn, mà còn làm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác. Kẻ mạnh thực sự là biết nhìn xa trông rộng, không vì lợi ích trước mắt mà tranh qua tranh lại. Muốn có thể tiến xa hơn, chúng ta cần phải gạt bỏ tư duy hạn hẹp và cái tính khôn lõi. Thời gian sẽ cho mỗi người biết câu trả lời ai là người thông minh. Bạn không nên quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác, và cũng đừng tốn sức cho những chuyện không có giá trị. Người khôn ngoan sẽ luôn biết dành thời gian để làm những việc thực sự xứng đáng. Thứ tư là không tranh giành tình yêu. Tình yêu đẹp không phải tranh đoạt mà có. Bạn cũng không cần phải gắng sức. Chỉ cần bày tỏ một cách chân thật, ắt sẽ có kết quả tốt. Dưa ép quá thì không ngọt. Trái tim cố níu kéo sẽ không chân thành. Tình yêu phải thuận theo tự nhiên, đôi bên mới hạnh phúc. Trong tình yêu, không phải bạn tốt như người khác sẽ báo đáp lại sự yêu thương của bạn. Không phải bạn gửi gắm tâm tư tình cảm của mình cho người ta sẽ đáp lại bằng mối chân tình. Tình yêu là sự tương hỗ, không phải chỉ là sự cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là cả một quá trình thu hút lẫn nhau. Nếu là của bạn, không cần đoạt, vẫn sẽ thuộc về bạn. Nếu như không phải, cố chấp cũng chẳng được. Vậy nên, người khôn ngoan không tranh đấu một cách mù quáng để chiếm lấy tình cảm. Sau đây là 7 lời Phật dạy về việc làm khiến cho phúc báo bị hao tổn. Phúc báo của một người chính là quả báo tốt đẹp đến với người đó có nguyên nhân xuất phát từ một hành vi lương thiện trong quá khứ. Nhưng trong cuộc sống này, có rất nhiều việc
mà chúng ta vô ý làm sẽ không những không tích được phúc báo, mà còn khiến cho phúc báo bị hao tổn mất. Dưới đây là 7 việc làm khiến cho phúc báo bị hao tổn nhanh nhất mà một vị hòa thượng khuyên bảo. Thứ nhất là thường xuyên sát sinh. Sát sinh là hành vi đứng đầu trong những hành vi làm hao tổn phúc báo nhanh nhất. Trong cuộc sống hàng ngày, sát sinh là việc khó đoạn tuyệt được. Nhưng nếu không nhất định phải sát sinh, thì chúng ta hãy hạn chế sát sinh. Bởi vì sát sinh chính là cách làm hao tổn dần phúc báo của bản thân. Đến khi đã hưởng hết phúc báo từ đời trước thì chúng ta sẽ phải chịu nghiệp báo của sát sinh gây ra. Thứ hai, tức giận, oán giận, cáu kỉnh. Đại sư Ấn Quang khuyên bảo rằng, người phụ nữ không hay tức giận thì con cháu sống thọ hơn. Phụ nữ thường xuyên tức giận, cáu kỉnh, sinh con sẽ khó nuôi. Phát giận là điều cứu không được. Tức giận chính là lửa thiêu rừng công đức. Chỉ một cơn lửa giận có thể thiêu cháy hết cả phúc đức. Người xưa thường khuyên rằng, oán giận một lần đối với một người bình thường sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 100 kiếp. Oán giận một lần đối với cha mẹ, người lớn tuổi, người đại đức sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 1000 kiếp. Oán giận cha mẹ, hậu quả rõ ràng nhất là phúc mỏng mệnh nông. Thứ ba, xung đột với cha mẹ, người bề trên. Chống đối mâu thuẫn với cha mẹ là việc đứng đầu trong những việc làm tổn phúc hại lộc. Vô luận là cầu cái gì cũng đều không đạt được. Ngàn vạn lần cầu cũng uổng công, bởi vì tích phúc không có mà tổn phúc lại nhanh. Sự việc nhân duyên làm việc đều không thuận. Nếu như công việc không thuận lợi, cảm tình thống khổ, lập tức nên hiếu thuận với cha mẹ. Cha mẹ vui mừng thì hết thảy thiên nhân quỷ thần đều sẽ đến bảo hộ. Người không chống đối, không có mâu thuẫn với cha mẹ thì công việc sẽ thuận lợi, có nhân duyên tốt đẹp. Nếu như từ nhỏ đã không có mâu thuẫn gì với cha mẹ thì cho dù xuất thân trong gia đình nghèo khó, sau này lớn lên cũng có thể trở thành người có sự nghiệp. Người dùng tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ, tương lai tất sẽ giàu có, khá giả. Hiếu thuận nhưng không dùng vật phẩm tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ thì cho dù làm đại quan cũng sẽ thiếu hụt tài phú. Nói xấu, xuyên tạc bậc thánh hiền, đại đức, một câu làm tổn hại 100 thiện, làm hỏng hết huyết mạch phúc báo của gia đình. Thứ tư, oán trời trách người. Bàn lộng thị phi, ghen ghét người khác. Những điều này làm tổn hại đức khí và hòa khí của trời đất, tài vận sẽ bị quỷ diệt. Nếu như không có của cải của tổ tiên che chở thì nhất định sẽ bần cùng, làm việc không thuận. Oán trời trách người một lần sẽ làm tiêu tan 3 thiện. Đại sư Ấn Quang nói, người gặp nghịch cảnh mà không oán trời trách người thì nhất định sẽ có hậu phúc và con cháu thịnh vượng. Ghen ghét, châm chọc, nói xấu người khác cái gì thì tương lai cũng sẽ phải chịu y như thế. Thứ năm là thường hay nói láo. Sự hòa thuận giữa người với người, ăn ở phải có đạo, coi trọng sự chân thành lẫn nhau, kiên kỵ hư tình giả ý, tức là đạo đức giả. Bất luận là người nhà ruột thịt thân thích hay mối quan hệ bạn bè với cấp trên, chỉ cần bạn thường ngày dùng ngôn ngữ chân thật, thành tâm đối xử tử tế, nhất định sẽ đạt được tín nhiệm của người khác. Ngược lại, thường xuyên bịa đặt những chuyện giả tạo dù chỉ một chút, hoặc là đã dưỡng thành thuyết hoang tâm bất hoảng, tức là nói dối mà trong tâm không chút sợ hãi, dần dần thành phản xạ có điều kiện mà thuận miệng nói láo với bất kỳ ai, có khi chỉ vì một câu nói dối tùy tiện
mà phải trả giá vô cùng thê thảm. Thứ sáu là khoe khoang, khoa trương bản thân. Khoe khoang bản thân ở đâu cũng đề cao mình, cũng tự mãn, sẽ khiến quỷ thần ghen ghét mà phá bỏ. Cho nên khoe khoang cái gì thì tương lai sẽ bị mất đi thứ đó. Thứ bảy là nói điều xấu, điều không đúng về người khác. Nói những điều xấu về người khác là làm tổn thương đến quà khí giữa trời và đất mà chưa mời tai họa mà quỷ thần giáng xuống. Hơn nữa, dùng một chút những lời nói đồn đại không đúng sự thật để khoa trương bản thân, khiến cho người bị nói sẽ tức giận khó chịu, thì sao có thể sống bình an đây? Trời đất đã sinh ra dược thảo khiến vạn vật thoải mái, cũng sinh ra độc thảo đầu độc vạn vật. Trời đất dưỡng dục người lương thiện, quân tử cũng dưỡng dục tiểu nhân. Mặt trăng, mặt trời chưa bao giờ chỉ soi sáng cho người lương thiện mà không soi sáng cho người ác. Nước biển chưa bao giờ chỉ thu nạp dòng nước tinh khiết, cự tuyệt dòng nước ô nhiễm. Cho dù chúng ta có bao nhiêu sai lầm khuyết điểm, thì trời đất, mặt trăng, mặt trời cũng chưa bao giờ yêu cầu chúng ta điều gì. Cho nên chúng ta cũng không thể yêu cầu người khác xa lánh người thương tổn đến mình mà cho đó là tiểu nhân, ác nhân. Hãy mở rộng lòng mình mà bao dung hết thảy, chúng ta sẽ được nhiều hơn. Người xưa có câu: Thái sơn bất từ thổ nhưỡng, hà hải bất trạch thế lưu, là có ý khuyên rằng làm người phải tiếp nhận được hết thảy mọi người. Kể cả người không cùng suy nghĩ, quan niệm và hành vi thì mới có thể thành tựu chính bản thân mình. Khó khăn trong cuộc sống này, ai cũng muốn mình gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Vậy, nếu muốn tránh xa những rắc rối, thị phi, hao tổn công đức, hãy lắng nghe lời Phật dạy về năm chữ đừng. Cuộc đời đổi thay mỗi ngày, tâm yên lòng thanh thản, tâm động lòng nổi sóng gió. Sống mà cứ đấu đá tranh giành, gạnh đua nhau từng chút một, bảo tâm làm sao yên. Mời quý Phật tử cùng quý thính giả cùng nghe lời Phật dạy về năm chữ đừng thay đổi cuộc đời. Cái đừng thứ nhất: có thù hận đừng ghi nhớ. Cuộc sống này vốn dĩ rất ngắn ngủi, thay vì thù hận người khác, sao không thử mở rộng tấm lòng đối xử một cách bao dung với họ một lần. Người xưa thường nói rằng hành thiện tích đức chính là yếu tố phong thủy lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Hãy thử một lần kiểm nghiệm xem sao. Dùng thiện lương, nhân ái để đối đãi, không để ý những chuyện nhỏ, gạt bỏ ân oán, buông bỏ thù hận, chính là cách làm cho cuộc đời của bạn luôn vui vẻ, thanh thản mỗi ngày. Theo lời Phật dạy, muốn sống trường thọ, hãy luôn tuân thủ tám bất thức, tức là không cần biết ba điều. Không quan tâm ân oán, không quan tâm tuổi tác, không quan tâm bệnh tật. Vì thế, để cuộc đời đổi thay mỗi ngày, vận mệnh cải biến theo chiều hướng tốt, hãy học chữ đừng thứ nhất: bỏ qua thù hận, đừng ghi nhớ mà chuốc lấy phiền não. Cái đừng thứ hai: tức giận đừng để trong lòng. Nhận vô thập toàn, nếu ai cũng hoàn hảo thì đời chẳng còn điều gì để bàn luận nữa. Trong cuộc đời, ai cũng có thể gặp phải những chuyện khó khăn hay là không vừa ý. Nhưng cũng đừng vì thế mà tức giận để nộ khí xung thiên. Tức giận là tồn tại khách quan, không nên giữ mãi ở trong lòng. Nín thở thì khí sẽ ứ tắc, khí ứ tắc thì sẽ sinh bệnh. Đâu là cách đổi mệnh để sống thọ theo quan niệm của Phật giáo? Gặp phải những sự việc khiến ta tức giận, hãy tìm người để khai thông nó, thổ lộ ra hết,
như vậy sẽ gỡ bỏ nó nhanh hơn, nội tâm sẽ bình yên trở lại. Bạn bè chính là giải pháp lựa chọn tốt nhất trong trường hợp này. Bạn bè vừa là nguồn động lực, vừa là chỗ dựa tinh thần, tiếp thêm sức mạnh giúp bạn vượt qua sóng gió cuộc đời. Như vậy, lời Phật dạy về 5 chữ đừng. Chữ đừng thứ hai bạn nên học là: tức giận đừng để trong lòng, hãy cứ xả hết ra để tâm hồn được nhẹ nhõm. Cái đừng thứ ba, có tình yêu đừng buông bỏ. Tình yêu là liều thuốc tinh thần kỳ diệu, tưới mát tâm hồn trong những ngày hè oi ả, sưởi ấm trái tim trong những ngày đông buốt giá. Ai cũng mong muốn kiếm tìm một người thực sự tâm đầu ý hợp rồi mới tính chuyện trăm năm. Nhiều khi mãi mê kiếm tìm sự hoàn hảo mà quên rằng người ấy xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Phật dạy rằng, cho dù yêu hay được yêu đều là duyên phận, đều nên đón nhận. Ngày hôm nay bạn buông bỏ thì kiếp này nó sẽ không bao giờ đến với bạn nữa. Hiểu để sống và yêu trọn vẹn một đời. Vì thế hãy mở rộng lòng mình đón nhận người đang bên cạnh mình. Đừng để đến lúc họ bỏ đi rồi mới cảm thấy hối tiếc. Tại sao không chọn người ấy? Tại sao lại để người ta ra đi? Cái đừng thứ tư, có phúc đừng chờ đợi. Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời mình, bởi bạn đâu biết ngày mai bản thân sẽ ra sao. Có phúc cứ hưởng, mọi việc đến đâu thì hay đến đó. Con cháu đều có phúc của con cháu, đừng quá vì con cháu mà biến mình thành thân trâu ngựa, bởi điều đó chỉ biến bạn thành một con người già nua, thiếu sức sống. Điều này không phải cổ suý cho việc thờ ơ bỏ mặc người thân con cháu, mà nên biết cách cân bằng để mọi thứ được toàn vẹn. Khi có đủ thời gian và điều kiện, nên tranh thủ thời gian hưởng thụ cuộc sống. Đừng vì con cháu mà làm quá kiệt sức, làm cố quá là sát thủ nguy hiểm nhất của sức khỏe. Cái đừng thứ năm, có tiền đừng keo kiệt. Trong cái xã hội đau đầu việc quần quấy cơm áo gạo tiền hiện nay, người người nhà nhà ra sức học tập làm việc cũng chỉ vì mục đích kiếm tiền, kiếm được thật nhiều tiền để có cuộc sống đầy đủ tiện nghi hơn. Đó là nhu cầu chính đáng, không có gì sai cả. Tuy nhiên, nhiều người lại quên mất một điều rằng: tiền khi sinh chẳng mang theo đến, khi tử chẳng mang theo đi. Sức khỏe mới là thứ quan trọng hơn nhiều. Không có sức khỏe, tiền có chất thành đống, cuộc sống cũng vô nghĩa. Trong dân gian có câu: không sợ kiếm ít tiền, chỉ sợ chết sớm. Có sức khỏe thì ngại gì không kiếm được tiền. Vì sức khỏe, khi nào cần chi tiêu thì hãy chi tiêu. Có tiền đừng keo kiệt, đến lúc ngậm cười nơi chính suối, bạn đâu có đem theo được chúng. Dẫu chăng cũng chỉ là nắm tiền vàng mà gia đình cúng giếng mà thôi. Hãy lắng nghe lời Phật dạy để biết tránh xa sáu hành vi gây tổn hại công đức này. Có như vậy thì cuộc sống mới thuận lợi, sung túc, tránh được nghiệp báo sau này. Thứ nhất là bố thí không tự nguyện hoặc keo kiệt, ít khi làm việc thiện. Lòng bố thí phải đến từ cái tâm của chính mình. Khi bố thí cho những người nghèo khổ không được may mắn như bản thân mình, cần phải bố thí một cách thành tâm tự nguyện, không dùng thái độ hách dịch coi thường, làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, chỉ để thỏa mãn tự tôn cá nhân. Nếu bố thí mà không đúng cách, ta không những không được cảm tạ mà còn bị người ta căm ghét, ghi hận. Bố thí đúng cách, hưởng thụ khi học Phật. Cùng với đó, nếu cuộc sống của ta có đầy đủ của cải vật chất mà vẫn cứ một lòng muốn dơ vét làm giàu thêm cho mình, không chịu san sẻ với ai, thì phúc đức cũng bị ảnh hưởng. Tiền bạc là vật ngoài thân,
chết cũng chẳng mang theo được. Chi bằng ta hãy sống vui với hiện tại, không tham lam tích trữ bạc tiền. Thấy mình sung túc hơn người thì sẵn sàng giang tay bố thí. Như thế thì cuộc sống mới hạnh phúc, thuận lợi, mới dễ dàng đến với chúng ta. Thứ hai, hay kêu ca, oán thán, gây chuyện thị phi, ghen ghét, đố kỵ. Đây là những việc làm cần phải tránh thật xa, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến hòa khí giữa người với người, mà còn gây tổn hại đến hòa khí của đất trời. Theo tâm linh, nếu thường xuyên làm những việc này, tài vận sẽ sa sút, phúc đức của tổ tiên dù có dày sâu, ngài cũng sẽ tiêu tan hết. Con người làm việc gì cũng sẽ khó khăn, trắc trở, thậm chí là bần cùng. Nói xấu, đặt điều cho người khác, bàn chuyện thị phi thế nào, mai sau chắc chắn cũng sẽ phải chịu cảnh như thế. Thứ ba, thường xuyên sát sinh. Theo lời Phật dạy, sát sinh là hành động đứng đầu gây tổn hại đến phúc báo. Nếu thường xuyên sát sinh, phúc đức của con cháu sẽ bị ảnh hưởng, đời sau sẽ gánh chịu những tội nghiệp mà cha mẹ đã gây ra. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, việc tránh hoàn toàn sát sinh là không thể. Thí dụ như khi ta vô tình dẫm chân lên con sâu, cái kiến hay giết hại những côn trùng gây hại cho mình. Vì thế, nếu có thể, ta nên hạn chế sát sinh ở mức tối đa. Nên biết về lời Phật dạy không nên sát sinh để tránh mang thêm nghiệp về mình. Nếu có thể thì nên tránh những công việc cần phải sát sinh. Nếu đã phải làm thì nên thường xuyên hành thiện tích đức, thành tâm hướng Phật. Thứ tư là khoe khoang kiêu ngạo. Con người không ai là có thể thông thạo tất cả mọi việc. Có người mạnh ở điểm này, có người lại mạnh ở điểm khác. Nếu may mắn có khả năng trên lĩnh vực nào, con người không nên lấy đó làm kiêu ngạo, coi thường, chỉ tay với người khác. Bởi rất có thể ta giỏi hơn người khác ở lĩnh vực này, nhưng đến khi gặp phải vấn đề ở lĩnh vực khác, người khác sẽ là thầy của ta. Con người cần phải biết khiêm tốn, học hỏi. Khiêm tốn giúp chúng ta tiến bộ, còn quá mức quên quan kiêu ngạo không chỉ khiến chúng ta tụt hậu mà còn ảnh hưởng đến phúc đức sau này. Thứ năm là xung đột, mâu thuẫn với cha mẹ bề trên. Thường xuyên xung đột chống đối cãi lời cha mẹ và các bậc bề trên, phúc đức cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù mong muốn đạt được cái gì cũng sẽ không thành công. Nguyên nhân dẫn đến ác nghiệp chủ yếu là do bất hiếu, và họ sẽ phải chịu quả báo lớn nhất. Cha mẹ là bậc sinh thành dưỡng dục, mà con cái dù có báo đáp ngàn lần cũng không hết. Vì thế, bổn phận của con cái là phải dâng theo lời cha mẹ, không được để cha mẹ buồn lòng, phải hiếu thuận, dùng hết sức báo đáp công ơn cha mẹ. Người nào làm được như vậy thì cuộc sống hạnh phúc, dễ cầu được ước thấy, đời người thuận lợi hơn, nhận được sự bảo hộ của thiên nhân quỷ thần. Còn kẻ nào bất hiếu keo kiệt với cha mẹ, kẻ đó sẽ gặp khó khăn trắc trở trong cả sự nghiệp và nhân duyên, chịu lời đàm tiếu của thiên hạ, cuộc sống cũng không vui vẻ được. Theo luật nhân quả, xung đột, mâu thuẫn, bất hiếu với cha mẹ thì mai sau con cái cũng sẽ lạnh nhạt, không tôn trọng mình. Thứ sáu, háo sắc quan dâm. Người quan dâm háo sắc là những người có tinh thần không lành mạnh. Hành động này không chỉ tổn hại đến phúc